Hi, xin chào tất cả các chị yêu của Shop Nga VM. Các chị yêu ơi, tối nay hãy lên cùng em nhé, để sở hữu rất nhiều những cái siêu phẩm đẹp xuất sắc luôn các chị yêu ơi. Đầu like em biết cho các chị yêu một cái cây tự mix các chị yêu nhé, rất là đẹp luôn. Quần nỉ đấy ạ, phối với một chiếc áo bra xuất sắc đỉnh ở bên trong, cộng với một cái áo khoác gió, đi một đôi giày thể thao quá là đẳng cấp luôn các chị yêu ạ. Với cái set như thế này các chị yêu hoàn toàn có thể đi giày thể thao cũng được. Các chị yêu có thể đi với lại đôi giày cao gót cũng rất là xinh nhá, rất là chất, mặc đi chơi được hoặc đi làm được đều rất là đẹp và cực kỳ sang luôn ạ. Nên chị yêu nào đang kiếm tìm cho em Nga cả một cái set như em Nga đang mặc, hoặc là tách set hoặc tách rời nhá, đều rất là đẹp, nên các chị yêu hãy lên cùng em tối nay nha. Trời ơi, nó đẹp ngất ngây luôn. Đặc biệt là cái chiếc áo bra ở bên trong này, thực sự là hôm nay chị yêu nào mà không dinh cái áo bra này, em khẳng định với các chị yêu là nuối tiếc vô cùng luôn. Em phải săn mãi trong muôn vàn mấy chục mẫu áo bra để mới ra được cái mẫu áo này, bởi vì em cứ canh cánh trong lòng, bởi vì những cái mẫu bra ấy, cái mẫu bra mà cái cổ, cái dáng mà kiểu nó khoét như thế này này thì rất là nhiều, nhưng mà cái áo bra mà cái quả ngang như thế này này là cực ít và rất là hiếm luôn các chị yêu ạ. Nó chỉ được một trong vài mẫu thôi đấy ạ. Và hôm trước em về cho các chị yêu được một cái mẫu giữ nhiệt, em đã ưng ý vô cùng luôn rồi, nhưng mà cái mẫu này thì nó phải gọi là đỉnh cao luôn. Mẫu này mà chị yêu nào mà không dinh thì em nói thực sự là tiếc ngẩn ngơ. Bởi vì sao ạ? Cái mẫu áo bra này các chị yêu biết vì sao ạ? Chị em mình mặc được 4 mùa xuân hạ thu đông, 4 mùa, mùa nào cũng mặc được cho em Nga. Và thực sự nó rất là cần trong tủ quần áo nhá. Các chị yêu nhìn cho em một cái chiếc áo bra này, nó không quá ngắn, nó lại cũng không quá dài đấy ạ. Mặc nó rất là vừa phải. Các chị yêu có thể mix bên trong, có thể mặc như thế này luôn cho em Nga, hoặc các chị yêu phối kết hợp mặc ví dụ bên trong những cái chiếc áo của sơ mi ấy, một số những cái áo sơ mi mà cái kiểu dáng của nó mà các chị yêu cảm giác là cần phải bên trong mặc một cái chiếc áo nhẹ nhẹ bra, các chị yêu hoàn toàn mặc được cho em Nga. Hoặc bên ngoài các chị yêu mặc như thế này, phối đồ như thế này. Và đặc biệt là khi nào mà vét ấy, khi là với mùa đông nha, các chị yêu mặc cho em với quần tây, đúng không ạ? Mặc quần tây, quần short, quần âu hay bất kỳ, hay quần jean cũng được, mix cho em cái áo bra này, sau đó thì các chị yêu khoác cho em cái áo vét. Trời ơi, áo vét, áo dạ các kiểu, nó rất là đẹp luôn. Thực sự là em phải gọi là tâm đắc vô cùng với cái chiếc áo bra xuất sắc đỉnh như thế này. Mà chị yêu nào mà bỏ lỡ cái chiếc áo bra này thì tiếc ngẩn ngơ luôn. Em khẳng định là chị yêu nào cũng phải lên lấy cho em 2-3 chiếc chắc chắn luôn, vì các chị yêu sẽ thấy cái bra này cực kỳ đẹp luôn ạ. Em chào chị Phạm Hằng, em chào chị Nguyễn Thị Hương, xem nhà Nga quân mạng. Em cảm ơn chị Nguyễn Thị Hương, áo đẹp chuẩn thật, mua mặc rồi ai cũng hỏi ý em. Cảm ơn chị Hải An, chắc chắn là áo gió này đúng không ạ? Chắc chắn là áo gió này rất rất nhiều chị yêu hỏi đúng không ạ? Áo gió này thì bây giờ em còn ít lắm luôn, và hết thành size L rồi, chỉ còn S và M thôi. Bây giờ là size L là không có nữa rồi đấy. Nên chị yêu nào mà ngày hôm trước mua, em về cực kỳ nhiều nhá, áo gió này em về cực kỳ nhiều. Chúc mừng cho những chị yêu nào mà đã sở hữu được cái áo gió này size L, bây giờ thì nó không có nữa, đặt bây giờ rất là khó luôn. Đấy ạ. À, chị hỏi áo khoác trắng mà không thấy trả lời hả em? Thế à chị Thu Nguyễn ơi, à, có thể nhà em Nga là lúc đấy các bạn ấy đang ở ngoài giờ cho nên các bạn ấy chưa inbox được, à, thì có gì chị chấm lại giúp em Nga nhá. Áo đang mặc giá bao nhiêu? Bây giờ em sẽ báo giá luôn đây ạ. Đẹp xuất sắc luôn. Em giới thiệu đầu tiên là chiếc áo bra nha các chị yêu nha. Giới thiệu luôn áo bra này, bởi vì áo bra này chị em mình mặc ngay vào luôn, và nó rất là cần. Và áo bra này các chị yêu biết vì sao ạ? Mặc 4 mùa được cho em Nga, xuân, hạ, thu, đông, không lúc nào thiếu. Và thật ra bây giờ chị em mình mặc ngay vào luôn. Chị yêu nào thích mặc áo bra này này, các chị yêu có thể tập được cho em Nga này, mix cho em vest được cho em Nga này, mix kiểu gì cho em cũng được. Các chị yêu nhìn cho em Nga nhá, một cái kiểu áo bra mà em nghĩ là thực sự là chị yêu nào cũng lên có trong tủ 2-3 chiếc, các chị yêu đừng bỏ qua đấy ạ. Em cảm ơn chị Hải An, đúng áo gió rồi đấy các chị yêu ơi, tí nữa dinh áo gió này không hết nhá. Chị yêu nào mà không dinh áo gió này nữa là không có cơ hội đâu đấy ạ. À, chào chị chủ xinh đẹp, em cảm ơn chị Lệ Sầu, chào chị yêu, em chào chị Hà Vi. Đấy ạ, các chị yêu ơi, bây giờ em sẽ giới thiệu về màu của bán áo bra này này. Áo bra này thì hiện tại em về được 3 màu, em về được màu đen em đang mặc, màu trắng và màu da nha các chị yêu nha. Hàng này thì nó là một size thôi. Áo này đây các chị yêu nhìn cho em Nga này, hàng rất là đẹp luôn, siêu phẩm luôn các chị yêu nha. Áo này thì gọi là cực đỉnh. Em khẳng định là những chị yêu nào hôm nay nhận được cái áo bra này mê luôn ạ. À, em giới thiệu về áo bra trước, còn thật ra tí nữa em giới thiệu cái quần này. Thật ra là em kết hợp cả một cái set hôm nay em mặc lên, cái nào cũng đẹp, từ áo khoác bên ngoài, áo bra đến quần đều đẹp. Nhưng mà quần này thì tí nữa em xin phép được giới thiệu, bởi vì cái quần này nó xuất sắc đỉnh luôn. Để tí em sẽ giới thiệu sau khi bra các chị nhá, bởi vì bra của em Nga, bởi vì trong em phải nghĩ rằng là trong khoảng tầm 50 mẫu bra
trong khoảng tầm ít nhất là em biết về khoảng tầm 50 cái kiểu áo bra như thế này này. Thì nói thật sự là em chọn mãi, ngắm mãi mới có được một cái áo bra. Các chị yêu nhìn cho em nha. Nó là cái bra bản ngang, bản to như thế này. Và thực sự ấy, nó là cái bra mà các chị yêu nhìn cho em nha nhá. Cái áo bra này này, quả nó là quả ngang như này, chứ nó không phải là khoét sâu xuống ngực như chị em mình, như kiểu mặc áo chip như thế này. Nên khi mà chị em mình mặc lên như thế này này, nó rất là tiện dụng khi mà chị em mình mặc áo gì cũng được. Và đặc biệt cái áo bra này các chị yêu nhìn cho em nha nhá. Em này nó có hai dây. Một là các chị yêu có thể mix theo cái kiểu cổ của em nha như thế này, tức là mình có thể choàng qua cổ. Hai là nó sẽ có một cái dây phụ. Nó sẽ có một cái dây phụ ở bên trong nữa. Đây. Em này nó sẽ có một cái dây phụ như thế này các chị yêu nha. Đây. Nó sẽ có một cái dây phụ ở đây, đây đây, em bị rơi ra đây này. Đây. Nó sẽ có một cái dây phụ như thế này để chị em mình có thể móc vào như mặc cái áo hai dây bình thường, bra hai dây bình thường. Đây cái kiểu này em móc này cho các chị yêu nha. Em gái em móc lên lại cho chị. Lấy cái này móc ra sao? Hai cái này móc ra sao? Đấy, thành cái ra. Đây ạ, rất là đẹp, chờ em chút xíu nha, em giới thiệu. Em có màu trắng bra này, màu đen bra này, màu da cho bra này. Thực sự chị yêu nào mà không lấy 2-3 cái em thấy thực sự ạ. Đợi chờ là tiếc ngẩn ngơ luôn. Em khẳng định nó là một trong những siêu phẩm bra luôn. Xuất sắc đỉnh, vô cùng tuyệt vời. Các chị em nhìn đằng sau cho em nha nhá. Cái bra này ấy, đằng sau của nó này là cái thiết kế chất liệu của nó là lụa đúc ấy các chị yêu. Lụa đúc như thế này này. Nên là cái bản của nó này đằng sau nó co giãn rất là tốt nhá các chị yêu nha. Cái chất liệu của nó là chất liệu đúc ở đằng sau. Rất là tốt, mặt trước của nó pha ren. Em có quần đen mà chưa nhận được chị. Thế à chị Hồng Thắm, để tí em kiểm tra đơn cho chị. Quần gì em chị vừa vào, chờ em chút xíu em sẽ giới thiệu quần, xem quần áo nhà em mẫu nào cũng muốn mua. Em cảm ơn chị Cháo Dinh Dưỡng. Chị Nga ơi, hôm trước em mua bên chị một áo shop nỉ mà mỡ 1 của DBA. Lấy size M nhưng shop lại gửi nhầm size L, em mặc rộng quá. À ok, được chị Huy Huyền nhá. Nếu mà bên em gửi nhầm chị inbox vào trong trang, bên em sẽ hỗ trợ đổi size cho chị yêu. Ok chị Huyền, em ơi kiểm tra đơn của chị Huy Huyền xong đổi size cho chị Huy Huyền nhá. Ấy ạ, nhưng tại vì chắc là có thể chị nhắn ngoài giờ. Các bạn nhà em thật ra là nhà em quá tải đấy, các bạn chưa trả lời được hết đâu. Chị cứ yên tâm, nhà em chắc chắn sẽ hỗ trợ cho chị yêu. Đấy ạ, hôm quần nỉ đấy, quần qua trong lam gì ạ, nóng nên chị không lấy, em thông cảm nhé. Chị Bùi Hương, à thế thì chị Bùi Hương ơi, lần sau chị phải để ý nghe kỹ hộ em nhá. Nếu mình trong lam ấy thì mình phải nói rõ là chị trong nam, chị có mặc được quần nỉ không, bởi vì em có nói rõ trên live là quần nỉ người miền Nam các chị yêu không mặc được, trừ khi là các chị yêu có nhu cầu đi đi ra du lịch, đi du lịch đi nước ngoài hoặc là đi đến châu Âu, những cái vùng miền xứ lạnh, các chị yêu mua dự phòng thì các chị yêu không chốt. Chứ còn nếu mà khi mà các chị yêu nghe em tư vấn rất kỹ như thế rồi, đúng không ạ, mà các chị yêu cứ chốt sau đến bên nhà em mất công đi đơn cho chị rồi, đến vào trong nơi các chị yêu tự dưng các chị yêu bảo là không nhận cái quần đấy nữa, lại vì lý do rằng bảo là cái quần này chị trong nam chị không nhận được, thì rõ ràng các chị yêu bảo vậy thì lần sau em dám đi nữa, đúng không ạ. Các bạn nhà em sẽ đặt ra câu hỏi là thực sự là chị đấy, thì đây lưu ý hộ em nha. Đây lưu ý hộ em này. Đấy, em quay sau ngắm với em, cảm ơn chị Hạnh Nguyễn Thị, chờ em chút xíu nhá. Bra này đây, áo bra này của em Nga nó như thế này, mặt đằng sau của nó đây, mặt đằng trước của nó đây các chị yêu nha. Và em này em có hai màu, à ba màu đây ạ. Các chị yêu nhìn cho em cái dây bra này. Ôi cái áo bra này em phải nói là hôm nay chị yêu nào mà không dinh được áo bra này em tiếc ngẩn ngơ luôn đấy ạ. Đây các chị yêu nhìn cho em nha, áo bra này các chị yêu có thể mặc hai kiểu giúp em nha. Đây chờ em chút xíu nhá, cho em để ké như này một chút xíu thôi. Một là các chị yêu có thể để dây tràng qua cổ giúp em Nga. Hai là các chị yêu có thể mặc theo kiểu như thế này, kéo như thế này giúp em Nga này, mặc biến nó thành bra dây bình thường cho em Nga. Em có màu trắng này, màu da này và màu đen cho em chiếc bra này. Quần em có 3 màu nhá chị Huyền Nguyễn Thị, quần em có 3 màu. Áo bra của em Nga có 3 màu. Đấy ạ, rất là đẹp, cực kỳ sang xinh. Áo một size em bao vừa hết cho các chị yêu đến tầm 63 cân đổ về em chốt đơn ạ. Áo này em bao vừa hết cho các chị yêu đến 63 cân đổ về em chốt đơn nha. Bao vừa hết 63 cân đổ về, các chị yêu mặc bao vừa hết cho em nha. Cái áo bra này thì nó rất là thích chị yêu nào ngực nhỏ, ngực vừa, ngực đậm, mọi các thứ chị yêu đều mặc được cho em nha. Nếu ngực nhỏ các chị yêu cần phải độn thêm ngực ấy thì các chị yêu có thể cho em thêm độn ngực vào đây cái bra này. Còn nếu chị yêu nào mà ngực đậm nhá, mà khi các chị yêu cảm giác cái đệm này nó vẫn khá là dày, các chị yêu hoàn toàn có thể tháo được cái đệm,
tháo được cái đệm ngực ở bên trong đây ra, nó hoàn toàn có thể tháo rời được cho em cái ngực này. Cho nên áo này thì ngực nhỏ, ngực to, mọi ngoại ngực các chị yêu đều mặc được cho em Nga. Bởi vì cái nót đệm này nó có đệm ngực, nhưng các chị yêu nếu mà đậm, các chị yêu có thể bỏ cái đệm ngực ra cho em Nga. Còn chị yêu là người nhỏ, các chị yêu có thể bổ sung cái đệm, mặc thêm một cái áo bra, mặc thêm một cái áo chip quay ở bên trong cho em Nga, sau đó thì mặc cái áo bra này lên bên ngoài. Nhưng quan trọng nhất là em thích cái áo bra này là gì? Đó là áo bra quả ngang như thế này. Nên chị em mình cực kỳ dễ mix đồ, dễ phối đồ hơn đối với bra mà cái nó có cái độ mà kiểu ngực nó giống như áo chip của chị em mình. Lên cái áo bra quả ngang như này nó rất là thích nhá. Chị yêu nào lấy này, chốt đơn cho em áo bra 3 màu với 3 màu đen, da, trắng, 63 cân đổ với em chốt đơn nhá. Đấy ạ, 3 màu cho em nha. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng sang. Chốt đơn cho em áo này, nên đơn cho em áo mã sẽ là M1 của ngày hôm nay. Mức giá cho em Nga này 240.000 một áo, 450.000 hai áo. Chị yêu nào lấy cứ comment cho em đúng cú pháp là 240.000 một áo, 450.000 combo hai áo. Đẹp, sang, xịn, các chị yêu nhận hàng mà không đẹp, em cho các chị yêu bách lại luôn. Bởi vì em nói thật khẳng định với các chị yêu là áo bra này nó phải gọi là đỉnh cao luôn. Đẹp ngất ngây, đẹp từ trước đến giờ, em phải săn mãi mới có được cái chiếc áo bra này. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Chị Trần Định ơi, áo bra 65 cân thì chị có những cái dòng kia. Thật ra dòng này nếu như những chị yêu nào mà ngực vừa ấy, các chị yêu em nghĩ là 65 cân cũng mặc được cho em Nga. Nhưng mà em chốt đến tầm 63 cân thôi. Mặc cái này nó vừa phải, nó đẹp. Bởi vì đằng sau của nó đây, các chị yêu nhìn cho em Nga này, đằng sau áo bra này của em Nga nó như thế này. Đấy ạ. Đây ạ, chị ơi đổi bằng cách nào? Chị Huy Huyền ơi, inbox vào trong trang các bạn sẽ hỗ trợ nhắn tin nhá, địa chỉ số điện thoại. Đây ạ, em xin phép hôm nay hơi như này một chút xíu. Đấy ạ, các chị yêu thông cảm cho em một chút xíu nhá. Đây, các chị yêu nhìn thấy em mặc cái áo bra này, các chị yêu thấy nó người nó gọn đúng không ạ? Rất là nhỏ gọn nhá, cực kỳ thon gọn này, đằng sau cho em Nga này. Các chị yêu nhìn đằng sau cho em Nga nhá, đẹp ngất ngây luôn. Cực kỳ xinh, em khẳng định chị yêu nào mà không xinh áo bra này thì tiếc ngẩn ngơ. 240.000 một áo ạ. Hai áo có mức giá là 450.000, em bao chất, bao form, bao giá cho các chị yêu luôn. Cực kỳ đẹp và rất là mê cho em chiếc áo bra này. Siêu đỉnh và cực kỳ xuất sắc, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Mà áo này thì tất cả mọi miền tổ quốc đều cần, tất cả chị em mình phụ nữ đều cần. Và trong Nam ngoài Bắc và các chị em mình mặc 4 mùa xuân hạ thu đông cho em Nga. Không lúc nào là thiếu cái chiếc áo bra này. Mà đặc biệt là cái chiếc áo bra này, đúng không ạ, là em thích nhất là nó là quả ngang, nên là rất là dễ mặc. Nên chị yêu nào lấy áo bra ghi hộ em là M1 nhá. Bây giờ em sẽ giới thiệu về quần. Đấy ạ, chị yêu nào lấy bra cứ comment cho em bra mã áo là M1 kèm theo màu, kèm theo màu mà các chị yêu lấy thì comment cho em đúng cú pháp là bra màu trắng, màu da, màu đen. Comment cho em cho em đúng cú pháp là em chốt đơn 240.000 một áo. Cái áo này này, nếu mà bình thường các chị yêu sẽ thấy trên thị trường chắc chắn các chị yêu mua nó rơi vào khoảng tầm 300.000 một chiếc hoặc hơn 300.000 một chiếc áo. Còn nhà em Nga dành cho các chị yêu mức giá tốt nhất là 240.000 rồi. Bởi vì những chị yêu nào mua, các chị yêu biết đấy ạ, 450.000 hai áo là mức giá siêu siêu tốt luôn rồi. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Đấy ạ, hàng cao cấp cho em Nga. Hôm nay chị nhận hai áo giữ nhiệt rồi, đẹp tuyệt vời nhé em. Chị mua nhiều rồi nhưng công nhận shop em bán hàng đẹp chuẩn. Em cảm ơn chị Linh Đan, cảm ơn chị yêu. Đấy ạ, chị yêu nào lấy chị thấy áo bra 2 dây mà chị Huyền Nguyễn Thị ơi, đây. Cái này nó có 2 dây chị yêu ạ, tức là mình mặc được 2 kiểu ạ. Đây ạ, nó có 2 cái dây. Tức là cái này nó có 2 cái dây nhá. Các chị yêu có thể quàng vào giống như em đang mặc. Hai là các chị yêu có thể mặc theo kiểu 2 dây như thế này ạ. Đây ạ, nó có 2 kiểu ạ. Một là các chị yêu mặc như em Nga đang mặc như này. Hai là các chị yêu mặc vào, móc nó vào đây với em cho em Nga. Biến nó thành 2 dây, tí nữa em biến thành 2 dây cho các chị yêu. Đây, em cài vào biến thành 2 dây này. Chị yêu nào lấy bờ ra chốt đơn nhá. Bây giờ em sẽ giới thiệu sang quần. Chị nhận xét váy rồi, mặc thử đẹp lắm em. Em cảm ơn chị Nguyễn Huyền Mỹ. Đây ạ, chờ em chút xíu nha, để em biến nó thành 2 dây cho các chị yêu. Đây, áo bờ ra này của em Nga có 2 dây. Nên chị yêu nào lấy cứ chốt đơn ạ. Em khẳng định luôn với các chị yêu là form siêu đẹp. Chưa có chiếc áo bra nào, em phải nói là áo bra này em chắc chắn em sẽ bù. Các chị yêu biết em về được bao nhiêu chiếc không ạ? Về được 100 chiếc. Nhưng mà chắc chắn em sẽ bù, bởi vì cái áo này em bán coi như chắc chắn là sẽ quanh năm cho các chị yêu. Đấy ạ, nhưng quan trọng chị yêu nào mà lấy thì các chị yêu chốt đơn. Em phải khẳng định là em tìm, số em tìm mỏi mắt mới được cái áo bra ưng ý như thế này. Hàng chuẩn cao cấp rất là xịn cho em nha. Nên chị yêu nào lấy cứ chốt đơn nha. Comment cho em đúng cú pháp để em lên đơn. Đây, đây các chị yêu này. Khi sao hàng bên em đợt này đi lâu vậy? Thế là chị Mai Lê, để em sẽ báo các bạn đi kiểm tra nhá. Chị Hiếu Thảo một áo bra đen trắng em chốt đơn. Đấy ạ,
Em ơi vứt áo bra vào đây, em chốt cho chị yêu nào trước nhá, tại vì em về cái áo này có số lượng thôi. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Đây áo bra này nó sẽ có hai cái dây như thế này các chị yêu này. Đấy ạ, nếu mà các chị yêu quàng vào, tháo vào thì nó sẽ thành cái hai cái bra dây. Đây. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nha, comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Đen trắng cho chị Hiếu Thảo này, đen này, trắng cho chị Hiếu Thảo này. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay ạ. 450.000 một đôi. Một chiếc có giá là 240.000, còn lại hai chiếc là 450.000, hàng cao cấp cho em Nga nhé. Em ơi chị, kéo theo đây cho chị. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Nó không cần phải như thế này. Chờ em tí xíu, chị yêu nào lấy bờ ra thì chút đơn ạ. Hàng cao cấp cho em Nga nhá, hàng xịn. Đẹp ngất ngây. Chờ em tí xíu. Rồi còn sau đó thì em giới thiệu sang quần đấy ạ. Chị yêu nào lấy tin em đi. Áo bờ ra này siêu đỉnh luôn. Đẹp. 63 cân đổ về em chốt đơn. Mặc sang xịn. Có dây điều chỉnh nhá các chị yêu. Bờ ra này đẹp thế. Ôi em cất luôn cái bờ ra này. Em phải cất luôn cả 3 chiếc 3 màu. Chị Yến ơi cho em hỏi. Chị chốt set váy nào chị? Cho em xem mẫu với. Em muốn chốt set váy mà không xem được mẫu. Em cảm ơn. Thế à chị Hà Vi. Rồi em phải cất đi 3 chiếc 3 màu của cái áo bra này. Chị yêu nào mà không lấy thì đúng là cực kỳ tiếc. Đây ạ, đây các chị yêu nha. Bra này các chị yêu mặc được hai kiểu này. Đây, các chị yêu nào mà thúc kéo cái dây thì các chị yêu lấy như thế này cho em nha. Đây, em biến nó thành cái thành bra hai dây rồi đấy ạ. Đấy, các chị yêu nhìn thấy chưa ạ. Em biến nhá, cái áo bra này em biến nó thành hai dây rồi đây. Em khẳng định luôn, chị yêu nào lấy nhanh tay chốt đơn. Comment cho em đúng cú pháp bra M1. Đấy ạ, đen da 450.000 một đôi. Một chiếc có giá là 240.000. Một đen một da cho chị Minh Hoàng này. Comment cho em đúng cú pháp là M1 kèm theo màu là em chốt đơn. Ok, chị Hiếu Thảo này, chị Minh Hoàng em chốt đơn. Đẹp, sang xịn. Còn bây giờ em sẽ giới thiệu về quần. Ai lấy bờ da cứ comment nha. Ủa đẹp lắm luôn. Cái áo bờ da này siêu đỉnh. Các chị yêu cứ thử và ngắm nghía mua cái áo bờ da này xem. Các chị yêu sẽ thấy đẳng cấp đỉnh cao nha. Nó khác hẳn với những cái dòng khác luôn. Nó là dòng cao cấp rất là xịn luôn đấy ạ. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Em ơi vừa rồi chị có đặt mẫu áo gió 499 đã gửi cho chị chưa, mà mấy ngày rồi chưa thấy hàng tới. Em ơi kiểm tra đơn của chị Hằng Nguyên nhá. Chị Luyến Văn một bra đen da ok ạ. Một đen một da, chị yêu nào nhanh tay thì có nhá. Một đen một da. Em về số lượng thôi ạ. Màu da là hơi ít các chị yêu nhá. Chị yêu nào lấy chốt đơn. Chị khuyên phùng trắng. À, trắng hai áo, đen da, tổng là 4 áo ok, trắng hai chiếc này. Trắng hai chiếc này, một đen một da này. Ok cho chị Khuyên Phùng 4 áo này, đẹp lắm luôn ạ. Ok chị Khuyên Phùng 4 áo này. Chị Huyên Long Huyên bra đen da ok, đen da cho chị Huyên Long Huyên này. Chị yêu nào lấy nhanh tay nhá. Chị Huyên Long Huyên này, đen da em chốt đơn cho chị Huyên Long Huyên này. Áo gió bao nhiêu em? Bây giờ em sẽ nói áo gió đây. Chị yêu nào lấy bờ ra cứ chốt đơn cho em bờ ra. Em khẳng định với các chị yêu là áo bờ ra này các chị yêu mua xong, các chị yêu mặc đẹp, các chị yêu lại quay lại mua tiếp. Và các chị yêu sẽ mặc cái em này cực kỳ xuống. Em phải cất ngay đi mấy cái rồi, bởi vì cái hàng này nó là hàng đẹp, các chị yêu hàng xịn. Đấy ạ, brand đen cho chị Kiều Mỹ này. Chị yêu nào khách mới nhớ cho em xin số điện thoại nhá. Một chiếc có giá là 240.000. Em ưu tiên cho chị yêu nào lấy hai chiếc có giá là 450.000, combo hai chiếc em khẳng định luôn ạ, à, bao giá đẹp cho các chị yêu. có áo ngực không em? Có áo ngực chị Trần Thị Tuyết ơi. Rồi ạ, à, chị yêu nào lấy bra cứ chốt đơn cho em bra, bởi vì khẳng định bra này siêu đỉnh luôn ạ. À. Đấy ạ, à, rất là đẹp luôn, một trong những cái mã áo bra em khẳng định với các chị yêu sẽ nhận hàng đẹp trước xuất sắc từ trước đến nay luôn. Bây giờ em sẽ giới thiệu về chiếc quần em đang mặc các chị yêu nhá. Đây ạ. À, quần em đang mặc thì nó có 3 phiên bản màu. Em đã up ảnh cái quần này rồi. Nó là một chiếc quần nỉ này các chị ơi. Nhìn cho em với quần nỉ này. Ok chị Hà Vi một bra đen ạ. Ok chị Hà Vi một bra đen. Chị yêu nào lấy chốt đơn nha. Đây, nhìn cho em cái quần này. Chất liệu cho em Nga nhá. Họa tiết của nó là thêu này. Hai cái đen trắng cho chị Huyền Long Huyên. Ok ạ. Một đen một trắng cho chị Huyền Long Huyên em chốt đơn. Bra không có size chị Huyền Nguyễn Thị ạ. Bra một size ạ. Em áo bra này một size nhá các chị yêu nhá. Áo bra này một size giúp em nha. Quần này em có 3 màu. Đấy ạ, bra em có một size thôi. Bao vừa hết cho các chị yêu 63 cân. Áo bây giờ em chưa dơ được chị Trần Thị Tuyết ơi. Chị lấy mẫu gì inbox vào trong trang của em ạ. Lưu ý cho em Nga nhá, chị yêu nào chốt bra cứ chốt bra cho em Nga là mã M1. Còn quần của em Nga sẽ là mã M2 này. Quần này của em Nga nó là quần nỉ các chị yêu nhá. Hàng cao cấp chuẩn của SG.
Các chị yêu nhìn cho em Nga full bóc túi này, hàng của hãng nhá. Hàng này của hãng SG, nhận hàng là các chị yêu biết rồi. Em có 3 màu cho chiếc quần này. Màu em đang mặc là màu trắng này. Màu trắng nhá các chị yêu nhá, trắng kiểu hơi pha kem một tí xíu thôi. Nó không phải là trắng kiểu trắng, không phải là trắng kem hẳn, nhưng mà nó lại không phải là trắng tinh hẳn. Nó hơi pha kem nên cái quần này, cái màu của nó siêu đẹp. Cái quần này siêu đẹp luôn, form của nó cực kỳ gọn ạ. Form quần này đỉnh vô cùng các chị yêu ơi. Quần này em đang mặc là size S nhá. Size 26 tương đương size S, nhưng form của nó khá rất là gọn luôn. Mặc lên siêu đẹp luôn ạ. Quần này em có này, màu trắng này, màu đen này. Màu trắng này, màu đen nha. Màu trắng này, màu đen, màu nâu. Trời ơi, một em nữa, màu nâu. Ai? Chị Huyền, Năng Huyền cho em xin số điện thoại, em mới chốt đơn nhá. Ban nãy nhầm da. À chị Huyền, Năng Huyền là lấy hai cái đen trắng chứ không phải lấy đen da. Chị Huyền, Năng Huyền ơi cho em xin số điện thoại với ạ. Quần này là mã M2 giúp em Nga. Em có 3 màu. Màu đầu tiên là màu trắng này. Màu gọi là, em cứ gọi nó là màu trắng các chị nhá. Màu trắng hơi kem nhẹ, nhạt một chút xíu thôi ạ. Nó rất là đẹp luôn. Màu trắng này, màu đen và màu nâu cho chiếc quần này. Lưu ý cho em Nga nhá, quần này của em chính hãng là của SG. Bởi vì quần này ấy, nó có hàng rẻ rồi ạ. Nó có hàng nhái rồi các chị yêu nhá. Hàng rẻ thì nó rất là rẻ luôn. Còn quần của em Nga là quần chính hãng của SG nhá. Hàng cao cấp. Và các chị yêu nhìn cho em cái quần này. Từ form này, đến chất này, đường lai này, kẻ này. Đấy ạ, đường tất cả những cái phần mà đường may này. Đẹp ngất ngây luôn cho em Nga. Và các chị yêu nhìn cho em Nga nha. Trời ơi, cái quần này. Nhìn mặt bên trong em lộn mặt ạ. Quần này đẹp lắm luôn. Quần này chị yêu nào mà không dinh thì quá phí luôn. Tiếc ngẩn ngơ cái quần này. Và cái màu của nó cũng đẹp. Đặc biệt là cái màu em đang mặc. Đây, các chị yêu nhìn cho em cái mặt bên trong này. Nhìn cho em nha. Quần này đẹp không các chị? Không có một chút xíu đường thì chỉ thừa nào. Mặc từng chi tiết này. Đường kim mũi chỉ của nó đẹp xuất sắc luôn. Hàng cao cấp chuẩn của hãng SG các chị nhá. Form rất là đẹp. Nhìn cái quần đẹp là các chị yêu nhìn thấy cho em Nga. Đấy ạ. Chất liệu của nó là nỉ các chị yêu nhá. Quần này nó là nỉ cao cấp vô cùng sang xịn. Em có đủ size 26, 27, 28 tương đương với S, M, L cho chiếc quần mã M2 này. Quần này em có 3 phiên bản màu: đen, nâu và trắng. Chị Triều Mỹ cho em xin số điện thoại, em chút đơn đấy ạ. Chị yêu nào lấy á, tin em đi lấy bờ ra đi. Không lấy bờ ra hết hàng, tiếc ngẩn ngơ luôn. Bờ ra này em khẳng định với các chị yêu là cực kỳ mê. Quần này em có 3 màu nhá. Em đang mặc là màu trắng này. Size S là size em đang mặc. Size S dành cho các chị yêu nào khoảng tầm 56 cân. 56 cân đổ về. 56 cân đổ về mặc cho em size S. 61 cân đổ về mặc cho em size M. Và 66 cân đổ về. 66 cân hoặc 67 cân đổ về các chị yêu mặc cho em quần này size L các chị yêu nhá. Quần này em có 3 màu: đen, trắng và nâu, đủ size S, M, L. Lưu ý cho em Nga, quần này của em Nga là chất liệu nỉ đấy các chị yêu nhá. Quần nỉ chứ không phải là cốt tông. Chính vì thế cho nên là các chị yêu nào miền Nam ấy, trong Nam ấy, các chị yêu mặc là nó sẽ bị nóng nhá các chị yêu nhá. Nên nếu như chị yêu nào miền Nam chốt quần này cho em Nga thì lưu ý cho em Nga là các chị yêu có nhu cầu ạ. Đấy ạ, mặc để đi chơi, đi ra những vùng miền xứ lạnh này, hoặc đi vào trong đi châu Âu đấy ạ, đi nước ngoài hay đi đâu đấy thì các chị yêu mới chốt cho em cái quần này, hoặc đi công tác mà mình cần phải những cái quần như thế này ấy, để mình dự trù đến những cái dịp đi công tác là mình có, thì mình mới chốt đơn cho em quần này. Lên đơn cho em quần là mã M2, 3 phiên bản màu, đẹp xuất sắc luôn. Trời ơi, quần này mà không dinh thì em nói thật sự luôn, form của nó siêu đẹp, form cực kỳ gọn. Chị yêu nào người nhỏ nhỏ mặc được cho em quần này nhá. Chất liệu của nó này, nỉ này, cao cấp này. Màu em đang mặc này, họa tiết của nó này, thêu nổi này. Hàng chuẩn tang mác của SG. Mã của em ý cho em Nga. Mã SG đấy ạ. 80180-3 nhá các chị yêu nhá. Size em đang mặc là size 6 tương đương với size S. Màu trắng kem, màu nâu và màu đen hộ em. Em có 3 màu cho siêu phẩm này. Chị yêu nào muốn sở hữu chiếc quần nỉ cao cấp chuẩn sang xịn cực kỳ đỉnh nhà em Nga ở đây thì các chị yêu nhanh tay chốt đơn cho em Nga. Đừng bỏ qua lại khuyết size, khuyết số, khuyết màu như những mã khác các chị yêu nhá. Rồi lại đợi chờ em ý thì thực sự là rất là tiếc. Comment cho em đúng cú pháp M2 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại. Mức giá cho em Nga này, bao giá toàn quốc luôn ạ, 570.000. 570.000 cho em siêu phẩm này. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay là được các chị yêu nhá. Comment cho em đúng cú pháp M2 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại. 570.000 thôi ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Đấy ạ. Mã kèm size, kèm số điện thoại hoặc kèm màu nhá. Vì quần này em có 3 màu và em có đủ size nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Quần này phải gọi là đỉnh các chị yêu, nhìn em mặc quần là các chị yêu biết luôn là form của nó đẹp như thế nào. Ôi cái form này,
mặc lên vừa khỏe khoắn, vừa trẻ trung, vừa năng động. Mix đồ cho em cũng xinh nhá. Các chị yêu, em đang đi giày thể thao thôi. Nếu mà các chị yêu chút xíu, các chị yêu sẽ thấy em đi với lại đôi dép nhá. Đôi dép cao gót, các chị yêu cũng thấy cái quần này nó đẹp cực kỳ. Bởi vì gấu của nó là gấu không bo gấu. Đấy ạ, dáng quần là dáng quần suông như thế này. Chiều dài 90 phân, chất liệu nỉ cao cấp, có co giãn các chị yêu nha. Đây, co giãn cho em nha. Siêu sướng, nhưng form của nó cực kỳ gọn, nhỏ gọn, cực kỳ xinh luôn. Em đang mặc chuẩn size S luôn. Trời ơi, nó đẹp ngất ngây. Cái quần này không có một điểm gì để chê cho em nha. Đấy ạ, cực kỳ thích nhá. Form đẹp này, chất liệu này. Ôi, mặc lên nó rất là gọn cái phần eo. Trời ơi, tự dưng em mix màu cái set này em ưng quá trời luôn ý. Bởi vì là cái form size cũng như là cái thiết kế nó làm cho người em Nga cực kỳ nhỏ gọn và rất là xinh. Bình thường các chị yêu biết rồi, em rất là đậm vòng dưới đúng không ạ? Nhưng mà khi em mặc những cái dòng quần mà cao cấp như thế này, các chị yêu thấy ạ, mặc màu sáng nhưng mà nhìn lên rất là gọn và cực kỳ cân đối luôn. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhá. Quần có mức giá là 570.000, 3 phiên bản màu nâu, đen, kem, đủ size SML 66 cân đổ về em chốt đơn. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay comment cho em Nga. M2 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại. Áo bra đang mặc là mã M1, có mức giá là 240.000 một chiếc. Combo 2 chiếc có mức giá là 450.000. Chị yêu nào lấy áo thì combo áo ạ. Bởi vì áo bra này em khẳng định với các chị yêu, nó là dòng siêu phẩm nhá, cực kỳ đẹp, rất là mê, với 3 tông màu: đen, kem và màu trắng. Màu nào cho em cái chiếc áo bra này cũng thích. Em phải cất đi tất cả các màu, bởi vì chiếc áo bra này mấy nữa các chị yêu sẽ thấy ạ, cực kỳ tiện dụng, mặc trong cái gì cũng cần đến nó, mặc cái gì cũng thích, và mặc từ mùa xuân, mùa thu, mùa đông, mùa hạ đều cần đến em này, siêu sướng luôn. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nha. Còn áo khoác bên ngoài em giới thiệu luôn này, áo khoác gió bên ngoài của em Nga thì em có sẵn hai màu. Màu em đang mặc là màu nâu rất là tây. Áo này thì em có size, hiện tại em chỉ có size S và size M cho hai màu thôi nha. Đây, em giới thiệu luôn về cái áo khoác em đang mặc. Áo khoác này thì em có màu em đang mặc là màu nâu, màu thứ hai là màu xanh tím. Đấy ạ, màu thứ hai là màu xanh tím, hàng của DBA chuẩn nhá các chị yêu nha. Hàng của hãng DBA và mã của nó là 6388. Size S là size em đang mặc dành cho các chị yêu 55 cân đổ về em chốt đơn. Size M là dành cho các chị yêu 60 cân đổ về em chốt đơn. Áo này em có hai màu, màu em đang mặc là màu nâu và màu thứ hai là màu xanh tím các chị yêu nhá. Rất là đẹp và cực kỳ sang, hàng của DBA, chất liệu gió. Những cái dòng như thế này em đảm bảo mấy nữa các chị yêu sẽ thấy có hàng cao cấp, tức là hàng của nó không phải hàng chính hãng của DBA, nhưng nó sẽ có dòng khác các chị yêu nhá. Giá của nó mềm hơn. Nói chung là cái gì nó cũng sẽ có một cái dòng khác tương tự. Còn ai thích hàng chuẩn như thế này, lại bây giờ ấy, em đang lên cho các chị yêu là chuẩn. Nhưng mà khi mà bọn em đã đi qua hàng chuẩn này rồi, và khi hàng chuẩn này nó hết rồi, thì bắt đầu nó sẽ có những cái hàng mà hàng cao cấp, tức là hàng nó lấy mẫu của những cái dòng như thế này và họ làm riêng về hàng cao cấp riêng nha các chị yêu nhé. Mức giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, nhưng đương nhiên chất liệu của nó sẽ không, chất liệu, form dáng và màu và thiết kế của nó sẽ là na ná, chứ nó không phải là hoàn toàn như thế này. Nên chị yêu nào muốn hàng chuẩn hàng xịn thì chốt đơn cho em. Áo này là M3 với hai phiên bản màu. Màu em đang mặc là nâu và màu thứ hai là xanh tím ạ. Đấy ạ, lưu ý cho em Nga nhá. Mác của DBA nó sẽ là mác này. Còn khi các chị yêu mua những cái dòng này trên thị trường ấy, mác của nó là mác khác thì nó không phải là hàng DBA nhá. Áo gió của em Nga là áo gió hai lớp, mặc siêu sướng luôn. Chị yêu nào mà nhận được áo này của em Nga cũng mê. Chị yêu nào đẳng cấp, mix đồ cho em cực kỳ sướng luôn. Chốt đơn cho em áo này, mức giá cho em Nga là 950.000 hộ em. Áo gió em đang mặc mã M3 950.000. Quần của em Nga có giá 570.000. Áo bra 240.000 một chiếc, 450.000 hai chiếc. Chị yêu nào lấy cứ chốt đơn cho em Nga. Comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn nhá. Đẹp sang xịn. Đấy ạ, cực kỳ xinh. Ôi, nhất nha. Chị Trần Thanh M1 màu đen là da ạ. Ok, đen da chị Trần Thanh ạ. Chị Nguyễn Thị Trung M2 màu đen CM ạ. Ok, chị Nguyễn Thị Trung ạ. Chị Phạm Xuyến M2 màu đen CM ạ. Ok, chị Phạm Xuyến màu đen M ạ. Minh Minh M2 lấy màu gì và chiều cao cân nặng bao nhiêu ạ? Các chị yêu lấy quần nhá, cho em rõ màu. Các chị ơi, áo bra của em cũng có 3 màu, quần em có 3 màu, áo em có 2 màu. Nên các chị yêu lấy nhớ cho em xin rõ về màu ạ. Và nếu chị yêu là khách mời nhớ cho em xin số điện thoại và chiều cao cân nặng em mới chốt được đơn các chị yêu nhá. Nếu không cho em màu em không chốt được đâu các chị yêu ạ. Không cho em màu thì em Nga không thể nào chốt được. Đấy ạ. Nhất là áo bra này thì em chỉ về được số lượng có hạn thôi. Áo bra này các chị yêu nào mà không dinh thì quá phí luôn. Bộ gió của chị về cho em. Ô, bộ gió của chị Nguyễn Thị Thu bị sót à em? Để em kiểm tra chị Nguyễn Thị Thu nhá. Chị Huyền Long Huyền và chị Kiều Mỹ cho xin số điện thoại ạ. Chị Huyền Long Huyền và chị Kiều Mỹ khách mới cho em xin số điện thoại với ạ. Chị Huyền Long Huyền và chị Kiều Mỹ khách mới cho em xin số điện thoại với các chị yêu ơi.
Khách mời cho em xin số điện thoại với ạ. Ủa đẹp ngất ngây. Có mẫu gió gì ạ? Có mẫu gió Burberry có mũ không em? Có chị Hằng Nguyên, em đăng ở trên fanpage rất là nhiều thế chị yêu. Áo em đang mặc bao nhiêu? Áo em đang mặc áo gió này có giá là 950.000 chị yêu nhá. Áo gió em đang mặc hàng chuẩn của DBA có giá là 950.000. Em đang mặc áo này là size S thôi ạ. Áo em đang mặc là size S. Quần em đang mặc là size S và áo bra là một size. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn ạ. Comment cho em đúng cú pháp. Mã kèm màu kèm size kèm cho số điện thoại em chốt đơn. Trời ơi, ngất ngây ngất ngây. Yêu thương cái áo bra này chưa? Các chị yêu nhìn cho em Nga này. Có ngực không có ngực đều mặc cho em cái áo bra này đẹp không các chị? Em phải khẳng định là chị yêu nào mà không bỏ qua, bỏ lỡ cái áo bra này các chị yêu sẽ tiếc ngẩn ngơ. Cái áo bra này mặc lên nó rất là gọn nhá. Và các chị yêu có thể mặc bên trong những cái áo mà ví dụ như chị yêu nào áo sơ mi ấy. Áo sơ mi nhưng mà cái chất liệu của nó mà các chị yêu cảm giác là bên trong mình cần phải mặc một cái áo quay. Nhưng mà dùng cái áo quay như thế này cho em Nga. Mặc cái ren này, các chị yêu nhìn cái ren nhá. Ren xịn cho em Nga nhá, ren này. Các chị yêu nhìn cái ren này. Ren cao cấp của cái áo bra này cho em Nga. Nên em có nói với các chị yêu là các chị yêu sẽ thấy nó đỉnh vô cùng luôn. Đẹp, sang xịn cho em cái áo bra này. Đảm bảo những chị yêu là đây nhá các chị yêu nhá. Áo bra này đấy là cái ren. Đấy ạ, bên trong nó sẽ có đây ạ. Bên trong của nó là cái chất liệu của cái bra này. Bên ngoài là cái ren, nhưng các chị yêu nhìn ren đẹp không ạ? Ôi, cái ren này mê cực kỳ luôn. Form của nó gọn và nó cảm giác nó ôm cái vòng ngực, nó đẩy cái ngực lên. Ồ, ngất ngây. Đẹp ngất ngây luôn. Khẳng định chị yêu nào mà dinh cái áo bra này của em Nga, tin chắc chị yêu nào cũng thích, chị yêu nào cũng mê. Mặc là sướng ạ. Mặc xong có khi là mua rồi tặng, rồi làm quà tặng này, rồi cho mình, rồi còn mua đi mua lại, mặc thích, mặc đi mặc lại. Đấy ạ, lên chị yêu nào lấy chốt đơn. Áo bra là M1, quần của em Nga là M2, áo khoác của em Nga là M3 nhá các chị yêu nhá. Đẹp, sang xịn, chất ngất luôn ạ. Đấy ạ, lên chị yêu nào lấy chốt đơn. Chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em Nga. Áo khoác của em Nga thì em còn có bằng này trước thôi ạ. Chị gì ạ? Bộ 6... Ôi thế à, chị Nguyễn Thị Thu để em kiểm tra nhá. Quần cao 1m63 nặng 65 cân mặc cho em size L chị Anh Lê Nam nhá. Quần này chị cao 1m63 nặng 65 cân thì mặc cho em quần này size L chị yêu ạ. Chị Nga cài quá áo gió em ngắm với đây. Áo gió em cài ạ. Tại hôm nay em mặc được cái áo bra em ưng quá nên các chị yêu ạ, không cài áo nữa. Các chị yêu thấy không? Bình thường nha, em mặc áo bra ấy, các chị yêu để ý mà xem, em không mấy khi em phanh đâu. Nhưng em khẳng định với các chị yêu là khi các chị yêu mặc cái áo bra này này, các chị yêu ngày xưa không hay tự tin mặc phanh cái áo bra ra. Nhưng mà đối với cái áo bra quảng ngang như thế này này, quảng ngang như thế này này, chị em mình tự tin. Đấy ạ, phanh đây. Chị em mình tự tin nhá, để như thế này luôn, nó không bị trễ này, nó không bị ngắn này. Đây các chị yêu nhìn này, nó không hở nhá, nó không hở quả này, nó không bị ngắn này, nó không bị trễ này, nó rất là vừa phải. Nên cái chiếc áo bra này em phải nói là nó là một trong những chiếc áo bra thần thánh á. Em có ngắm đến khoảng tầm 50 mẫu thì em cũng chưa thấy mẫu nào gọi là cảm giác đỉnh như cái mẫu này. Đấy ạ, vì nó mặc được xuân hạ thu đông. Nó có một mẫu đứa nào hôm trước em có lên cho các chị yêu một cái mẫu bra ấy, là mẫu bra mà dáng của nó là dáng quảng ngang nhưng mà chất liệu của nó là các chị em mình mặc cùng với áo giữ nhiệt ở bên trong ấy, đó là áo bra giữ nhiệt. Đấy ạ, nhưng cái áo bra này của em Nga thì nó lại hoàn toàn là bra quay bình thường thôi, nhưng mặc bốn mùa luôn, không nhất thiết phải giữ nhiệt, đẳng cấp luôn ạ. Đây, áo gió đây các chị yêu nhá, em cài vào này. Cái áo gió này các chị yêu có thể mặc cho em Nga. Đây ạ, khi em cài vào các chị yêu nhá, ở đây nó có rút dây này, nên chị em mình mặc vào ấy, nó rất là gọn luôn. Đẹp không ạ? Ui, ngất ngây cho em cái áo này. Em mặc đây các chị yêu nhá, chị yêu làm nhanh tay thì sở hữu áo này ạ. Chậm tay là hết này. Ôi, mix em mix cả cây với cái quần trắng này ưng quá luôn. Không có một điều gì để chê các chị yêu ạ. Thực sự là nó rất rất là đẹp. Chị yêu nào, đấy ạ, chị yêu nào mà có quần rồi các chị yêu mix cho em cái áo này. Chị yêu nào mà có áo rồi thì mix cho em cái kiểu quần như thế này. Nó mặc lên nó đẹp ngất ngây luôn. Trời ơi, thu đông đến xuân đồng, xuân ra xong hè thu các chị yêu mình đi chơi, đi du lịch, đi đâu đấy đúng không ạ? Tết này, Tết này xong rồi đến những cái ngày lễ này, rồi ra xuân đi du xuân đi chơi này. Ôi, mặc cho em đúng như thế này thôi. Đẹp ngất ngây, khoác cho em. Một là các chị yêu cầm cho em cái túi như thế này, hai là các chị yêu khoác ba lô các kiểu cho em Nga, quá chất luôn. Áo này của nó là rút dây nhá các chị yêu nhá. Nó có rút dây như này nên các chị yêu có thể biến nó thành cái bo như thế này mặc cho em Nga. Và các chị yêu không thích rút dây này, các chị yêu kéo nó ra thì nó thành áo suông, dễ mặc vô cùng luôn. Ai cũng có thể mặc được cho em Nga cái áo này. Áo này siêu đẹp và siêu đỉnh. Đây ạ, các chị yêu không rút dây, các chị yêu biến nó thành cái áo dáng suông như thế này, quá là tiện lợi luôn. Có mũ cho em cái áo này nhá. Áo này thì em chỉ còn SM thôi, hết không có được size L nữa ạ. Nên chị yêu là lấy chốt đơn. Áo là M3 950.000 thôi ạ. Áo M3 950.000. Em còn vài còn ít trong M3 thôi, không còn nhiều đâu.
Đây. M3 là chị em không biết bán bao nhiêu chiếc M3 này rồi. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn. M3 chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Số lượng còn có ít, 950 chị yêu ơi. M3 950.000 chị Nguyễn Hồng Sâm ơi. Áo M3 của em Nga có giá là 950.000 nhá. Áo đó 60 cân cao 1m50 mặc được không chị Nguyễn Thủy ơi? Nếu mà vai gọn, người gọn thì mới mặc được cho em Nga nhá. Người chị vai có gọn không ạ? Bởi vì chị cao có 1m50, phải vai và người chị gọn thì mới mặc được cho em Nga size M. Đấy ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Áo gió là 950.000 ạ. Áo này của em Nga thì nó là hàng của DBA, hàng dòng đặt riêng. Áo này lưu ý cho em Nga nhá. Dạo áo này của em Nga là dòng đặt riêng. Các chị yêu nhìn cho em Nga cái mũ này. Không còn nhiều đâu các chị yêu ạ. Tổng thiệt hại đây ạ. Em chỉ còn đếm trên đầu ngón tay thôi. Chị yêu nào không nhanh là hết. Đây ạ, cái màu em đang mặc này. Còn có bằng này chiếc là hết này. Chị yêu nào mà không lấy là hết. Làm gì còn nữa không chị yêu. Đấy ạ, cho nên ai còn nhanh thì chốt nha. Rất là đẹp luôn, không còn hàng đâu ạ. Hết sạch rồi, không đặt được nữa. Hôm trước các chị yêu biết em về bao nhiêu chiếc rồi đúng không ạ? Em up lên cho các chị yêu là cái tổng chỗ đấy là bao nhiêu chiếc đúng không ạ? 100 bao nhiêu chiếc đấy ạ. Đấy ạ, đấy là cái lô mà em về bù á. Em về bù là hết rồi. Nên bây giờ là cái này không về nữa các chị yêu nha. Hết là hết. Đây ạ, những chị yêu nào muốn lấy thì chốt đơn. Đẹp ngất ngây. Rồi, đây là màu em đang mặc nhá. Sau đó thì em qua cái mẫu áo gió này. Đẹp. Áo này em khẳng định chị yêu nào mà dinh được là chị yêu đấy là quá là xuất sắc luôn ạ. Rồi, màu em đang mặc là màu nâu. Màu thứ hai em mặc cho các chị yêu là màu xanh nhá. Xanh than nhá các chị yêu nha. Xanh tím ạ. Áo này có hai màu, SM 2 size thôi ạ. 60 cân đổ về em chốt đơn. Chị yêu nào lấy nhanh tay nha. Đẹp ngất ngây. Quần em đang mặc có mức giá là 570.000. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. Đây. Đẹp quá. Ngất ngây, ngất ngây. Áo gió là size S là 55 cân và size M là 60 cân. Cái này lại bị ẩn mất comment nhỉ. Trời ơi, em lại bị ẩn mất comment rồi các chị yêu ơi. Em lại bị ẩn mất comment rồi. Màu này của em Nga nó là màu xanh tím nhá. Các chị yêu cứ mix cho em như thế này thôi. Cái này nó bị ẩn mất comment rồi đấy. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Áo gió của em Nga là size S là 55 cân đổ về, size M là 60 cân đổ về, tính theo chiều cao 1m6 em chốt đơn. Chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em Nga đúng cú pháp. Mã kèm màu kèm size kèm cho số điện thoại là em Nga lên đơn nhá. Đây là áo gió dòng thiết kế đặc riêng của DBA. Lưu ý cho em Nga, đây là dòng đặc riêng. Mức giá của em là bao giá cho các chị yêu 950.000. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Quần của em Nga là mã M2. Em có 3 màu cho chiếc quần này, trắng, nâu, đen. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em quần này. Rất là đẹp và cực kỳ sang xinh rồi ạ. Đấy ạ, còn áo này của em Nga có 2 màu. Em qua áo luôn nhá, vì áo em còn ít thôi ạ. Áo này em còn ít nhưng mà em mix lên cho các chị yêu. Bởi vì em thấy là mặc cái quần này với những cái áo mà họa tiết kiểu như này nó rất là đẹp nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Rồi em qua mẫu áo này nên cho em tiếp theo. Rồi ạ, tiếp theo cho em nha. Rồi, nhân tiện đây giới thiệu luôn lại cái áo này, đẹp quá nên em không thể ngừng được ạ. Đây. Xuất sắc luôn. Chị yêu nào mà chưa dinh cái em áo đây các chị yêu nha. Áo lông vũ này này. Thì các chị yêu lên đơn cho em áo lông vũ này. Áo lông vũ này đẹp không các chị? Ui. Mặc cho em đúng như thế này nhá. Áo lông vũ này. Áo này của em Nga nó là áo lông vũ. Các chị yêu thấy đẹp không ạ? Ui, áo này sướng vô cùng. Đặc biệt là em sờ vào cái túi này. Những chị yêu nào nhận được áo lông vũ này của em Nga rồi ạ? Chị yêu nào đã nhận được áo lông vũ này của em Nga rồi ạ? Cho em feedback đi ạ. Các chị yêu thấy cái màu này của em Nga thế nào ạ? Màu này của em Nga nó có đẹp không ạ? Ôi, cái màu này của em Nga, các chị yêu nhìn cho em Nga. Màu này của em Nga nhá, nó là màu cam. Và áo này của em Nga là áo lông vũ ạ. Đấy ạ, chị yêu nào đang nhìn thấy em Nga, cho em Nga một nút tương tác chia sẻ ủng hộ giúp em với. Đấy ạ, cho em một nút tương tác ạ. Áo em đang mặc em có màu này, em đang mặc là màu hồng cam nha. Em mặc màu hồng cam trước, rất là đẹp, cực kỳ sang xinh. Siêu siêu đỉnh luôn cho em Nga. Áo này lên cho em Nga mã là M4 ạ. Áo này em nên cho em Nga là mã M4 giúp em Nga nhá. Áo này đẹp ngất ngây. Áo này chị yêu nào mà không dinh quá phí này. Size S là size em đang mặc là size M nhá các chị yêu nhá. Size em đang mặc là M tương đương với áo này size là SMLXL. Áo này em có 4 size SML bao vừa cho các chị yêu dưới 65 cân đổ về em chốt đơn nhá. Form size chuẩn giúp em Nga. Và đây nó là một chiếc áo phao lông vũ rất là đỉnh, cực kỳ đẹp. Các chị yêu nhìn dáng cho em Nga nha. Đấy ạ, hôm trước em mặc với quần
chân váy này hôm nay em mặc với cho các chị yêu với quần như thế nào. Các chị yêu ngắm kỹ cho em nha. Ai đang kiếm tìm cho em một cái chiếc áo phao lông vũ siêu đỉnh với cái tông màu cam xuất sắc thì em nga đang mặc thì nhanh tay lên đơn cho em nha. Mã áo là M4 kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Màu em đang mặc là màu cam các chị yêu nha, siêu đẹp, siêu đỉnh, cực kỳ mê cho em nga rồi. Size M là dành cho các chị yêu dưới 55 cân, em đang mặc áo này size M, size L dưới 60 cân, size XL dưới 65 cân em chốt đơn. Comment cho em đúng cú pháp là M4. Mức giá cho em nga là 1.499.000 cho em nga áo này. Áo này em bao giá toàn quốc cho các chị yêu 1.499.000. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nha. Đây, em mặc nhanh lại cho các chị yêu áo này để rất ngây luôn ạ. Áo em đang mặc nó là áo lông vũ nhá. Màu em đang mặc là màu hồng cam. Màu cam các chị yêu, màu cam. Cao 1m50 mặc được quần không ạ? Cao 1m50 mặc thoải mái này quần cho em nha. Quần này cao 1m50, cao 1m48 các chị yêu đều mặc được hết cho em quần này. Quần của em nga là quần 90 phân siêu dễ mặc ạ. Dáng quần này cực kỳ dễ mặc nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Đây ạ. Ôi đẹp quá. Các chị yêu mới cho em đúng cả cây như thế này. Đấy, các chị yêu mới cho em cả cây như này nhá. Quần của em nga là quần nỉ, không phải là nỉ xốp mà nó là nỉ ạ. Quần này của em nga là quần nỉ thôi, không phải quần nỉ xốp các chị yêu nhá. Quần nỉ hàng của SG. Và em đang mặc với một cái chiếc áo lông vũ, bên trong là mặc áo bra. Trời ơi, mặc mỗi một cây như thế này thôi mà em cũng cảm giác trời ơi, cái áo lông vũ này là mặc lên nó nóng bừng lên các chị ạ. Quần này quần lỉ lên luôn. Ôi, cây này đẹp nhỉ. Ôi ghê, các chị ơi chụp ảnh cho em cái cây này nhá. Cây này đẹp quá. Thực sự là em mix cả một cái set này, hai cái tông màu này em thấy đẹp vô cùng luôn. Đẹp, sang, dễ mặc cái quần. Phải nói là cái quần màu này em nói thật sự nhá. Các chị em mình bình thường cứ ngại mặc quần những cái quần như thế này thôi. Nhưng em đảm bảo năm nay những cái quần này cực kỳ hot luôn. Tông màu của nó dễ phối đồ, mặc lên rất là sang. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn nha. SML 3 size cho quần 66 cân đổ về em chốt đơn. Áo SML XL 65 cân đổ về em chốt đơn. Đẹp, sang, xịn. Và áo này của em Nga là hàng lông vũ chuẩn cho em Nga nha. Các chị yêu nhìn cho em Nga này. Ôi ngất ngây luôn. Và các chị yêu ơi, sờ cho em cái chất liệu túi ở bên trong này. Hàng xịn, sờ đến đâu mướt mượt mượt đến đấy. Siêu là sướng luôn cho em nha. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em áo này. Comment cho em đúng cú pháp, mã kèm màu, kèm size, kèm theo số điện thoại. Form dáng áo đây ạ. Áo rất là gọn các chị yêu nhá. Áo này rất là gọn, ai mặc cho em cũng được, độ tuổi nào mặc cho em cũng xinh. Đây là mã M4, tông màu em đang mặc là màu cam nhưng ở ngoài của nó đẹp ngất ngây luôn. Cái màu này em nói thực sự, cái màu này ở bên ngoài đẹp hơn cả trong ảnh và đẹp hơn cả khi em like. Bởi vì trên like nó hơi bị sáng. Còn bên ngoài cái màu của nó chuẩn, màu của nó đẹp ngất ngây luôn. Nói chung là cái màu bên ngoài ấy thì nó đạt đến khoảng cái màu ở trên này, nó hơn một tông một tí xíu, nhưng mà cái màu bên ngoài đẹp ngất ngây các chị yêu nhá. Nó không bị rực. Cái màu này á, nó không hề bị rực nhá các chị yêu nhá. Nó không, mình không cảm giác nó bị chói. Mặc lên nó rất là đẹp, mà tuổi chị em mình thì lại quá là xịn luôn ấy. Mặc lên cảm giác cái tuổi của chị em mình nó rất là sang và cực kỳ trẻ. Nên chị yêu nào lấy áo M4, tông màu em đang mặc thì chốt đơn cho em nha. 1499 hộ em. Rồi bây giờ em sẽ sang màu khác của áo này nha. Em qua nhanh. Những áo khác thì em xin phép được qua nhanh thôi. Đấy ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nha. Chỗ khác bán 1.990.000 đó chị. Ôi thế à chị Thương Thương. Chỗ khác bán áo nông vũ này là 1.990.000. Trời ơi các chị yêu ơi, đây. Nhìn đúng cho em Nga nhá, chuẩn tăng mát. Các chị yêu cứ đi check đi. Trời ơi, áo này em bán cho các chị yêu là 1.499.000. Chỗ khác đang bán cho các chị yêu đấy ạ. Khách nhà em Nga nhá. Đây đúng là, trời ơi em không ghim được cái comment này. Sau cái máy kia em còn không hiện lên luôn. Chỗ khác đang bán là 1.990.000. Đây đúng comment của khách em comment nha. Đây chị Thương Thương comment cho em Nga này. Chỗ khác bán 1.990.000 đó chị. Có nghĩa là cái áo này em có từng nói với các chị yêu rồi. Nếu các chị yêu mua ở bên ngoài ấy thì nói chung là nó có mức giá khoảng tầm 2 triệu một chiếc. 1.8 triệu, 1.9 triệu đến 2 triệu. Còn nếu các chị yêu mua nhà em Nga đấy ạ. Trời ơi nó đẹp ngất ngây luôn. Thực sự là xuất sắc các chị yêu ạ. Đây em nói thực sự là siêu đẹp. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nha. Bây giờ sẽ mặc sang màu khác ạ. Comment cho em đúng cú pháp là em chốt đơn. Áo dọ áo phao lông vũ có mức giá là 1.499. Em bao form bao chất bao giá. Chị yêu nào mà không dinh quá phí luôn ạ. Sau này hết size hết số hết màu thì lại cực kỳ tiếc nha. Bởi vì khách nhà em chốt inbox hơi bị nhiều luôn. Bởi vì giá nhà em Nga khẳng định với các chị yêu em bao giá cho các chị yêu luôn rồi. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nha. Bây giờ lên tiếp cho em màu đen này. Em mặc nhanh nha. Em nên đen. Đấy ạ, vừa xong là màu cam đẹp quá. Màu tiếp theo cho em Nga nha. Đẹp ngất ngây. 1499 á. Quần là 570, áo bên trong là 240.000 một chiếc ạ. 450.000 hai chiếc.
màu này. Cái áo này các chị yêu nhìn cho em vải cổ này. Đẹp chưa các chị? Trời ơi, cả một cái set này cho em Nga quá ưng ý luôn. Chị yêu làm mà không dinh thì quá phí luôn ý ạ. Đấy các chị yêu ơi, không có một điểm gì để chê cho em Nga. Trời ơi, mùa thu đông đến các chị yêu cứ mặc cho em như thế này. Quá là xinh, quá là chất luôn rồi. Đấy ạ, chị yêu nào muốn sở hữu cho em cả set em Nga đang mặc nhá. Quần em Nga đang mặc có mức giá là 570.000. Nó là chiếc quần nỉ của SG, hàng cao cấp SML 3 size. Còn áo em đang mặc nó là một cái chiếc áo lông vũ nhá, hàng chuẩn xịn. Loại xịn cho em, loại chuẩn cho em Nga. Đấy ạ, khách nhà em Nga đang mua là 1.990.000. Em lên đơn cho các chị yêu là giá bao nhiêu ạ? 1.499.000, bao giá toàn quốc luôn. Em khẳng định không có ở đâu bán cái áo này đâu ạ, với mức giá nhà em Nga đâu. Các chị yêu mua áo lông vũ, mà em nói thật sự là khách nhà em Nga mua áo lông vũ này rẻ nhất là 1.650.000. Đấy là em nghĩ là các chị yêu cũng đã mua với cái mức giá gọi là tốt rồi. Nhưng mà không ai bán cho các chị yêu với mức giá như nhà em Nga. Nên chị yêu nào đấy thì chốt đơn. Em đang mặc là màu đen nha, SML XL 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Comment cho em đúng cú pháp này em lên đơn. Đây, ngắm lại kỹ cho em Nga nhá. Cái màu đen ấy thì nó phối với lại cái bên trong các chị ạ. Cái bên trong của nó này, cái màu đen này nó phối ở bên trong là cái màu mà vàng vàng kiểu cái bản này là cái màu vàng vàng có úa ấy. Cho nên cái gam màu này á mặc lên nó rất là trẻ và rất là đẹp luôn. Khi chị em mình vẽ cổ lên nó cũng rất là sang. Đấy ạ, phanh ra như thế này để lộ cái gam màu này nó cũng rất là tây. Và các chị yêu nhìn cho em cái áo bra này của em, nó đẹp đến mức độ mà các chị yêu thấy không ạ? Em mặc bên trong này mà em mặc như thế này nó không bị co cấu hay là gì. Các chị yêu thấy không ạ? Bra này siêu đỉnh luôn. Bra em đang mặc mã M1, chị yêu nào mà không mua được thì quá phí luôn. Ôi ngất ngây, trời ơi cả một cây của em Nga. Quá là đỉnh luôn. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhá. Đẹp, sang xịn, thực sự là chị yêu nào mà không dinh như thế này thì quá phí luôn. Ôi đẹp ngất ngây luôn ý ạ. Vào mùa là không có được những cái áo mà đẹp như thế này đâu. Em khẳng định là năm nay thì thực sự là những cái chiếc áo đẹp này bọn em là gần như là đều lên sớm cho các chị yêu hết luôn. Nên là đến khi mà vào mùa mà các chị yêu đi tìm những cái áo như thế này chắc chắn là rất là khó. Và đặc biệt là mức giá như nhà em thì chắc là không có đâu. Đấy ạ, mà các chị yêu sẽ phải mua với giá cao hơn rất là nhiều. Nên ai có nhu cầu muốn mua sớm, và đặc biệt là các chị yêu nào hay thích dùng áo hàng lông vũ nhá, đấy rất là đẹp. Bởi vì em rất là thích mặc những cái áo này. Bởi vì khi mà mùa đông đến ý ạ, thì ở bên trong em chỉ mặc cần một áo giữ nhiệt rất là mỏng thôi, áo lông vũ. Trừ khi trời rét, rất là rét, rét gọi là đại hàn, em mới mặc cái áo phao dày ấm. Còn nếu không em chỉ cần mặc những cái áo lông vũ nhẹ như này này. Mình mặc cảm giác mặc nhẹ như không mặc, và mình cảm giác mặc nó không khác gì giống như bình thường là mình mặc áo gió ấy, hai lớp ấy. Thì khi nào mà nó có rét một chút xíu thì mình mặc cái áo lông vũ này, thế là đủ ấm, bên trong áo giữ nhiệt nữa là ok. Còn khi nào mà rét đại hàn, cực kỳ siêu siêu đại hàn, em mới phải dùng đến những cái áo khoác gọi là siêu đại hàn đấy. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá, mặc lên. Các chị yêu mua em này xong ấy là đảm bảo sau này các chị yêu sẽ nghiện những cái dòng áo lông vũ như thế này. Và lúc nào trong tủ chị em mình cũng sẽ có rất là nhiều những cái mẫu. Đấy ạ, từ ngắn đến dài và cực kỳ thích luôn cho em nha. Màu đẹp quá, màu em ra mặc là màu đen nha. Đủ size SML XL. Em Nga cao 1m54 và em nặng 54 cân hơn. Em đang mặc áo này là size M nha các chị yêu nhá. Em có đủ size SML 65 cân, tính theo chiều cao 1m6 chốt đơn ạ. Đấy ạ, em kéo khóa lên cho các chị yêu này. Sau đó thì em sẽ qua một bảng màu nữa nhá. Chị lấy áo dây đen ra M2. Áo dây ạ, áo bra đúng rồi chị gì nhỉ? Chị Nguyễn Chiến, áo bra của em Nga là mã M1 chị yêu ạ. Quần của em Nga là M2 chị Nguyễn Chiến ơi. Chị lấy quần hay lấy áo ạ? Chị Hà Nhật Tân bảo chuyển khoản cọc tiền mà sao không có nhân viên gọi cho tài khoản ạ? Chị kiểm tra lại tin nhắn đi, nhà mình đã cho số tài khoản của chị Hà Nhật Tân chưa? Hình như cho rồi đúng không? Cho chưa em nhỉ? Tại vì nếu mà chị đồng ý là chuyển khoản, chị phải chấm lại hoặc chị báo lại bên em, các bạn mới biết là chị đồng ý là đi chuyển khoản thì các bạn mới cho được số tài khoản chị yêu. Đây ạ. Đây chị yêu nhá, hoặc bây giờ chị chấm chị inbox lại đi, các bạn sẽ cho số tài khoản chị yêu ạ. Đây. Đây các chị yêu nhá, đây là áo này màu đen. Đây ạ. Màu đen em đang mặc đây ạ. Áo lông vũ nhá các chị yêu nha, hàng cao cấp chuẩn xịn cho em nha. Đảm bảo các chị yêu nhận hàng là mê cái túi. Ôi xinh quá. Chị Minh Chiến thì không liên hệ. Áo dây đen da M1 đúng không? Đẹp quá. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Bây giờ em sẽ qua màu đen nha các chị yêu nha. Chị Nguyễn Chiến lấy áo vừa ra em đang mặc đúng không chị Nguyễn Chiến ơi? Chị ơi, có phao dáng dài lỡ không ạ? Phao mấy nữa chị yêu ơi? M4 size XL màu đen cho chị Toán Toán này, ok ạ. M4 size XL đen cho chị Toán Toán em chốt đơn này. Chị
Chị ơi có phao dáng dài nữa, chị ơi mấy nữa nhá chị Quỳnh Phạm nhá. Hôm nay chị nhận được áo rồi em ơi, hơi kích vai, biết thế chị lấy L cho thoải mái em ạ. Thế là chị Giang Đào, chị Giang Đào ơi gửi đổi đi, em đổi cho chị size L. Được mà chị yêu, hiện tại bây giờ các chị yêu mua em đang sẵn size số màu, đủ size, đủ số, đủ màu. Các chị yêu nhận hàng áo này nếu như mà cảm giác kích chật gì cứ inbox vào trong trang cho em nha, bên em sẽ hỗ trợ đổi size. Đấy là các chị yêu nào mà đậm, đấy là đậm vai, đậm ngực mà các chị yêu thích mà thoải mái hơn, các chị yêu cứ báo em để bên em sẽ hỗ trợ đổi cho các chị yêu. Đấy ạ, còn các chị nhận ạ, quan trọng là chị nhận cái áo này chị thấy như nào, chất không ạ, đẹp không ạ, quá là đẹp, quá là chất luôn, đúng ạ. Phao lông vũ này nhẹ như không, trời ơi, em nói thật sự luôn ạ, nhẹ như không gì luôn. Các chị yêu nhìn một cái áo này, một cái áo này, em ơi em thấy thực sự là quá thích luôn. Rồi em sẽ mặc màu tiếp theo nha. Chị Nguyễn Chiến lấy áo có phải là áo M1 không chị Nguyễn Chiến ơi? Chị Nguyễn Chiến là lấy áo bra đang mặc đúng không ạ? Chị Nguyễn Chiến là lấy áo bra đang mặc đúng không ạ? Nga mặc bộ nhung siêu cấp chị ngắm với. Bộ hôm nay chưa chị yêu ơi. Bộ nhung siêu cấp đấy á, bộ nhung siêu cấp đấy bây giờ chị phải order mất rồi chị yêu ơi. Chị Phạm Hằng ơi, bộ nhung siêu cấp đấy phải order rồi chị Phạm Hằng ạ. Hiện tại em đang không còn sẵn nữa rồi. Hôm trước em bảo chuyển khoản 500k đấy. Mai bảo nhân viên gọi chị nhé. Ok chị Hà Nhật Tân. Rồi ạ, chị check vào inbox hộ em nhé chị Hà Nhật Tân nhé. Tại vì là hôm đấy em báo với trên line nhưng mà sau đó thì chắc là có thể là các bạn ấy không thấy chị báo lại gì đấy, cho nên các bạn ấy không biết là chị đồng ý hay không đồng ý, nên các bạn ấy sẽ không cho đâu ạ. Đấy ạ, trừ khi là tại vì khách, bởi vì khi mà đồng ý như nào thì khách phải có phản hồi ấy. Vì các bạn nhà em Nga nói thật sự là các bạn ấy inbox cũng quá tải ấy. Nên là thật ra nếu mà các chị yêu bảo là đồng ý chuyển khoản nhưng các chị yêu không, các bạn ấy không biết đồng ý hay không, nên là các bạn ấy cũng không tức là không có thời gian là đi tìm lại cái face của chị đâu, mà trừ khi là chị chấm lại trong đấy là chị bảo là cho chị số tài khoản để chị chuyển khoản cọc thì các bạn ấy có thể đọc cái tin nhắn này của chị. Chứ còn tự dưng mà hôm trước em nói vậy nhưng mà chị bảo là ok chị mai chị sẽ nhắn cho chị số tài khoản, chị sẽ chuyển khoản, thì các bạn ấy sẽ có trách nhiệm là nhắn vào đấy cho chị, đi tìm face của chị nhắn. Nhưng hôm đấy em nói xong mà chị không ok gì, chị không nói gì thì các bạn ấy sẽ không đi tìm, bởi vì các bạn ấy đâu có biết rằng là chị đã đồng ý hay không. Đấy ạ, cho nên là mai chị có gì chị chấm lại, các bạn ấy sẽ gửi số tài khoản nhé chị yêu nhá. Đây đây ạ, dùm em nha. Phao lông vũ của em Nga màu này, ôi cái màu của em đẹp chưa ạ, màu thứ ba các chị yêu nha, siêu đỉnh luôn. Áo này không có màu gì không đẹp, em phải khẳng định là chị yêu nào mà không dinh được áo này á, em nói thật sự mai kia hết size hết số hết màu á. Em nói thật nhá các chị yêu nhá, áo này là áo đầu mùa, nó là lông vũ đầu mùa, em hiện tại về số lượng cho các chị yêu đủ size đủ số đủ màu. Nhưng mà các chị yêu biết rồi, hàng mức giá nhà em Nga đưa ra thì em đảm bảo với các chị yêu là sẽ quyết size quyết số rất là nhanh và quyết màu. Nên chị yêu nào mà muốn sở hữu thì nhanh tay chốt đơn khi mà còn đủ size, đủ số, đủ màu các chị yêu. Còn khi hết size, hết số, hết màu thì em nói thật sự luôn à, lúc đấy lại bảo Nga ơi chị tiếc quá, chị thích áo lông vũ, bây giờ Nga có cái nào không thì em cũng đến chịu đúng không ạ. Nói thật sự là như vậy, nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay nhá. Đấy ạ, khi mà mình có size, có số, có màu của mình thì mình chốt đơn, đẹp. Áo này, dáng này em phải khẳng định là áo này em nói thật sự với các chị yêu là đẹp nhất trong những cái mẫu mà em đã lên cho các chị yêu, đẹp ngất ngây luôn, không có một điểm gì để chê ạ. Đấy ạ, chị yêu nào lấy áo này thì chốt đơn nha. Comment cho em đúng cú pháp là mã M4 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại hoặc chiều cao cân nặng nhà em Nga sẽ chốt đơn cho các chị yêu. Em đang mặc áo này là size M ạ. Đấy ạ, rất là đẹp, cực kỳ sang. Màu em đang mặc là màu nâu nhá, siêu tây. Ôi cái túi của nó, em rất là thích cái kiểu như thế này. Túi này vừa sâu này, vừa to này, đựng được nhiều thứ này, và cảm giác khi chị em mình đút như thế này này. Đấy ạ, sờ vào cái chỗ bên trong cái nòng túi này này, nó giống như là cái chăn siêu tuyết ấy các chị ạ. Nên nó rất là ấm luôn ạ, sờ nó rất là ấm và cực kỳ mượt, siêu sướng luôn. Đẹp, sang xịn, xuất sắc đỉnh cho cái gam màu này. Đấy ạ, cực kỳ tuyệt vời. Ôi em thực sự là mặc cái áo này không có một điểm gì để chê cho em Nga luôn. Càng mặc càng sướng, càng mặc càng mê. Bản màu thì siêu xinh, chất liệu thì quá đẳng cấp luôn rồi. Áo lông vũ quá là tuyệt vời. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Đấy ạ, cài khóa hoặc là phanh hoặc là kéo cho em Nga nó nhẹ nhàng vô cùng. Chị yêu nào cứ đang tìm cho em Nga cái áo lông vũ thì các chị yêu đừng bỏ qua cho em cái siêu phẩm này. Nó phải gọi là đẹp xuất sắc luôn đấy ạ. Đấy, chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Nhưng chị vứt mất cái túi ở ngoài làm thế nào gửi được về bên em nhỉ? Chị Giang Đào ơi, chị chấm vào trong cái ban bếp của em nghe đi. Đấy ạ, chị Giang Đào ơi, các bạn ấy vừa nhắn địa chỉ cho chị rồi đấy, chị Giang Đào ạ. Đấy ạ, quên không bật điện.
Chị Giang Đào ơi, các bạn ấy, các bạn ấy nhắn địa chỉ vào cho chị yêu rồi nhá. Rồi, M4 của em Nga có giá là 1.499.000 ạ. Ok chị Hà Nhật Tân này, nhưng chị nhận quần rồi. Em ơi, em cảm ơn chị Moon Moon. Áo M4 của em Nga, chị đặt hàng mấy hôm trước ấy, tại chị muốn đổi hàng. Tại chị muốn đổi hàng. Chị cứ chấm đi, chị muốn nhắn, chị muốn lấy như thế nào chị chấm vào đấy cho em nhé chị Hà Nhật Tân. Nếu mà bây giờ chị muốn lấy những cái mã gì chị inbox vào trong trang. Có thể những cái mã chị lấy hôm trước có thể nó hết hàng rồi ấy, hoặc là nó còn thì các bạn sẽ báo cho chị. Tức là có nghĩa là cái hôm mà bạn ấy chốt cho chị ấy, mà bạn yêu cầu chị chuyển khoản ấy, mà chị đồng ý thì có thể cái hàng đấy nó sẽ còn có sai số của chị. Nhưng mà bây giờ ấy, thì chị sẽ chấm máy và chốt lại cho em Nga nhé. Thì các chị đang ưng mẫu nào thì chị báo lại cho em, cho các bạn ấy nhà em Nga. Nếu mà còn sai số thì các bạn ấy sẽ chốt cho chị yêu ạ. Thế ạ. M4 là 1.499.000 ạ. M4 em đang mặc là 1.499.000. Rồi em qua M4 nhá. Em qua áo M4. Rồi em qua M4 này. M4 chị yêu nào lấy chốt đơn. Áo em đang mặc là bra là mã M1. Bra chị yêu nào không lấy nhanh tay là hết này. Bra của em Nga còn có bằng này thôi này. Ôi áo bra này các chị yêu không lấy là hết này. Em nói thật sự nha, bra này em Nga này, em chỉ còn có đúng bằng này thôi. Chị yêu nào không lấy là nhanh tay là hết này. Ôi phí vô cùng. Tiếc ngẩn ngơ đấy ạ. Chị yêu nào cứ chốt trước là có được bra. Chị yêu nào yên tâm, áo bra này các chị yêu nhận hàng thì cho em feedback nha. Rồi em qua áo bra nhá. Quần này thì em sẽ mặc lên màu tiếp theo này. Đẹp quá. Em qua áo khoác và em qua mã bra. Đấy ạ, áo short gió vào bra nhá. Em qua mã quần. Bây giờ em sẽ lên một em khác tiếp theo. Một em quần khác nha. Đẹp ngang ngất ngân. Cho em cái đêm này. Quần này em có 3 màu nâu đen da. Chờ em chút xíu nè. Tranh thủ cho các chị yêu một mã này đi. Em có một cái mã này, em có toàn bộ cái màu này. Chờ em chút xíu để em lên mã này đi ạ. Đang mặc cái quần này. Em thấy em đang mặc cái quần này, lên cho các chị yêu một mã này. Siêu sướng luôn. Rồi hôm nay sẽ lên cho các chị yêu một mã này. Giá siêu tốt luôn này. Lên cho em Nga nha. Ôi này các chị yêu không dinh quá phí luôn. Em có được bằng này trước thôi ạ. Lên cho em Nga mã tiếp theo nha. Em lên nhanh này. Áo này này, đẹp ngất ngây chưa các chị. Áo này cho em Nga là một chiếc áo len mông tư ghi hàng cao cấp hộ em. Áo len mông tư ghi hàng cao cấp giúp em nha. Các chị yêu lên cho em Nga. Áo này thì em bao vừa hết cho các chị yêu khoảng tầm 65 cân đổ về em chốt đơn. Màu em đang mặc là màu đỏ đô. Đẹp, sang xịn, chất ngất luôn cho em Nga. Áo này thì em có còn bằng này chiếc ạ. Chờ em chút xíu nha. Áo này em đang mặc này em có một chiếc. Đấy có bao nhiêu chiếc không? Tặng lốt cho các chị yêu này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái. Giá tốt luôn ạ. Áo lông vũ đây chị yêu ơi. Đây chị. Áo lông vũ đây ạ. Đây chị nhá, đây chị ơi. Lông vũ đây ạ, màu cuối cùng đây ạ. Chị Hà Nhật Tân cho chị một bra đen 58 cân, một bra đen cho chị Hà Nhật Tân này. Cho chị Hà Nhật Tân một áo bra này, một áo bra cho chị Hà Nhật Tân này, ok ạ. Đây ạ. Áo anh đang mặc nhá, là một chiếc áo len mông tơ ghi cao cấp hàng chính hãng của Mây Mây. Xin phép được tặng xin phép được lên cho các chị yêu mức áo này này. Áo này em còn mấy chiếc nhá. Hôm nay này. Hôm nay áo này nha các chị yêu nào lấy nhanh tay này, lên đơn cho em Nga áo này. 220.000 cho em áo em đang mặc ạ. Áo em đang mặc có mức giá 220.000. Chị yêu nào lấy nhanh tay chốt đơn, duy nhất có một màu thôi. Áo em đang mặc duy nhất có một màu, em chốt cho các chị yêu với mức giá 220.000. Hàng của Mây Mây nha các chị yêu nha. Đây. Đây ạ. Áo len mông tơ ghi mặc ngay và luôn trong Nam ngoài Bắc, mọi miền Tổ quốc đều mặc được cho em áo này. Áo này thì mọi miền Tổ quốc các chị yêu đều mặc được ạ. Chị yêu nào lấy áo này chốt đơn cho em áo này mức giá 220.000. Comment cho em đúng cú pháp là mã M5 đi ạ. M5 nhá các chị yêu. Ui sao cái màu của nó nhạt thế này em ơi. Nó đang bị lỗi mạng. Các chị yêu có nhìn thấy gì không ạ? Mình mặc từ lãi giờ các chị yêu. Các chị không nhìn thấy gì thì làm sao con có nhìn thấy gì đâu. Các chị yêu có nhìn thấy nét không? Em nhìn thấy mờ như thế này. Trời ơi đang mưa gió đúng các chị yêu. Còn áo da có họa tiết không em? Có áo ấy có mấy màu em? Áo da á. Áo da còn mỗi gì nhỉ? Áo da chỉ còn có màu gì thôi? Áo da còn mỗi màu nâu thôi chị yêu ạ. Áo khoác da á, đây này nhìn xem còn size chị không đã. 58 cân em thấy còn size chị không đã. Đây áo khoác da, chờ chút xíu, áo khoác da đây ạ. À đây. Khoác da em còn size L đây ạ.
À quốc gia. Quốc gia em còn, em còn 2 chiếc L hay 1 chiếc L gì đấy. Với size XL. Đây. À quốc gia này em khoác luôn nha. Đây quốc gia này em còn mỗi màu này thôi chị ạ. À em đang mặc có nhìn thấy gì không nhỉ? Em ơi có khi khi thoát thử ra xem các chị có nhìn thấy không? M5 này. Đấy áo M5 có nhìn thấy không ạ? M5 em nhìn thấy chị Trần Hương một chiếc này. Chị Lô Bông một chiếc này. Áo này chị yêu nào, các chị yêu có nhìn thấy em không? Bởi vì em đang nhìn thấy là nó bị mờ ảnh lắm. Không biết là các chị có nhìn thấy em không? Chị Hà Nhật Tân một áo em đang mặc. Ghi hộ em là M5 nhá, 220.000. Áo em đang mặc chính hãng của Mây Mây Mông Tơ Ghi. Trong Nam ngoài Bắc mọi miền Tổ quốc đều mặc được. Và các chị yêu mặc được luôn cho em áo này. Các chị yêu về cứ pick cho em những cái quần mà quần như em đang mặc này. Hoặc pick các đồ cho em nha. Đẹp không các chị? Quá đẹp luôn, 220. Chị Nô Bông một chiếc, chị vứt ra chưa nhỉ? Chị Hà Nhật, chị Trần Hương này. Một áo M5 này. M em ạ, đấy mờ quá các chị có thể nhìn được không nhỉ? Chị sợ là không mờ quá không nhìn thấy ấy. Mờ quá hay thoát ra cái không nhỉ? M5 cho chị Hà Nhật Tân một áo này, chị Lô Bông một áo này. Lô Bông một áo này. Rõ mà em đấy chị Nương Hoàng thì rõ. Sao các chị này mờ ấy nhỉ? Chị Nguyễn Mến một áo M5 này, ok chị Nguyễn Mến một áo M5 này. Em còn 4 chiếc M5 cuối cùng nữa. Có khi phải thoát ra không các chị yêu? Em chốt nốt cái áo M5 này xong em thoát ra nhá các chị yêu nhá. Em chốt nốt cái áo này xong em thoát ra nhá. Em sợ các chị không nhìn thấy cái gì. Chị Hương Trần một áo M5 này. 220.000 à. Chị Hương Trần một áo M5 này. Em còn 3 chiếc nữa. Chị yêu nào lấy M5 nữa. M5 cho chị Hương Trần một M5 em chốt đơn. Cho chị xem lại áo da chị ạ. À, chị Hà Nhật Tân chờ em chút xíu em sẽ cho chị xem lại áo da nhá. Ở chị mưa bão à đấy đúng rồi. Ở chỗ em nó cũng bị ảnh hưởng. Nó cũng cảm giác thời tiết nó sầm sùi, hôm qua thì mưa. Đấy ạ, à, nhiều chỗ chị là không mưa bão đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Chị thấy mà ok chị Quý Phạm một M5 này. Bra bao nhiêu? Chị Nô Bông ơi, bra của em Nga nó là hàng cao cấp. Hàng áo này của em Nga nó là hàng đỉnh nhá. Cái áo bra của em Nga có giá là 240.000 một chiếc và 450.000 hai chiếc. Nhưng các chị yêu mua cái áo bra này này, bình thường các chị yêu biết rồi đúng không? Áo bra em bán cho các chị yêu có những cái loại mà nó chỉ có khoảng tầm trăm mấy một áo thôi. Nhưng mà các chị yêu nhận cái áo bra này các chị sẽ thấy nó khác biệt hẳn hoàn toàn nhá. Đấy ạ. Ok ạ, à, chị Quý Phạm một chiếc M5 này. Vậy là em còn 3 chiếc M5 nữa, chị yêu nào lấy M5 nhanh tay chốt đơn ạ. À. Bra có giá 240.000 một chiếc ạ, à, 450.000 hai chiếc ạ. À. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhá, comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Chị Phương Thảo Nương một M5 này. Ok chị Phương Thảo Nương một M5 này đẹp nhất ngay luôn ạ. Em còn 2 chiếc cuối cùng. M5 còn 2 chiếc cuối cùng ạ. Mức giá cho em Nga là 220.000. Chị lấy bra 2 cái đen da M5 hủy trước nhé. Ok chị Nguyễn Chiến. M5 vừa xong có chốt cho chị Nguyễn Chiến đâu nhỉ? M5 vừa xong mình có chốt cho chị Nguyễn Chiến đâu nhỉ? M5 hủy đơn trước nhé là cái gì nhỉ? M5 hủy đơn trước là hủy đơn của hôm trước á. Đơn của chị Nguyễn Chiến là còn không hay là đã đi rồi? Chị Nguyễn Chiến ơi, nếu mà đơn hôm trước mày của chị chốt ấy mà nhà em đi rồi thì vui lòng nhận hàng hộ em nhá. Bởi vì là nếu như mà chị báo hủy thì chị phải báo hủy trước khi mà em đi đơn. Còn nếu như mà tức là sau khi like trước kết thúc like xong ấy mà chị cảm giác mà chị không ưng ấy thì báo hủy em luôn. Còn bây giờ mà các bạn đi đơn rồi mà chị mới báo hủy em thì em không biết làm cách nào cả. Nên vui lòng nhận cho em đơn đấy nếu bên em nhà em đi đơn rồi. Còn trong trường hợp mà nhà em chưa đi đơn thì em sẽ bảo các bạn hủy cho chị. Đấy, còn nếu trong trường hợp đã đi đơn rồi vui lòng nhận hộ em nha. Đấy thì em sẽ chốt cho chị áo bra này đen da hai cái chị Nguyễn Chiến này đen và da. Ok đen và da. Áo bra này siêu vip luôn. Em phải khẳng định với các chị yêu là một trong những cái mẫu bra em khẳng định với các chị yêu cứ nhận hàng cho em nha đi ạ. Em khẳng định là không bao giờ các chị yêu thấy cái bra nó đẹp ngất ngây như thế này đâu. Hàng xịn cho em Nga nhá. Hàng này hàng xịn hàng VIP chứ không phải hàng thường đâu ạ. Em bán 240.000 một chiếc áo bra nó không phải là hàng thường rồi. Chắc chắn là các chị yêu nhận hàng các chị yêu sẽ biết nó là hàng đỉnh chứ không phải là hàng thường đâu ạ. Không phải hàng rẻ đâu. Hàng này là các chị yêu phải vào những cái shop ấy ạ. Những shop người ta cũng bán chuyên những đồ hiệu ấy. Những bán hàng cao cấp ý, người ta mới có. Chứ còn nếu mà các chị yêu vào những cái shop ven đường hoặc những cái shop mà kiểu cửa hàng nhàng nhàng ấy, không bao giờ người ta có được cái áo bra đẹp như của em đang mặc đâu. Riêng cái áo bra này này, những cái shop gọi là những cái shop mà gọi là nói thật sự là bình bình ý là không bao giờ có áo này đâu. Áo này là áo VIP đấy ạ. Áo bra này là hàng VIP đấy ạ. 240.000 em bán là hàng VIP rồi đấy. Nên các chị yêu, đấy là mức giá nhà em Nga thôi nhá. Đấy ok ạ, à, chị Nguyễn Chiến này. Rồi áo em đang mặc. Áo em đang mặc em còn 2 chiếc cuối cùng. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Áo em đang mặc 220.000, còn 2 chiếc cuối cùng, chị yêu nào lấy chốt đơn nhá. Mức giá cho em nha là M5, giá siêu tốt giùm em. Đấy ạ, M5 220.000. À, bây giờ em xin thoát M5 này, à em xin thoát cái này ra nhá. Em lên một cái like mới nhá. Để cho các chị yêu có thể nhìn rõ hơn nhá các chị yêu nha. Đấy ạ.
chị yêu nào đấy thì có thể xem lại live này giùm em. Còn bây giờ em xin phép được thoát ra đấy ạ, để cho nó đỡ bị mờ nhá. Không em nhìn đây nó bị mờ. Không em nhìn đây nó bị mờ. À, vừa đặt nãy mà bờ da và quần. À, vừa đặt nãy mà bờ da và quần. À, nhưng mà sao chị thấy ghi, nhưng mà sao em thấy chị ghi là hủy M5 nhỉ, chị Nguyễn Chiến nhỉ? Vừa xong em có chốt cho chị Nguyễn Chiến M5 áo này không nhỉ? Không đúng không? Chưa. Chị Nguyễn Chiến ơi, em chưa thấy chị comment cái áo này M5 đâu. Nên là em mới chốt cho chị được quần, quần là mã M, quần là mã M2, áo bờ da là mã M1. Quần là mã M, quần là mã M, M quần là mã M2, áo bờ da bên trong của em Nga là mã M1. Đấy ạ, à, cho nên áo này của em Nga là M5, em chưa chốt M5 cho chị. Đấy ạ, à, cho nên là ok ạ, à, bờ da đen cho chị Oanh Đăng này. Bờ da đen cho chị Oanh Đăng, bờ da này các chị yêu tin em đi. 240.000 một chiếc, combo 2 chiếc có giá 450.000. Các chị yêu nhận hàng về á, em khẳng định với các chị yêu không lấy thêm, không bù thêm. Hoặc những cái người bạn bè của các chị yêu, những người thân của các chị yêu nhìn thấy các chị yêu mặc áo bờ da này, không hỏi địa chỉ mua, là em nói thật sự với các chị yêu, đảm bảo người nào nhận hàng nhìn mặc các chị yêu mặc, mọi người đều khen. 10 người thì khen 10 người, 100 người nhìn các chị yêu mặc áo bờ da này đều khen các chị yêu 100 người lần và hỏi là địa chỉ mua áo bờ da này ở đâu, bởi vì cái áo bờ da quay này nó phải là tuyệt đỉnh luôn. Mặc siêu siêu sướng luôn ạ, à, nên chị yêu là lấy chốt đơn nhé. Chị Oanh Đăng một chiếc ok ạ. À. Đấy ạ. À. Chị hủy đơn trước đầu tiên mà, chị hủy đơn trước đầu tiên mà là cái gì nhỉ? Chị Nguyễn Chiến ơi, chị inbox vào trong trang của em được không ạ? À? À, em mặc quần màu khác không? À quần em có 3 màu thì chị đây thì Bích Trâm ơi. Quần này em có màu nâu. Quần này em có màu nâu, màu trắng và màu đen chị yêu ạ. À, em có 3 màu nhá. Quần em có 3 màu nâu, trắng, đen. Lấy M5. À chị Nguyễn Chiến lại lấy M5. Chị Nguyễn Chiến là có lấy M5. Thế chị Nguyễn Chiến là lấy gì nhỉ? Chị hủy đơn trước đầu tiên. Quần chị thấy hai áo bờ da đen ra và M5. À ok ok. Tức là chị lấy, chị hủy cho em cái quần này đúng không? M2 chị hủy, chị lấy cho em Nga hai chiếc áo bờ da và một cái áo M5 này đúng không ạ? Chị lấy hai bờ da và một M5, em nói vậy có đúng không ạ? Nếu đúng vậy thì chị comment lại hộ em nè. Đấy ạ, chị lấy đầu tiên là chị lấy áo dây đen da, cái áo M1 đen da và quần M2 CN. À ok. Bây giờ chị hủy cái quần, lấy cái áo, lấy hai bờ da và lấy cái áo. Ok ok. Ok ạ, bởi vì cái áo này của em Nga có, em còn một chiếc cuối cùng thôi, phải chốt cho chị được. Chị Nguyễn Chiến là M5 nữa, vậy là áo này của em Nga đang mặc cái cuối cùng này em hết ạ. Rồi đúng rồi chị. Nét mà ok ạ. À nét mà chị Vũ Yến. Ok ạ. Nét 55 63 cân cũng vừa. Được, 65 cân. Chị Mai Hoàng của áo M5 nữa, vậy em hết M5 này. Em hết M5 nha các chị yêu. Đây cái áo bờ da của em, các chị yêu thấy không ạ? Em mặc bên trong này, các chị yêu thấy bờ da của em sướng không ạ? Mặc không bị cong cớn, không bị gì hết, mặc nó như thế này luôn. Bờ da nếu mà mặc xong mà các chị yêu thấy không ạ? Mặc lên nó vẫn cứ đỉnh như thế này. Quần em có 3 màu nhá, nâu đen. Nâu đen và trắng ạ, trắng kem nhá. Một chiếc M5 cuối cùng cho chị Mai Hoàng là hết áo M5 này. Em hết áo M5 luôn rồi nhá. Đây, em khoác tạm cái áo da này, chị yêu nào vừa hỏi áo da em khoác tạm áo da nhá. Chờ em chút xíu để em sẽ sang một mã khác nữa, áo len khác nữa này. Đây. Đây áo da đây ạ. Đây ạ, chị yêu nào vừa hỏi em áo da thì áo da đây nhá. Áo da này thì lên cho em M6 đi. À, chị Hà Vi M5 ở chế độ dự phòng của em ạ. Quần có giá là 570.000 thôi chị Trâm Lê Bích ơi. Chị Trâm Lê Thị Bích. Cho em đọc lại là chị Lê Thị Bích Trâm nhá. À chị Trâm Lê Thị Bích khổ. Đấy ạ, à, em đọc nó hơi bị ngược tí. Chị Trâm Lê Thị Bích cảm giác nó hơi ngược ngược miệng. À, chị lấy cho em cái quần này có giá là 570.000 ạ. À, giờ chị mới vào, áo em đang mặc bao nhiêu tiền? Áo em đang mặc hôm nay em bán giá tốt nhất rồi các chị yêu, giá gọi là 220.000. Đấy ạ, chị Hà Vi M5, chị Hà Vi có thấy được M5 không nhỉ? Nếu không M5 chị yêu lấy ở chế độ dự phòng nhá. Chị Lô Bông một áo màu đen bờ da ok ạ. Chị Lô Bông mình lấy áo bờ da màu đen ok, chị Lô Bông áo bờ da màu đen này và áo M5 nữa đúng không chị Lô Bông? Chị Lô Bông là lấy cả áo M5 của em Nga ở bên ngoài và áo bờ da mã M1 màu đen đúng không ạ? Áo bờ da của em Nga là M1, em có 3 màu. Áo bờ da đây các chị ơi, áo bờ da của em Nga có 3 màu nhá. Đâu rồi, em lại cho đi đâu rồi. Áo bờ da của em Nga thì không phải nghĩ luôn. Bờ da này hôm nay chị yêu nào mà dinh được quá phí. Em đã bảo là áo, em nói thật các chị yêu để ý trên live em á. Áo này em phải nói này, em phải cất ngay đi để em mặc thì các chị yêu biết rồi. Các chị yêu nhìn bên trong của em này, nó xịn cực kỳ luôn. Bên trong đây các chị yêu nhá. Đây, chất liệu của nó siêu sướng nhưng mà cái ren ở bên ngoài của nó này, các chị yêu nhìn cái ren này ạ, ren xịn chưa ạ? Ren này nó phải gọi là ren đỉnh luôn ạ, ren VIP nhá. Đấy ạ, nhìn cái hàng xịn của nó khác biệt luôn. Áo bờ da này em có trắng này, có da này, có đen cho em Nga. Mức giá cho em Nga thì siêu siêu tuyệt vời luôn rồi, 240.000 một chiếc, hai chiếc có giá là 450.000.
Áo em có 3 màu, đen, da và trắng. Em đảm bảo các chị yêu nào cũng sẽ thích cái em này và sẽ sở hữu ít nhất là 2-3 chiếc. Mua một chiếc sau đó lại quay lại mua tiếp. Quan trọng lúc đấy còn hàng cho các chị yêu để các chị yêu có thể mua được không, hay là các chị yêu lại phải đợi chờ. Cho nên chị yêu nào muốn dinh được ngay và luôn thì các chị yêu cứ comment chốt đơn cho em nha. Còn nếu mà các chị yêu là muốn đợi chờ thì các chị yêu đợi chờ thôi. Nếu mà các chị yêu lấy sau, đây, nhìn cho em Nga cái áo này. Chuẩn cho em Nga, nó xịn xuất sắc luôn cho em Nga. Áo này các chị yêu cứ 63 cân mặc đẹp hết cho em Nga luôn ạ. Đấy ạ, nên chị yêu là lấy chốt đơn nhá. Áo da đây, chị yêu nào khoác áo, lấy áo da thì chốt cho em áo da này nhá. Áo da này có mức giá là bao nhiêu nhỉ? 520.000. Áo da này thì em chỉ còn L và XL, có 1 hay 2 chiếc gì đấy thôi. Cái này em còn có 1 2 chiếc rồi thôi. Còn lại là em hết rồi. Áo này là em còn 1 2 chiếc gì đấy, em không nhiều lắm đâu. Nhưng mà em vừa mặc là size L. Mức giá của em áo da đấy có giá là 520.000. Áo da hết màu đen rồi chị Ngọc Hân ơi. Mờ da đen và mã M5 cho chị Hà Vi. Chị Hà Vi là có áo M5 không nhỉ? Chị Hà Vi M5 ở chế độ dự phòng hả? Chị Hà Vi M5 ở chế độ dự phòng nhá. Em chốt được cho chị áo bờ da trước ạ. Áo bờ da đen cho chị áo bờ da đen cho chị Lê Bích Trâm, ok ạ. Một bờ da đen cho chị Lê Bích Trâm, ok ạ. Lê Bích Trâm một áo bờ da đen. Rồi ạ, chị yêu nào lấy chốt đơn nhá. Em hết M5 rồi. Bây giờ em sẽ sang cho các chị yêu một mã nữa này. Hết M5 nhá. Sang cho em một mã này đi ạ. Mã này có bao nhiêu chiếc này? Đây. Hôm nay có bao nhiêu chiếc nhá? Bằng này chiếc được chưa ạ? Hôm nay có bằng này chiếc này. Xin phép cho em Nga kéo này. Đây. Lên cho em áo này. Hết. Còn bao nhiêu chiếc nữa xin phép được lên nốt này. Hôm nay là một cái ngày gọi là mức giá nhá các chị yêu nhá. Nốt cho em Nga này. Ôi áo này siêu đỉnh rồi. Ừ, đẹp ngất ngây luôn ạ. Rồi. Nay nên cho em áo này này. 65 cân đổ về em chốt đơn màu hồng. Ui yêu quá luôn. Áo này chứ các chị yêu không dinh thì quá phí luôn cho em Nga. Ngất ngây luôn ạ. Màu em đang mặc là màu hồng. Em chỉ có bằng này chiếc thôi. 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc, 4 chiếc, 5 chiếc, 6 chiếc. Cả cái em đang mặc là 2, 4, 6, 7 chiếc tất cả. Áo em đang mặc có 7 chiếc tất cả các chị yêu ơi. 7 chiếc nha các chị yêu. Áo em đang mặc em có tất cả là 7 chiếc này. Nên đơn cho em áo em đang mặc mã là M. Tiếp theo là M mấy nhỉ? Áo da cho chị là mã M. Áo da là mã M6 đúng không? Áo da là M6. Áo em đang mặc tiếp theo là M7. Chị Hoa Đỗ cho chị hai áo bra màu đen và màu da nhé. Ok chị Hoa Đỗ, một đen một da. Ok chị Hoa Đỗ, một đen một da trước đơn này. Chị Thái Hải là một bờ đen da đen và da này. Chị Thái Hải là bra đen và da tiếp theo này. Chị Hoa Đỗ nhìn thấy chưa? Rồi chị Thái Hải này. Ok này. Áo da có về nữa không? Em cũng chưa biết được chị Ngọc Hân ạ. Chị Nguyễn Cun 10, hai áo bra, một đen một trắng. Ok, một đen một trắng cho chị Cun 10 này. Ok chị Cun 10, một đen một trắng áo bra này, em chốt đơn này. Đẹp lắm luôn ạ. Áo da 58 cân mặc size L ạ. Áo da mà 58 cân mặc vừa chốt cho chị nhé. Chị Hàn Nhật Tân một cái áo da size L cho chị Hàn Nhật Tân luôn này. Vậy là áo da em chốt cho chị Hàn Nhật Tân mã M6 ạ, size L, ok ạ. Rồi bây giờ lên cho em Nga áo em đang mặc là M7 nhá. Áo em đang mặc M7. 520.000. Nên cho em Nga áo này M7 này. Ôi màu này đẹp chưa các chị? Trong Lang ngoài Bắc mọi miền Tổ quốc đều mặc được cho em áo này. Hôm nay xin phép này, lên cho em cái áo này luôn ạ, mức giá cho em Nga này. Siêu tốt luôn ạ, M7 giúp em Nga. 220.000 luôn đi ạ. Áo này hôm nay 220.000 cho 7 chiếc cuối cùng. Chị yêu nào lấy nhanh tay chốt đơn ạ. 220.000 hộ em nha. Cho 7 chiếc áo cuối cùng. Chị yêu nào lấy nhanh tay chốt màu hồng. Yêu ngất ngây. Áo này em phải nói là đẹp ngất ngây. 65 cân đổ về em chốt đơn. Ôi cái áo này không dinh quá phí luôn ạ. Mặc ngay và luôn trong Nam ngoài Bắc mọi miền Tổ quốc các chị yêu đều mặc được cho em Nga. Áo của nó là mông tơ ghim lưới ạ. Mặc siêu sướng nhá. Các chị yêu nhìn cho em cái áo này này, đẹp ngất ngây luôn. Đây ạ. Đấy ạ, họa tiết Chanel này, à logo này thêu nổi luôn hộ em nha. Mức giá cho em nha 220.000 các chị yêu nghe không nhầm đâu ạ. Hàng chính hãng của Mây Mây. Mã cho em nha là M7, chính hãng của Mây Mây luôn cho em nha nhá. Áo này là chính hãng của Mây Mây, mức giá 220.000 nên đơn cho em nha. M7 em có mấy chiếc thôi. Chị yêu nào lấy M7 thì nhanh tay chốt đơn ạ. M7 65 cân đổ về em chốt đơn. M7 cho chị Nguyễn Liên một M7 đúng không em ơi? M7 chị Nguyễn Liên này. Chị Nguyễn Liên một M7 này. Chị Thìn Vũ một M7 này. Chị Nguyễn Chiến một M7 này. Chị nào? Chị Phạm Hằng một M7 này. Chị Nguyễn Chiến một M7 rồi này. Chị Hà Vi một M7 này. Vậy là mấy người rồi nhỉ? 1 2 3 4 5 người rồi. 5
chị Thìn Vũ, chị Hà Vi, chị Nguyễn Chiến, chị Nguyễn Liên, có gì nữa không? Chờ em chút xíu đây. Em còn 2 M7 nữa. M2 M7 nữa em chốt cho hai chị yêu cuối cùng nữa rồi. Chị Hoa Đỗ 1 M7 nữa này. Chị Hoa Đỗ 1 M7 này. Vậy đây em còn 1 M7 cuối cùng. Em còn 1 M7 cuối cùng ạ. Chị Trần Thanh ạ. Ok, chị Trần Thanh cuối cùng 220.000. Chị Phạm Hằng có rồi đúng không? Chị Phạm Hằng, chị Trần Thanh đúng không? Chị Phạm Hằng là đúng không? M7 chị Hương Trần ở chế độ dự phòng cho em với ạ. Em hết mất rồi. 220.000 em hết mất rồi ạ. Em hết rồi ạ. Em chốt cho chị Hương Trần M7 chế độ dự phòng cho em nha. Chị Phạm Hằng có được không vậy? Chị Phạm Hằng ghi chữ C2 M7 chính là chị Phạm Hằng cân đại đúng không? Em bị ẩn comment mà anh đọc là M7 đấy đúng không? Đúng rồi, ok. Chị ngắt Hoàng M7 chế độ dự phòng của em nha. Rồi em hết M7 ạ. Tiếp theo cho em Nga này. Nên hộ em đây. Em qua một mã nữa. Cho các chị yêu một cái mã nữa này. Rồi. Đây, nên tiếp theo cho các chị yêu áo này đi. Rồi hôm nay em sẽ giải quyết những cái áo này. Rồi tí xíu nha. M7 220.000 tiếp theo cho em Nga. M7 rồi ạ. Đây. Áo này em xem còn bao nhiêu chiếc này. Em còn bao nhiêu em ý em lên nốt luôn nè. Chờ em đi xíu nhá. Các chị yêu chờ em đi xíu đây. Rồi. Chờ em một chút xíu luôn. À đây còn một chiếc M7 đây đâu em ơi. Còn một chiếc M7 em cho chị Hương Trần. Ok ạ. Một chiếc M7 cho chị Hương Trần là hết này. Ok chị Hương Trần một chiếc M7 này. Hả? Chị Hương Trần một chiếc M7 sao? Chị Phạm Hằng chốt rồi. Chị Phạm Hằng thì thấy anh đọc đầu tiên đấy. Chị Phạm Hằng đọc đầu tiên rồi M7. À, chị ngắt Hoàng M7 chế độ dự phòng của em thôi ạ. Tất cả 8 cái vừa thấy còn sót một cái. Đúng rồi. Còn sót một cái tiếp theo luôn này. Lên nốt luôn cái này nhá. Cái này còn bao nhiêu chiếc em lên nốt luôn. Thôi lên trước cái này trước này. Cái này có màu à. Đây. Em có hai chiếc màu be và mấy chiếc màu đen. Cái này cổ bẻ nha các chị yêu nha. Ôi. Áo này của hàng này cơ ạ. Đấy các chị yêu nhìn cho em nha. Hàng FCR. Chất lượng mông tư ghi lưới. Áo này đẹp ngất ngây luôn. Ôi áo mông tư ghi mặc FCR như thế này, cổ bẻ như thế này. Hôm nay các chị yêu được dinh này. Có mấy chiếc thôi các chị yêu nha. Chị yêu nào lấy chốt đơn này. Áo này thì siêu đỉnh luôn rồi ạ. Đây. Nó là dòng kẻ nhá, kẻ ngang như này rất là dễ mặc luôn. Chị yêu nào lấy chốt đơn 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. 65 cân đổ về em chốt đơn. Em có đây. Tất cả có bằng ngày trước rồi, hết là hết luôn. FCR có hai chiếc được màu, hai chiếc màu be. Đây ạ, có hai chiếc màu be nha. Hai chiếc màu be. Một này, hai chiếc màu be. 1 2 3 4 chiếc màu đen. Hai chiếc màu be, 4 chiếc màu đen. Đấy ạ, lên đơn cho em áo này ạ. Mức giá cho em Nga là M8 250.000 một chiếc. 250.000 cho em cái chiếc áo FCR này. Đỉnh cao luôn. 250 nhá, chị yêu nào lấy chốt đơn. Ôi, quá đỉnh luôn. 250.000 bao giá cho các chị yêu luôn. Chị yêu nào lấy chốt đơn ạ. 250, em có bằng đấy chiếc thôi ạ. M8 hộ em, M7 chịu anh Đặng ơi ở chế độ dự phòng hộ em rồi. Đấy, M8 cho chị Trúc Chu một M8 màu đen này. M8 em có 4 chiếc màu đen thôi ạ. Chị Trúc Chu một M8 ok ạ. Tiếp theo ạ. M8 có 4 chiếc màu đen thôi, 2 chiếc màu da. Chị Trúc Chu màu đen 250.000 nhá các chị yêu nhá. M8 250. Bao đẹp cho các chị yêu ạ. Kẻ đen trắng cho chị Hoàng Bảo Hân một M8 này. Ok ạ. Em còn 2 chiếc đen nữa. Em còn 2 đen cuối cùng và 2 da nữa thôi ạ. Chị Oanh Đặng M8 đen ạ. Quá đẹp luôn. Em còn một chiếc đen cuối cùng. 250.000 nhá các chị yêu nhá. Cái áo này các chị yêu không mua được ở đâu với mức giá này luôn. Em còn mấy chiếc đây này. Mức giá 250 thôi. Rồi em còn một chiếc màu đen cuối cùng. Để không ạ, mông tơ ghi lưới này. Các chị yêu nhìn cho em Nga nhá, chất á. Các chị yêu sờ á, nó nhẹ tênh, sờ và mềm mượt vô cùng luôn. Các chị yêu nhìn sờ cái chất này. Cảm giác lưới nhưng mà lưới nó mềm, êm xốp, 250. Đấy ạ, chị Phạm Hằng một chiếc màu đen nữa là hết này. Chị Phạm Hằng màu đen cuối cùng là hết màu đen này. Ok ạ, màu đen chốt cho chị Phạm Hằng nữa là hết này. Bây giờ tiếp theo cho em Nga màu da còn 2 chiếc. Em mặc da nhá. Các chị yêu thấy cái áo bra này của em Nga thích không ạ? Cái áo bra này các chị yêu thích không ạ? Đây, em mặc từ lãi rồi, em nói thật sự. Em phải cất đi để em mặc chuyên để mặc like cho các chị yêu. Bởi vì khi mà mặc như thế này này, em cảm giác rất là tự tin khi mà đứng như thế này. Đấy ạ, mặc luôn như thế này cho các chị yêu. Bởi vì sao? Nó vẫn đẹp. Nói thật sự là nó không bị lộ.
trông nó cảm giác nó không bị phô ấy các chị không? Tại vì thật ra em nói thật sự ấy, chị em mình em không biết là nhiều người ấy, người ta tự tin lắm. Người ta mặc ấy, ví dụ như người ta mặc bờ ra nó ngắn này, nó quây quây kiểu gì ấy, người ta cảm giác người ta rất là tự tin, người ta cảm giác không phô đâu. Nhưng mà em nói thật sự các chị yêu để ý mà xem, em mà mặc áo bờ ra nhá, không phải là cái áo nào em cũng dám đứng thay trước mặt các chị yêu như này đâu. Từ nay đến giờ các chị yêu thấy không ạ? Có mỗi một cái mẫu như thế này. Bởi vì người của em Nga, các chị yêu biết rồi, em rất là làm thịt ở đây. Em rất là nằm những cái phần thịt ở đây này. Ở đây em rất là nhiều thịt nhá. Em nằm rất là nằm thịt ở đây, nhưng khi em mặc cái bra này này, nó giúp cho em này che giấu được cái mỡ thừa ở chỗ đây của em Nga đi rất là nhiều. Nên khi em mặc lên ý, em thấy nó rất là gọn. Người của em cảm giác, em cảm giác dương cái mỡ thừa của em ở đây này, nó đi đâu hết ý. Nó đi đâu hết với cái áo bra này này. Thành ra là em cứ đứng đây em tự tin em thay áo. Chứ còn mọi hôm các chị có thấy không ạ? Lúc nào mặc bra nhưng vẫn phải đứng khép vào trong đây. Đúng không ạ? Đứng khép vào trong đây mới dám thay áo, đúng không ạ? Chứ không bao giờ là dám đứng hẳn như thế này mà thay áo. Nên là em nói thực sự luôn ấy, mặc áo bra này tự tin hẳn các chị yêu nhá. Nên em nói thực sự là bra này đảm bảo các chị yêu nhận hàng là ưng làm mê, và các chị yêu mua xong rồi lại quay lại lấy lại tiếp. Đấy ạ, nên các chị yêu tin em đi đây. Chị yêu nào lấy này chốt đơn cho em nha. Chứ còn bình thường mà mặc như áo bra khác em cảm giác là kéo như vậy em cảm giác vẫn cứ thấy ngại ngại, và cảm giác mình thấy mình phô phô ấy, mình phô phô ấy, mình không tự tin đâu. Đấy là nhiều khi không nói gì chứ, nói gì chứ, đúng không ạ? Cảm giác mình không thấy tự tin gì cả. Đấy, nhưng mà cái này đó, nên chị yêu là lấy nhá. Chị Nguyễn Cun 10 một đen một trắng em chốt đơn rồi ạ. M1 một đen một trắng em chốt đơn chị Nguyễn Cun 10 rồi. Chị ơi cho xem áo gió gu xì. Áo gió gu xì. Áo gió gu xì là cái áo gió đây á, áo gió này á, đây. Rồi, tiếp theo cho em Nga mà M em đang mặc là M8 đây ạ. M8 của em Nga đây, gu xì đây chị yêu ơi, áo gió gu xì đấy ạ. M8 này của em Nga em còn màu em đang mặc này. 250.000 chị yêu nào lấy màu bẹ màu nâu chốt đơn cho em màu nâu nhá. Em còn M8 hai chiếc màu nâu. Chị màu đen chị Hà Mai chế độ dự phòng, chị Thúy Đào Thị đen ở chế độ dự phòng rồi. Em chỉ còn màu em đang mặc là màu nâu thôi ạ. Áo M8 em còn hai chiếc màu nâu nữa thôi ạ. Bra chị Bình Nguyên ơi, bra có một size thôi ạ. Tầm 63 cân đây chị Bình Nguyên ạ. Rất tiếc áo này nó không có size. Đây ạ, đây áo gió đây nhá. Áo gió đây là 950.000. Các chị yêu có thể xem lại like hộ em. Áo này 950. Riêng áo này thì các chị chỉ có đỉnh là đỉnh thôi. Chị yêu nào mà mua được là các chị yêu sẽ thấy mê. Đấy, bao nhiêu chị yêu mua được của em cái áo này rồi. Nói chung là em thấy là đạt đỉnh ngưỡng của cái áo này rồi á. Vì nhà em chưa cái áo nào về đến đây. Bờ đa này không có size lớn á. Đúng rồi ạ, không có size ạ. Hy vọng lúc nào mà em về được cái size mà cho các chị yêu nào khoảng tầm 67-68 cân nhá. Đấy ạ, còn cái này thì em về cho các chị yêu 63 cân ok ạ. M8 màu nâu cho chị Phan Hồng Khanh ạ, ok ạ. Mà chị Dung Chu Thị ơi, áo bra là một size 63 cân đổ về các chị yêu chốt đơn cho em nha. Chị Phan Hồng Khanh một áo màu nâu em đang mặc này, mã là M8. Vậy là M8 em còn một chiếc duy nhất nhá. Áo bra này em có 3 màu. Đây, các chị yêu nhìn bra của em Nga này, trông nó đơn giản như thế này thôi nha. Các chị yêu nhìn bra của em Nga nhá, trông đơn giản vô cùng như thế này. Đấy ạ, em này nó có hai kiểu dây, một kiểu dây là các chị yêu quàng vào cổ, một kiểu dây là các chị yêu có thể đeo ngang bằng bra ngang như thế này cho em Nga. Đấy, nhưng các chị yêu nhìn cho em Nga nhá, cái bra này này. Đấy ạ, nó làm cho chị em mình này, cái kiểu thiết kế của nó làm cho chị em mình nhá, cái vòng ngực của chị em mình nó được nâng đẩy này. Cái bra quàng ngang như này nó che được cái mỡ thừa này, và đằng sau của nó là cái bản đúc như thế này, nó gom hết tất cả mỡ thừa của chị em mình lại. Nó giúp cho chị em mình cực kỳ tốt. Và bên trong lòng của nó nhá, chị yêu nhìn cho em Nga này, bên lòng của trong lòng cái áo bra này này, nó có một cái đệm, nó có một cái đệm. Đấy ạ, đệm ngực. Mà cái đệm này hoàn toàn chị em mình có thể tháo ra được. Nếu như chị yêu nào mà ngực đậm ấy, các chị yêu không cần cái đệm này, các chị yêu tháo hẳn ra. Các chị yêu mặc ở với lại với áo chip của chị em mình ở bên trong thành một cái áo quây hẳn luôn. Còn nếu như chị em nào mà có ngực rồi nhá, à chị yêu là không có ngực, thì các chị yêu mặc cùng với lại thêm một cái áo đệm vào đây, các chị yêu mặc lên cho em Nga rất là đẹp luôn, cực kỳ xinh cho em cái áo này. Phải nói là áo này không có một điểm gì chê. Nhìn cho em Nga này, cái mặt mà khi em nột cái ren ra này này, đây áo bra này của em là M1 có 3 màu đấy. Các chị yêu nhìn cho em Nga nhá, đỉnh lắm luôn. Em chỉ sợ em phải bù gối luôn cái bra này rồi. Bra này em đủ gối rồi, nhưng mà chắc là không có ngay rồi luôn đâu. Chỉ có chị yêu nào mà sao không chốt cho chị Nguyễn Cun 10 em chốt cho chị hai áo bra rồi ạ. Em comment lại chị Nguyễn Cun 10 đi. Áo bra của em Nga có giá là 240.000 một chiếc, hai chiếc có giá là 450.000 ạ. Bra 240.000 một chiếc ạ, hai chiếc có giá là 450.000 ạ. Bra đen da cho chị Đoàn Bích ạ. Bra này đẹp, các chị yêu tin em đi. Đen da cho chị Đoàn Bích này. Chị Nguyễn Cun 10 em chốt cho chị yêu rồi nhá, em chốt cho chị yêu rồi. Ok ạ, bra đen da cho chị Đoàn Bích rồi.
Áo này của em Nga là M8, quần em đang mặc là 570.000 ạ. Quần em đang mặc có 3 màu. Áo em đang mặc còn duy nhất một chiếc cuối cùng, chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. Áo em đang mặc một chiếc cuối cùng 250.000. Cái này nó có cổ bẻ rất là xinh. Đây. Áo em, quần em đang mặc là mã M2, em có màu nâu này. Em này nó có màu nâu nhá, quần này siêu đỉnh luôn. Quần này là hàng của SG. Quần này nó có hàng rẻ đấy, các chị yêu mua hàng rẻ nó chỉ hơn 200 thôi. Các chị yêu mua hàng rẻ nó chỉ hơn 200 thôi, còn quần này của em Nga thì nó là hàng hãng. Hàng này của em Nga nó là hàng chuẩn, hàng của SG. Cho nên các chị yêu mua, các chị yêu biết rồi, em chỉ bán những cái dòng như cái hàng. Khi mà em bán những cái dòng này này, em đều nói rõ thông tin cho các chị yêu. Có nghĩa là nếu em bán hàng cao cấp em nói cao cấp, em nếu bán em bán hàng siêu cấp em nói hàng siêu cấp. Nếu em bán của DBA em nói của DBA, nếu em bán của GR em nói của GR, nếu em bán của CNT em nói của CNT, nếu em bán quần của hãng SG, nó đều là những thương hiệu nổi tiếng, em nói của thương hiệu nổi tiếng. Em bán hàng của Eco nói của hàng Eco, bởi vì nó toàn là thương hiệu. Mà các chị yêu mua những cái hàng cao cấp là các chị yêu nghe thương hiệu là các chị yêu biết. Đấy ạ. Còn nếu em bán cái hàng cao cấp mà nó là hàng kiểu là nó là hàng cao cấp thôi thì em sẽ dơ tam mát cho các chị yêu biết đấy là hàng Quảng Châu cao cấp, nó không có những cái kiểu thương hiệu như thế này thì mức giá của nó như thế nào. Đấy là em dơ cho các chị yêu để các chị yêu cảm nhận được những cái dòng như thế và các chị yêu mua với mức giá tiền của mình đúng chất lượng. Đấy ạ, chứ không phải là kiểu cứ dơ cho các chị yêu như thế này nhìn xong rồi. Đúng không ạ? Ví dụ bởi vì cái này của em Nga nó là hàng đắt, hàng của SG, hàng em bán 570.000 thì các chị yêu mua nơi khác hàng SG các chị yêu mua cao hơn rất là nhiều. Nếu bình thường các chị yêu mua SG những nơi khác các chị yêu mua nó ít nhất nhá, ai mua rẻ nó phải tầm 600, 670, 680 một cái quần như thế này. Đấy là mua rẻ ạ. Vì em bán là 570.000 các chị yêu mua rẻ cho em Nga cũng phải đắt hơn nhà em Nga 100.000 một cái quần nữa. Khẳng định luôn, còn nếu không các chị yêu phải mua 750.000 một cái quần như thế này. Nếu các chị yêu vào shop, bởi vì quần SG nó là thương hiệu rồi. Đấy ạ, thì các chị yêu vào shop các chị yêu phải mua ít nhất là 750.000, 780.000. Còn ai mua rẻ rẻ thì cũng phải là 670, 680 cái quần này của em Nga. Đấy ạ. Còn nếu như em bán cái hàng mà ví dụ như nếu mà mai kia các chị yêu biết, bởi vì em vẫn thi thoảng em vẫn về những cái hàng cao cấp nó rẻ rẻ như kia, bởi vì sao? Phục vụ cho một số những chị yêu có nhu cầu. Và cái thứ hai là các chị yêu nhiều khi mua cho con cái các chị yêu, tại vì những bé như thế thì chỉ cần mặc những cái đồ vừa vừa thôi, các chị yêu cảm giác là mặc như vậy cho bé đi học. Đấy, bé vừa, bởi vì những bé là nhỡ cỡ chẳng hạn thì dùng những đấy, cho nên em vẫn về những cái hàng đấy. Nhưng những hàng đấy thì nó không phải là hàng thương hiệu như thế này, giá nó rất là mềm hơn, nó chỉ có hơn 200.000 một cái quần thôi. Đấy, em cũng sẽ có, nhưng mà cái tầm này thì nó em sẽ về cho các chị yêu loại xịn. Đấy, còn sau đấy thì mai kia nó sẽ có những cái dòng đấy, vì những dòng đấy là những dòng ra sau. Đấy thì em sẽ về sau, đấy ạ, tùy theo nhu cầu các chị yêu nhá. Và em bán hàng nào em nói chuẩn hàng đấy, nên các chị yêu được mua đúng chất lượng và đúng giá cả luôn. Trên thị trường các chị yêu cứ tham khảo luôn cho em nha. Đây, quần em đang mặc M2 này, em có 3 màu, nâu, đen. Em đang mặc là màu nâu nhá, chất liệu của nó là nỉ. Các chị yêu nhìn chất liệu nỉ cho em nha này. Nhìn cận chất triệu nỉ cho em nha. Đây, cái nỉ của nó đây ạ. Các chị yêu nhìn cận chất quần nỉ này cho em nha. Đấy, chất liệu nỉ của em nha nhá. Quần này nỉ siêu sướng luôn. Chị yêu nào nhớ cái quần nỉ này giống như hôm trước em mặc cho các chị yêu cái quần nỉ màu đen ý. Đấy, rất là thích luôn. Và đây giờ nó lên vào cái màu nâu này. Tí em mặc màu nâu để cho các chị yêu ngắm. Đây ạ, rất là thích. Quần này em có màu đen, màu nâu đấy và màu trắng. Mức giá cho em là 570.000. Hàng SG nhá, SML 3 size 66 cân đổ về em chốt đơn. Đấy ạ, à, quần em đang mặc là 570. Áo ngực hay hôm nay đăng bao nhiêu chị? Áo ngực là cái mã nào thì chị Phạm Thu nhảy inbox vào trong trang của em với. Bộ váy áo xanh nâu đen mấy hôm nữa thì về hàng Nga ơi. À, chị Tuyết Kiều ơi, khả năng là khoảng nhanh thì có thể là nói chung là tầm 5 đến 7 ngày nếu mà nhanh. Đấy ạ, 5 đến 7 ngày. Đấy là nếu mà nhanh được nhá chị yêu nhá, còn nếu không phải là một chục ngày hoặc hơn ạ. À. Chị Tuyết Kiều ạ, à, về em báo luôn ạ, à, em đang gối rồi. Bra đen cho chị Thúy Đào Thị này. Ok, bra đen cho chị Thúy Đào Thị em chốt đơn này. Ok ạ. À. Chị Thị Hoa Nguyễn 18 màu nâu. Chị Thị Hoa Thị đây ạ. À. Cái này à, là hết đúng không? Vậy em hết M8 này. Rồi ạ. À. Em hết M8 nhá. Áo này M8 em hết hàng này. Em hết M8 này. M8 cuối cùng chốt cho chị yêu nào là hết M8. Rồi bây giờ em qua M8 em lên M9 này. À, chị Nguyễn Quân 10, em chốt chị Nguyễn Quân 10 rồi. Chị Nguyễn Quân 10 hình như là cái chỗ của chị Nguyễn Quân 10 sóng bị làm sao ấy. Chị Nguyễn Quân 10 ơi, em nói luôn thêm một lần nữa là em đã chốt cho chị Nguyễn Quân 10 một áo bra đen và một chiếc màu trắng rồi. Không biết là sóng của chỗ chị nó có bị ảnh hưởng ngọc bão không. Em đã chốt cho chị rồi nhá chị yêu nhá. Em đã chốt cho chị rồi ạ. Chị Nguyễn Quân 10 em đã chốt cho chị rồi nhá. Đấy ạ. À, chị đã có nghe thấy em vừa nhắc lại một lần nữa không ạ? Đấy ạ. Nên chị yên tâm em đã chốt cho chị rồi ạ. Đấy ạ. À, chị Dung Thu Thị hai áo bra đen.
hai áo bra đen chị Dung Chu Thị là hai áo bra đen luôn. Chị Dung Chu Thị ok, hai áo bra đen luôn ạ. Hai áo bra đen cho chị Dung Chu Thị ok ạ. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay nhá, comment cho em đúng cú pháp là em chốt đơn. Đấy, chị Nguyễn Cung Mười mà nghe thấy em rồi thì chị yêu ok lại dùng em nhá. Rồi, bây giờ em sẽ mặc thêm một cái áo nữa này, lên cho các chị yêu một mã nữa đi, M9 đi. M9 hôm nay em còn bằng ngày trước, em lên nốt luôn này. M9 còn đúng bằng ngày trước nhá. Hôm nay xin phép được lên giá này luôn này. M9 hôm nay còn bằng ngày trước, em lên luôn giá này đi. Lên một mức giá này luôn nhá. M9 đây. Hết rồi. M9 em nói thật sự, 30 trước em hết sạch luôn rồi, bây giờ còn đúng bằng này thôi. Em lên luôn M9 này. Mức giá cho các chị yêu luôn này. Rồi. Rồi. Áo này nhá. Em có bằng ngày trước, hôm nay xin phép được lên đây. Có 30 trước em lên luôn nhá, bằng ngày trước. Xin phép được lên. Màu đỏ này. Hàng của Mây Mây các chị yêu nhá. Hàng của Mây Mây. Em xin phép được lên áo này mã M9 hộ em. Chất mông tơ ghi siêu đẹp luôn rồi, M9 á. Nên hộ em M9 này. Đẹp không các chị? M9 này thì em bao vừa cho các chị yêu 60 cân đổ về nhá. Áo này thì 60 cân thôi ạ, nhưng áo trước là 65 cân, áo này 60 cân đổ về em chốt đơn. Đấy ạ, M9 hộ em ạ. M9 cho em nha. Ồ đẹp, nhất ngây luôn, M9 ạ. M9 60 cân đổ về em chốt đơn, 43 cân cho đến 60 cân. Thậm chí các chị yêu 40 cân đều bằng được cho em nha. Có nghĩa là từ 40 cân cho đến 60 cân các chị yêu chốt đơn cho em M9 này. M9 này quá đẹp, quá sang, quá xinh. Em có màu đỏ này. Em có màu đỏ đô nha, màu đỏ đô có 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc, có bao nhiêu chiếc em lên hết với mức giá này luôn. À, 4 chiếc, em đang bằng là 5 chiếc. 1 chiếc này nữa là 6 chiếc này. 6 chiếc màu đỏ đô. 6 chiếc màu đỏ đô. Một chiếc duy nhất màu xanh. Một chiếc duy nhất màu kẻ, một chiếc duy nhất màu kẻ, một chiếc duy nhất màu xanh. Một chiếc duy nhất màu trắng. Một chiếc duy nhất màu trắng. 4 chiếc màu da. 4 chiếc màu da này, 4 chiếc màu da. Một chiếc xanh, một chiếc kẻ, một chiếc trắng, 4 chiếc màu da. 6 chiếc màu đỏ và 3 chiếc màu cam. Và 3 chiếc màu cam, giá cho em nha M9 220.000 luôn đi ạ. 220.000 mã M9. 220.000 mã M9, chị yêu nào lấy nhanh tay chốt đơn ạ. 220 ạ. Em chốt với mức giá 220.000 M9 nhá. Chị yêu nào lấy chốt đơn, có mẫu nào 70 cân không? Chị Hà Nguyễn ơi, hai cái áo gì 70 cân ạ? À? Quần trắng nga mặc đi làm được không? Được, quá được luôn chị Thúy Đào Thị. Quần này chị em mình mặc đi làm quá đẹp với chị Thúy Đào Thị ạ. À? Em phải nói là nó đẹp hơn mức bình thường ấy chị yêu ạ. À? Chị em mình mà mặc quần này đi làm có mặc quá đẹp luôn chị Thúy Đào Thị. Quần này à, chị em mình mặc đi làm à. Trời ơi, chị cái quần này là quần 570.000, là quần hàng của hàng cao cấp mà. Quần này quần của SG mà, quần này chị em mình mặc đi làm được, đi chơi được, mặc gì cho em được. Quần này nó không bao gấu chị Thúy đâu thì ạ. Quần này đẹp cực. Quần này á mấy nữa vào thu đông á. Các chị yêu cứ mặc quần này cho em Nga, khoác áo khoác cho em Nga, đi làm cho em Nga nhá. Lúc đấy các chị yêu mới thấy nè. Trời ơi chuẩn luôn Nga, quần này phải nói là đỉnh của đỉnh luôn. Chị mặc đi làm cái quần này công nhận là quá đẹp. Các chị yêu tin em đi ạ. Quần này các chị yêu mặc đi chơi được, đi làm được, đi uống nước được, cà phê được, mọi nơi đều được. Miễn là các chị yêu miền Nam mà chốt cho em Nga, lưu ý quần này của em Nga nó là chất liệu nỉ. Mặc nó nóng so với lại miền Nam. Nên các chị yêu trước khi chốt thì các chị yêu để ý hộ em là mình chốt, mình có nhu cầu đi ra ngoài Bắc hoặc là đi du lịch, hoặc là mình dùng đi công tác, hoặc mình dùng đi nước ngoài hay đi đâu không mà cần đến nó không thì hãng chốt nhá. Không các chị yêu ơi, nó không phải là quần cốt tông đâu ạ. Nên các chị yêu chốt lưu ý họ em mỗi cái quần như vậy thôi. Còn quần này form của nó siêu đẹp luôn, mặc gì cho em cũng đẹp. Đấy ạ, cực kỳ sướng ạ. Đấy ạ, chị mặc quần nâu đi, chờ em chút xíu ạ. Nhầm rồi, hai áo bra đen và da. À, chị Dung Chu Thị là một đen một da. Ok chị yêu, một đen một da cho chị Dung Chu Thị. Ok ạ. Chị Dung Chu Thị một đen một da nhá. Xem còn cần có thiếu của chị nào không nhá. À, chị Tiến Đỗ là màu đỏ này, chị Tiến Đỗ là một áo màu đỏ em chốt đơn này. Chị... Hả? Chị Tiến Đỗ màu đỏ, đây em nhìn được chị Tiến Đỗ này, chị Phạm Hằng màu đỏ là 2 này. Shop em ở Linh Đàm Hà Nội chị yêu ơi, em mới nhìn được có 2 chị yêu thôi. Có bị ẩn comment không? Chị Tiến Đỗ một màu đỏ, chị Phạm Hằng một màu đỏ này. 220.000 cho em áo em đang mặc ạ. Chị Thìn Vũ đỏ đô và cam. Chị Thìn Vũ này đỏ đô và cam này. Chị Thìn Vũ một đỏ này, một cam này. Áo này 220.000, một đỏ một cam này. Vậy là đỏ em còn 3 chiếc, cam em còn 2 chiếc, trắng em còn 1, xanh còn 1, kẻ còn 1, da em còn 4 ạ. Đấy ạ. Của em là Ninh Đàm Hà Nội chị yêu nhá, 220.000 cho em nha. Áo của chính hãng Mây Mây. 40 cân đến 60 cân đổ về em chốt đơn. Đấy ạ, chị yêu nào lấy chốt đơn ạ. Quần của em Nga chất liệu nỉ chị Nguyễn Loan ơi. Quần của em Nga là quần nỉ ạ. Đấy ạ, quần của em Nga đang mặc là quần nỉ nhá. Mức giá 220.000 cho áo ạ.
áo có giá là 220. Áo có giá là 220.000 thôi. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhá, đảm bảo bao đẹp bao sang luôn. Cơ hội có 1 trong 02 ấy ạ. Đây ạ, màu đỏ em còn 3 chiếc này. Quần đây ạ, chất liệu nỉ nhá, quần đây. Cái chất liệu quần đấy ạ. Đây. Quần em có mấy màu đây, chờ em chút xíu để em đã mặc xong màu quần. Tại vì đây các chị yêu nhìn chất liệu nỉ cho em nghe này. Đây ạ. Nhìn thấy chất liệu nỉ chưa ạ? Đây ạ, các chị yêu nhìn thấy hàng nỉ chưa? Đây. Nhìn cái nỉ xịn của nó các chị yêu thấy không ạ? Họa tiết theo này. Đây ạ, các chị yêu nhìn thấy họa rõ không ạ? Ui trời ơi. Nó phải gọi là đẹp không tì vết luôn ý ạ. Các chị yêu mà nhìn quần của nhà em Nga lấy những cái dòng hãng này thì các chị yêu không phải nghĩ luôn ạ. Nó phải gọi là đẹp không tì vết luôn. Chỉ có điều các chị yêu thích là các chị yêu chốt thôi. Rồi ạ. Áo em đang mặc em còn 3 chiếc màu đỏ nữa là em hết áo nhá. Bây giờ em sẽ sang mẫu áo khác, có áo mẫu len 70 cân không có chị Hà Nguyễn ạ. 70 cân em có áo, có áo chị Hà Nguyễn, chờ em chút xíu. Màu đỏ em còn 3 chiếc nha. Đây ạ. Rồi. Màu kẻ còn 1 chiếc này. Áo này 220.000, chị yêu nào lấy chốt đơn cho em nha. M9 ạ. M9 này. 3 chiếc màu đỏ này, một chiếc duy nhất màu kẻ. Có mỗi chiếc hết rồi. Hết sạch rồi, 220.000. Áo mông tơ ghi nhá, áo len mông tơ ghi. Chính hãng của Mây Mây luôn, bao giá luôn cho các chị yêu luôn nhá. Đây. Em còn mấy chiếc nữa em cho em nên giá hết cho các chị yêu gọn. 60 cân đổ về em chốt đơn, một chiếc màu kẻ duy nhất này. Chị yêu nào lấy kẻ chốt đơn kẻ nhá. Một chiếc duy nhất màu kẻ này. Đây. Một chiếc màu kẻ duy nhất ạ. Chị yêu nào lấy kẻ chốt đơn kẻ, mặc chị màu xanh, ok chị Nguyễn mến em mặc màu xanh luôn đây ạ. Một chiếc màu kẻ duy nhất ạ. Màu xanh, em mặc màu xanh nha. Em mặc màu xanh đây. Áo bờ đa này đẹp ngất ngây. Áo bờ đa này em khẳng định luôn là ngất ngây. Đẹp quá. Đây ạ, màu xanh đây ạ. Một chiếc duy nhất màu xanh ạ. Em có duy nhất một chiếc màu xanh. Màu kẻ cho chị Ngô Huyền này. Chị Ngô Huyền một màu kẻ. Khách mời nhớ cho em xin số điện thoại nhá. Một chiếc màu kẻ cho chị Ngô Huyền. Chị yêu là khách mời nhớ cho em xin số điện thoại. Em muốn chốt được đơn đấy ạ. 60 cân đổ về em chốt đơn. Rồi ạ, màu xanh có duy nhất một chiếc này. Màu xanh có duy nhất một chiếc. Màu xanh một chiếc duy nhất ạ. Đây, nhìn chất gần cho em Nga nhá. Không đẹp, em nói thật sự không đẹp. Cứ quách bách về đây cho em Nga. Với mức giá 220.000. Thực sự là áo này quá đẹp luôn ạ. Đây ạ. Một chiếc màu xanh, duy nhất một chiếc màu xanh. Em mặc luôn màu be này. À em mặc luôn, có màu trắng có một chiếc. Em mặc luôn màu trắng có một chiếc. Màu xanh chị yêu là lấy chốt đơn. Áo bờ đa đẹp quá mà không có size 70 cân. Vâng đúng rồi chị Hà Nguyễn ạ, rất tiếc không có size 70 cân. Áo bờ đa này của em đẹp không ạ? Đây, các chị yêu nhìn em mặc này, mặc từ lãi đến giờ. Đấy ạ, tự tin luôn đấy ạ, đẹp ngất ngây luôn cái gen của nó nhá. Đấy ạ, nó vừa đúng cái chấm quần của em chị em mình luôn. Mặc không hề bị phô. Các chị yêu thấy em mặc cảm giác không thấy bị phô luôn. Tại vì thật ra mình đứng như thế này nhưng mà có phải em like cho mỗi các chị yêu đâu ạ. Nhớ ra đùng một cái đúng không ạ, có ai đi qua đấy chẳng hạn. Em cũng ngại chứ ạ. Em không phải mặt trơn trắng bóng đâu như nhiều người khác đâu. Người ta tự tin người ta mặc những cái áo gọi là nhiều người ta mặc áo chip người ta đứng người ta like luôn. Em chịu. Em nói thật sự đây là lần đầu tiên em mặc áo bra. Các chị yêu thấy em mặc áo bra mà các chị yêu thấy em bung ra mà em mặc đứng từ live rồi các chị yêu đấy. Đấy, đây là chiếc áo bra đầu tiên mà các chị yêu nhìn thấy em mặc mà em cảm giác là các chị yêu thấy không ạ? Em tự tin em đứng với các chị yêu mà em cảm giác em không thấy cái gì. Chứ còn em mà đứng đây em không phải là cái đứa mặt trơ trắng bóng mà dám đứng kiểu là đứng ở đây xong rồi cứ thấy hay. Nhiều lúc mà ai đi ra đấy ngại lắm các chị yêu, đúng không ạ? Mình mà. Đấy ạ. Chị yêu là lấy nhá, chẳng em có một chiếc. Nên em nói thật sự áo bra này quá đẹp luôn. Chà Nhật Tân ơi, áo kẻ em hết rồi. Hiện tại bây giờ em còn một chiếc màu xanh, một chiếc màu trắng này, áo M9 nhá. Em còn một chiếc màu xanh, một chiếc màu trắng em đang mặc này, một chiếc màu trắng này. Quá đẹp luôn. Một chiếc màu xanh, một chiếc màu trắng. Hai chiếc màu cam, ba chiếc màu da và hai chiếc màu đỏ là hết áo ạ. Áo M9 em có vậy thôi. Là hết rồi nha, màu cam này. Màu cam cháy này hơi bị đẹp luôn, chị yêu nào nhanh tay chốt hai cái màu cam cháy này này. Áo này riêng những cái áo này của em Nga á, màu nào cho em cũng đẹp. Màu cam cháy chị yêu nào lấy nhanh tay này. Hả? Kẻ hết rồi, màu xanh cho chị Bi Sinh ạ, ok ạ, quá đẹp luôn. Áo này không có một điểm gì che, chị Bi Sinh một áo màu xanh này em hết màu xanh luôn này. Chị Bi Sinh màu xanh có 220.000 ạ. Ok, chị Bi Sinh một áo màu xanh em chốt đơn này. Rất đẹp áo này. Màu cam này chốt nhanh cho em Nga này, có mỗi hai chiếc màu cam cuối cùng là hết rồi. Màu đỏ em còn hai chiếc. Màu cam cháy này. Cam cháy có hai chiếc. Đây.
60 cân đổ về em chốt đơn, đẹp ngất ngây luôn. Có đúng hai chiếc màu cam cháy, đẹp không ạ? Không có một điểm gì chê cho em Nga luôn. Em nói thật sự các chị yêu, chỉ có đẹp và đẹp thôi. Nhận áo này chỉ có thấy đẹp và đẹp thôi. Có 220.000, quá là rẻ luôn ý ạ. Mức giá gọi là có 102. Chị M9 là cái gì? Hai cái màu đỏ và màu trắng, ok ạ. Màu đỏ và màu trắng cho chị Oanh Đỗ Kim. Ok chị Oanh Đỗ Kim, một màu đỏ và màu trắng. Vậy là hết trắng này, và đỏ còn một chiếc này. Em chốt cho chị Oanh Đỗ Kim. Chị yêu là khách mới nhớ cho em xin số điện thoại nhá. Chị yêu là khách mới cho em xin số điện thoại ạ. Màu kẻ thì à, Nhật Tân ở cái đồ dùng phòng nhá. Em hết màu kẻ rồi. Chốt quần trắng cho chị mình chưa? À cho mình chưa? Chị Thúy Đào Thị ơi, em không nhìn thấy comment của chị Thúy Đào Thị. Chị Thúy Đào Thị à? Chị Thúy Đào Thị ơi, chị Thúy Đào Thị ơi, chị lấy quần thì chốt hộ em quần là M2 nhá. M2 chị chốt màu với chốt size, à, chốt quần cho em Nga, chốt size của em. Đấy ạ, chị lấy cho người bao nhiêu cân thì chị báo em nhá. Bởi vì là em chưa chốt quần cho chị đâu, comment của chị có thể bị ẩn, em không nhìn thấy. Màu... chị Oanh Đỗ Thị, chị Oanh Đỗ, chị Oanh đang lấy thêm màu cam mà chị Oanh đang. Chị Oanh đang là lấy thêm áo màu cam đúng không ạ? Chị Hà Nhật Tân thì bị ẩn comment ạ. À. Đúng rồi ạ. À. Đúng rồi chị Hà Nhật Tân ạ, à. Bị ẩn comment đấy ạ. À. Máy của em không bị hiện đâu ạ. À. Màu cam cho chị Oanh đăng này, màu cam cho chị Oanh đăng một chiếc. Vậy là em còn một chiếc màu cam cuối cùng. Màu cam em còn một chiếc màu cam cuối cùng. Hai chiếc màu đỏ đô và mấy chiếc màu da nữa thôi. Chị yêu nào lấy cam chốt liền đi ạ. À. Cam cháy của em Nga quá đẹp luôn. Chờ lúc em mặc là chị đã bình luận rồi. À, thế à chị yêu, thế mà em không nhìn thấy luôn ạ. À. Quần em đang mặc có giá là 570.000 chị yêu ạ. À. Rất tiếc comment của mình nó bị ẩn nhé. Comment nó bị ẩn. Nên các chị yêu ơi chia sẻ cho em Nga với, để comment của mình nó không bị ẩn. Các chị yêu ơi chia sẻ cho em với, bởi vì chắc là hôm mấy hôm nay ở nhiều chị nơi không xem được, bởi vì là các chị yêu đang bị mất sóng. Một là mất sóng, thứ hai là chắc đang mưa bão gió ấy, em cũng biết. Thế là thành ra là các chị yêu nào mà đang xem với em Nga có thể cho em một nút chia sẻ để bình luận với chị yêu nó mới bị ẩn nhá. Thôi ạ. Màu cam em còn một chiếc cuối cùng cho chị yêu nào. 220.000, 60 cân đổ về em chốt đơn. Size Nga mặc ok, quần trắng này cho chị Thúy Đào Thị mã M2 size chị mặc này. Ok ạ. Màu đỏ em còn hai chiếc, M7 áo bra này, bra đen cho chị Hà Vi. M7 và màu cam cháy nữa này. M7 chị Hà Vi có không nhỉ? M7 là cái mã gì chị Hà Vi có không, và cam cháy nữa này. M7 em không nhớ đâu chị Hà Vi nhá. Bra đen thì chị Hà Vi chắc chắn có rồi. Cam cháy thì em chốt cho chị đây rồi ạ. Còn cân nãy M7 nếu mà em đã đọc chốt cho chị Hà Vi rồi thì là chị Hà Vi có. Còn nếu cân nãy em bảo chị ở chế độ dự phòng thì chị ở chế độ dự phòng nhá. Bây giờ mã M7 em qua rồi này, em không nhớ chị Hà Vi có không đâu ạ. Rồi, vậy là M9 em hết màu cam nhá. Bây giờ em chỉ còn màu da này và màu đỏ đâu. Áo này màu da đẹp, áo này không có màu gì không đẹp. Màu da này. Hôm nay chị yêu nào nhận được những cái áo này của em Nga chỉ có sướng trở lên thôi. 220.000, nhưng các chị yêu về cầm cái chất của nó, giặt ba giặt trong máy giặt, quay máy giặt thoải mái cho em Nga, không bao giờ sợ bai dã xù luôn. Từ 40 cân đến 60 cân các chị yêu chốt đơn cho em Nga. Màu da đi ạ. Áo này đẹp không ạ? Chị Thúy Đào Thị thêm quần. Quần size em. Size S, size 6. Áo này của em Nga nhá, không có màu gì không đẹp, màu da cũng đẹp. Cái quần này mix cho em đủ các loại màu. Riêng mà nói đến quần dễ mix đồ nhất thì phải gọi là cái quần màu kem hoặc màu trắng này. Các chị yêu mix bất kỳ với cái áo nào nó cũng đẹp. Còn cái màu đen thì các chị yêu mix gì nó cũng là đen rồi. Nhưng mà để mà mix vừa đẹp vừa trẻ, đây các chị yêu nhìn cho em cái quần này. Cái màu quần này này, vì sao mà các chị yêu thấy em chọn cái màu quần này đầu tiên? Bởi vì cái quần này này, nó mix mọi loại áo cho em Nga, mọi màu áo cho em đều đẹp. Cái quần này nó phải gọi là cái quần mà cái bản màu dễ mix đồ nhất. Đấy ạ, mỗi tội là nhiều chị yêu là ngại mặc đồ trắng thôi. Chứ còn chính ra mặc đồ trắng như thế này này, vừa trẻ vừa đẹp và cực kỳ sang. Chưa bao giờ em nói là cái đồ trắng là không phải là đồ sang nhá. Sang nhất là màu trắng. Nhưng mà chị yêu nào mà thích mặc đồ trắng và không ngại cái sự bẩn của nó, tức là màu trắng là màu hay dễ bị bụi bẩn hơn. Đấy, nhưng mà chị yêu nào mà không ngại thì phải nói là sang bản cấp của chị ạ. Nó là một trong những đồ cực kỳ sang. Màu da cho mã M9 cho chị Phùng Hậu này. Mờ da cho chị Phùng Hậu, một áo mờ da này. 60 cân đổ về em chốt đơn. Em còn 3 chiếc màu da là hết này. Áo này em còn 3 chiếc màu da, 2 chiếc màu xanh, giá là... À 2 chiếc màu đỏ. Đây. Chị Hà Vi có được M7 ạ. Ok chị Hà Vi có áo bra đen này, một chiếc M7 này và một chiếc M9. Ok ạ. Bây giờ áo này của em Nga còn 2 chiếc màu đỏ nhá, và 3 chiếc màu da cuối cùng, 220.000. Đấy ạ, chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. Là em hết áo M9 rồi. Hết M9 các chị yêu. Đây là hết M9 nhá. Mình rất ngây. Đây ạ. À. Đấy ạ. À. Em mặc áo màu da này, 60 cân đổ về em chốt đơn, 40 đến 60 cân. Áo này không có màu gì không đẹp. 40 cân đến 60 cân.
220.000. Đấy ạ, chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Em đang mặc màu da, em còn 3 chiếc màu da và 2 chiếc màu đỏ cuối cùng. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Đấy ạ, em qua mã 19 nhá, còn có mấy chiếc thôi ạ. Chị đọc M7 cho em rồi, em chốt lại để ok chị ơi ạ. Quần trắng có size không? Quần trắng em có SML 3 size ạ. Chị quần có 3 màu chị yêu nhá. Đây giờ em sẽ mặc màu cho các chị yêu đây ạ. Quần bây giờ em xin phép được mặc sang màu nâu nhá. Em xin phép được mặc sang quần màu nâu. Quần em xin phép được mặc sang màu nâu ạ. Quần em có 3 màu ạ. Em có đen này, trắng và nâu, đủ size SML 3 size. Bây giờ em sẽ mặc sang quần màu nâu đây ạ. Áo của em là M9, chị yêu nào lấy M9 cho con M9 nhá. Em chuyển sang quần. Cái quần này siêu đẹp luôn, màu nó là màu trắng kem nhá. Quần của em Nga nó không phải là trắng tinh mà nó là màu trắng kem. Nên là cực kỳ sướng luôn ạ. Màu trắng kem các chị yêu ạ. Siêu sướng luôn cho em cái quần này. Mà form của nó cực gọn nhá, form này form rất là gọn. Chị yêu là người nhỏ cũng mặc được cho em cái quần này. Đây, em mặc màu nâu đây. Các chị em nhìn cho em Nga nhá, quần này là trắng kem. Đây này, trắng tinh thì nó như thế này. Đây là trắng kem. Quần là trắng kem nhá các chị yêu nhá. Áo là trắng tinh đây này. Đẹp ngất ngây luôn cái quần này. Trời ơi, chất liệu của em bên trong của em Nga này. Các chị yêu nhìn quần nó phải đỉnh như thế này cơ mà. Cái quần xịn của em Nga nó đỉnh như thế này mà. Nó không phải quần rẻ đâu ạ. Đây. Quần của em Nga nó là quần đỉnh, nó phải là quần như thế này nhá. Nó xịn như thế này. Các chị yêu nhận hàng nhận chất các chị yêu biết. Quần nó là quần của thương hiệu rồi ạ. Ok chị Hà Vi em chốt rồi ạ. Quần có 3 size SML 3 size nhá. Bây giờ em sẽ mặc sang màu nâu này. Đây ạ. Em sẽ mặc sang màu nâu nha. Em có đây 3 màu. Quần đây ạ. Màu nâu đây đây ạ. Chị yêu nào lấy quần em đang mặc thì chốt đơn. Em có màu trắng kem này, màu đen và màu nâu. Đủ size SML 3 size 66 cân đổ em chốt đơn. Quần này thì các chị yêu mặc đi đâu cho em cũng đẹp. Dễ mặc vô cùng, cực kỳ sang xinh ạ. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhé. Comment cho em nha. Đúng cú pháp là em lên đơn. Đấy ạ. Chị yêu nào comment bị ẩn thì các chị yêu chấm lại hộ em nhé. M9 em còn duy nhất màu đỏ và màu da nữa thôi ạ. M9 em còn duy nhất màu đỏ và màu da nhá. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em nha. Chờ em chút xíu nhá. M9 em còn duy nhất màu đỏ và màu da. Chờ em tí xíu. Rồi. Đây. M9 em còn duy nhất màu da này. Màu em đang mặc là màu da và màu đỏ đô. M9, 2 chiếc màu đỏ đô, 3 chiếc màu da, 40 đến 60 cân đổ em chốt đơn, hàng chuẩn của Mây Mây. Còn mấy chiếc nữa tặng lót hết ạ. Rồi, bây giờ em sẽ qua cái mã M9 này nhá. Chị yêu là lấy chốt đơn. Quần em đang mặc là màu nâu đây ạ. Quần em đang mặc là màu nâu. Rồi, màu nâu em xem còn áo gì nữa nào. Áo này quần này đẹp nhỉ. Quần này đẹp, áo cũng đẹp. Chốt tiếp cho em nghe nha. Rồi, đây chờ em đi xíu. Đây, em còn mấy em này này, tặng nốt luôn này. Các chị yêu này, em này có. Hả? Quần nỉ này của em Nga, quần nỉ này, các chị yêu ơi, quần nỉ này thì mặc mùa thu vừa phải luôn chị yêu nhá. Mặc mùa thu, chị em mình mặc nói chung là nó không quá dày, dày cộp đâu. Nó dày kiểu gọi là, nó dày để chị em mình mặc thu đông thôi. Chứ nó không bị quá cồng cộp đâu chị yêu ạ. Chị em mình mặc nó rất là nhẹ luôn. Cái quần này mặc nhẹ tênh nhá các chị yêu nhá. Quần nỉ nhưng mà em không hiểu nó làm nỉ gì. Đấy, nó không phải là quần nỉ xốp thôi, nó không phải quần sợ nỉ xốp thôi, nhưng mà nó là chất liệu nỉ, nhưng mà nó kiểu dạng như kiểu nỉ thoáng khí ấy. Nỉ lên đây các chị yêu nhìn cho em nghe này. Cái chất liệu nỉ của nó là nỉ như thế này này. Nên là khi mà mình mặc lên nhá, nó rất là thoáng và cảm giác là mình mặc đó. Em đứng thế này. 13 một em 63 cân. Ok ạ. À. Đây này, nên là cảm giác lên chất liệu của nó ấy, nó rất là mềm và nó không bị bí này, nó không bị bí rít này, nó không bị khó chịu này, và cảm giác là nó không bị nặng quần. Cái quần này chị em mình mặc nó như là cái quần vải thường của chị em mình ấy, nhưng mà nó chất liệu của nó là nỉ. Đấy ạ, mặc nó rất là sướng quần này cho em nha. Rồi ạ.
Tiếp theo cho em Nga nhá. Áo này thì em còn bằng này chiếc này, em cũng lên nốt này. Áo này hôm nay em còn bằng này chiếc này, xin phép được lên nốt cho các chị yêu nha. Áo này em có này, màu đen, ui áo này đỉnh của đỉnh luôn. Xin phép được lên cho các chị yêu áo này. Có 2 chiếc màu nâu, 3 chiếc màu nâu, dịch quá kỳ luôn. 1m57, 63 cân, size L. Quần này 1m57, 63 cân thì size L. Áo bồ đa của em đẹp không các chị? Đẹp không ạ? Đẹp, vô cùng đẹp luôn. Áo này cho em Nga nhá. Hàng của FCR này, rất là đỉnh luôn. Montegi, siêu phẩm, áo này thì rất là đẹp luôn rồi. Áo này hôm nay em dành cho các chị yêu nhá, mức giá là 270.000. Hôm nay em sẽ dành cho các chị yêu là 270.000. 270.000 cho áo này. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn, màu này rất là đẹp luôn. Màu này siêu xinh luôn cho em Nga. Em đang mặc quần là màu nâu nhá, quần này em có màu đen nữa. Cái màu áo này, màu này của em Nga nó là màu nâu này. Nâu rất là đẹp luôn, xịn cho em Nga cái áo này nhá. Em có 3 chiếc màu em đang mặc áo thôi, 270.000. Em có 3 chiếc màu áo em đang mặc này. 3 chiếc màu áo em đang mặc, một chiếc màu đỏ duy nhất, một chiếc màu xanh duy nhất và 3 chiếc màu đen là hết áo. 270.000 áo cho em Nga mã M10. Áo này M10 270.000. Em có 3 chiếc nâu, 3 chiếc đen, 1 chiếc xanh, 1 chiếc đỏ. Hết ạ. Chị yêu nào lấy chốt đơn. Hôm nay dành cho các chị yêu mức giá 270.000, bao giá, bao form, bao chất cho các chị yêu luôn. Đấy ạ, nên chị yêu là lấy chốt đơn nhé, có mỗi vài chiếc thôi. Mã này à, M10 ạ. Chị Hương Trần ok ạ, cho chị xem quần trắng loại đẹp có cúc ở gấu. Cho chị xem quần trắng loại đẹp có cúc ở gấu. Chị Thúy Nê, chị đang nói cái mã nào, chụp ảnh màn hình gửi qua em giúp em với. M2 màu nâu 62 cân. Ok chị Vũ Nhàn, M2 màu nâu 62 cân. Cho chị Vũ Nhàn là quần này này. Ok chị Vũ Nhàn ạ. Rồi chị em làm này, áo em đang mặc M10 nhá. Chị chốt đơn. Nga ơi mặc quần size lớn hơn mình xem với. Chị Vi Sinh ơi, chị bao nhiêu cân ạ? Chị Vi Sinh, chị Vi Sinh à, chị Vi Sinh ơi, chị chỉ mặc quần này size S như em Nga đang mặc thôi chị Vi Sinh ơi. Chị Vi Sinh chỉ mặc quần như em đang mặc thôi ạ. Quần của em Nga là 570.000 chị yêu ơi. Nga lên bộ gió Adidas với. À ok chị Khánh Bảo Khánh, chờ em chút xíu em lên bộ gió Adidas ạ. Chờ em chút xíu nhá, chờ em chút xíu. Đây. Các chị yêu nắm kỹ đi rồi em lên bộ gió Adidas ok ạ, chờ em chút xíu ạ. Áo này 270 ạ. Chị Vi Sinh ơi, chị chỉ mặc quần em đang mặc thôi. Chị Vi Sinh ơi, quần này nó là cặp chun. Quần này là cặp chun và chị mặc cho em quần này em mặc thôi. Chị Bi Sinh là 56 cân đúng không? 1m54, 55, 57 cân. Chị Bi Sinh ơi, chị mặc quần quần size bằng em thôi chị Bi Sinh nhá. Chị mặc cái quần này bằng size em thôi. Form của nó nhỏ đẹp nhưng mà quần này chị chỉ mặc bằng size em là ok ạ. Vì người chị Bi Sinh gọn. Đấy ạ. Quần này siêu đẹp luôn. Em khẳng định là quần này chị yêu nào nhận hàng cũng mặc đẹp cho em nha. Áo em đang mặc chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Em mặc có màu nâu. Đây, các chị yêu thích, các chị yêu chốt đơn cho em ngà áo này. Đây, áo này đẹp lắm luôn. Rồi, sẽ lên cho các chị yêu một tiếp theo nha. Các chị yêu muốn em lên bộ đúng không? Hay em lên bộ đúng không? Sang bộ nhá. Áo này chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Em chốt giá trên line. Sau line thì giá nó vẫn lại về nguyên cũ nhá. Tại vì em còn vài chiếc. Chị Hoa Nguyễn, áo vừa 62 cân cũng được không? Áo này cho em Nga 65 cân đổ về ạ. Áo này 65 cân đổ về ạ. Áo này từ 43 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. Áo em đang mặc 43 cân đến 65 cân em chốt đơn. Áo em đang mặc là 43 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. Em chốt từ 43 cân đến 65 cân ạ. Áo em mặc em chốt từ 43 cân đến 65 cân em chốt đơn. Em có mỗi mấy chiếc thôi. Áo là Montegi ạ, hàng của FCR chị yêu ơi. Áo em đang mặc là Montegi hàng của FCR ạ. Áo em đang mặc là Montegi hàng của FCR các chị yêu ơi. Áo em đang mặc là Montegi của FCR nhá. Chờ em tí xíu để em nhìn xem nào. Đây là cái gì đây? Áo em đang mặc là Montegi hàng của FCR. Chị Vi Sinh hai quần một nâu một đen ạ. Ok, một nâu một đen cho chị Vi Sinh ạ. Chờ em đang nhìn xem là định lên cái gì cho các chị yêu nhỉ. À mặc lốt cái quần màu đen đã. Chị yêu nào lấy quần cứ chốt đơn quần nhé để mặc lốt cái quần màu đen. Chị Thị Hoa Nguyễn M10 áo màu đen ạ. Ok, chị Thị Hoa Nguyễn M10 màu đen ạ. Cái này của FCR. Hàng này em nói thật sự với các chị yêu là em còn vài chiếc thì em nên nốt cho các chị yêu với giá này chứ còn bình thường không có giá này đâu. Cái áo này này không có giá này đâu. 270.000. Áo này bình thường vẫn bán bình thường đấy các chị yêu ạ. Chẳng qua là em còn vài cái thôi, em hôm nay em lên nốt cho các chị yêu thôi. Chị Hoa màu đen ok ạ.
Em đặt bộ gió chưa có. À chị Bảo Ngọc. Chị Bảo Ngọc bộ gió gì mà chưa có của chị Bảo Ngọc nhỉ? Chị Bảo Ngọc ơi, chị đi Hoa Nguyễn màu đen. Ok rồi ạ. Bây giờ em sẽ mặc cái quần này màu đen nhá. Mặc nốt quần màu đen rồi chờ chút xíu em sẽ lên bộ gió. Ôi áo bờ ra hết rồi đây à. Chị yêu nào hôm nay á, chị yêu nào mà hôm nay không được áo bờ ra thì tiếc ngẩn ngơ nhá. Bờ ra này. Trời ơi. Ok chị Hà Vi M10 màu đen. Ôi áo bờ ra hết rồi. Áo bờ ra cũng gọi là hết rồi các chị yêu ơi. Bờ ra nói chung là bờ ra giờ chỉ còn có ít thôi. Còn có vài gái thôi, chị yêu là nhanh thì được bờ ra. Không là lại phải chờ. Ok màu đen này. Màu em đang mặc, em còn một chiếc màu đen cuối cùng cho chiếc áo này 270.000. Áo em đang mặc em còn một chiếc màu đen cuối cùng ạ. Áo em đang mặc chỉ còn một chiếc màu đen cuối cùng nhá đây. Áo này em mặc này em còn một chiếc màu đen cuối cùng. Áo này thì siêu đỉnh luôn rồi, em nói thật sự luôn nhá. Đây. Chất của nó siêu đẹp, 65 cân đổ về. Các chị yêu nhìn cho em Nga này, đằng sau nó như thế này cơ. Áo này á đẹp lắm luôn, đằng sau này cho em Nga nhá. Ở dưới này là mông tư ghi. Trên này của nó này, chất liệu cho em Nga này. Và cổ của nó này, em khẳng định với các chị yêu là áo này siêu đỉnh luôn. Em còn một chiếc màu đen cuối cùng. Một chiếc màu xanh, một chiếc màu đỏ, ba chiếc màu nâu như em đang mặc hết rồi. Đấy. Chị yêu nào lấy chốt đơn, bây giờ em sẽ thay quần nhá. Quần em đang mặc là màu nâu. Chờ em chút xíu, áo là màu 10. Chúc mừng các chị yêu nào mà nhận được áo bra này của em Nga. Hôm nay chúc mừng các chị yêu nào dinh được áo bra của em Nga. Xong các chị yêu về cho em cái feedback mặc áo bra đấy nhá. Các chị có cảm nhận giống như em không? Đấy ạ, cảm nhận khi mà mình mua rất nhiều loại áo bra nhưng mà không phải là áo bra nào, mình cũng cảm giác sướng được như cái áo bra này không? Ôi em nói thật sự em mặc tất cả những cái cảm giác, những cái mỡ thừa của em ấy, không hiểu là hay là do em mít cả cái quần này nữa. Nhưng mà em nói thật sự này, tất cả những cái mỡ thừa bình thường á, các chị yêu thấy em cứ lộ ngấn đúng không? Các chị yêu nhớ bình thường em cứ lộ ngấn đúng không? Em mặc cái áo bra này, cái quần này, không cảm giác thấy ngấn mỡ của em đâu luôn. Đấy ạ, mặc này. Tự tin cảm giác như thế này với các chị yêu luôn. Chứ còn bình thường em không phải là người cảm giác ấy đâu ạ. Mà em cũng xấu hổ chứ các chị yêu, đúng không ạ? Đấy ạ. Chị Nguyễn Thu Thủy áo màu xanh. Ok, một chiếc màu xanh cho chị Thu Thủy là hết này. Em hoa đỗ hai áo. Hết xanh này. Chị Hoa Đỗ hai áo bờ ra màu đen và da cùng màu 7 màu hồng em chốt cho chị chưa? Rồi áo bờ ra của chị Hoa Đỗ cái nãy chốt rồi đấy. Màu hồng cái nãy của chị Hoa Đỗ em ghi lại đi, tí nữa check cho chị Hoa Đỗ. Chị nhớ không lầm là chốt rồi đấy. Em chốt rồi chị Hoa Đỗ nhá. Một áo bờ ra, một áo bờ ra màu da đúng không chị Thuy Hoa Nguyễn? Chị Thuy Hoa Nguyễn là một áo màu da đúng không ạ? Chị Thuy Hoa Nguyễn là một áo bờ ra màu da đúng không chị Thuy Hoa Nguyễn ơi? Ok, một áo bờ ra màu da dồn đơn. Màu da cho chị Thu Hoa Nguyễn dồn đơn. Áo em đang mặc em còn 3 chiếc màu nâu này. Áo bờ ra bao nhiêu? 240.000 một chiếc ạ. Áo bờ ra em đang mặc ở trong đây này là 240.000 một chiếc. Và 450.000 hai chiếc. Em có 3 màu. Màu đen, màu trắng và màu da. Màu da thì còn có vài chiếc thôi ạ. Còn màu đen, màu trắng còn vài chiếc. Nói chung là cái này em còn mỗi cái vài chiếc thôi là hết rồi. Còn các chị yêu nào mà muốn lấy nữa thì chắc là chờ nhá. Chờ em sẽ gối và về cho các chị yêu. Em trước sau em khẳng định các chị yêu nhìn này. Cái áo bra mà không mặc lên mà các chị yêu nhìn nó cái form của nó, cái ngực của nó này nó đẹp như thế này cơ mà. Không mặc, không cần, chưa cần phải mặc lên nhá. Đã nhìn thấy cái kiểu cái phồng ngực của áo rồi. Các chị yêu nhìn này. Nó có đệm ngực, cái áo này có đệm ngực nhá, thoải mái quay trong máy giặt cho em nha. Đấy ạ, các chị yêu chưa cần mặc lên mà các chị yêu đã thấy cái đệm của nó quá đẹp như thế này rồi. Áo này phải gọi là quá đỉnh luôn. Em có màu da, màu trắng và màu đen nha, em đang mặc trên người. Đấy ạ, 63 cân đổ về em chốt đơn áo bờ ra. Chị Đỗ Thoa M10 màu nâu ạ. Ok, chị Đỗ Thoa M10 màu nâu em chốt đơn này. 270.000 áo này quá đỉnh luôn. Chị yêu nào lấy áo của em Nga đang mặc tin đi ạ. Chốt đơn liền cho em Nga, cơ hội không mấy khi đâu đây. Em đang mix quần màu đen này với áo màu nâu này, 65 cân đổ về, các chị yêu mặc màu áo này cho em vừa nhá. Áo này từ 43 cân đến 65 cân em chốt đơn. Siêu đỉnh, siêu đẹp luôn. 43 cân đến 65 cân các chị yêu mặc cho em áo này. Màu nâu em đang mặc em có mỗi 2 chiếc màu nâu là hết. Còn 2 chiếc màu nâu cuối cùng là hết, chị yêu nào lấy thì chốt đơn 270.000 cho em áo M10. M10 2 chiếc.
màu nâu cuối cùng ạ. Chị Nguyễn Mến một áo bra màu trắng gồn đơn. Ok, chị Nguyễn Mến một áo bra màu trắng nữa gồn đơn ạ. Ok ạ. Em mặc màu đen cũ nhá. Có một chiếc màu đen và một chiếc màu đỏ nữa thôi là hết M10. Áo này quá đỉnh, quá đẹp luôn. Rồi, em mặc lốt cái áo này nhá, mặc lốt quần này, sau đó thì em qua các mã khác cho các chị yêu này. Các chị yêu thích em lên mã gì em lên, màu đen đấy ạ. Màu đen có duy nhất một chiếc cuối cùng thôi. Màu nâu còn hai chiếc nâu rất là đẹp luôn. Cái màu nâu của nó là nâu. Cái áo của em đang mặc màu nâu là màu rất là đẹp. Chị Vi, chị vào tin nhắn chốt giúp em có chụp hình chốt ở tin nhắn rồi nhé. Ok chị Vi, em ơi em ghi vào đấy là chốt trong tin nhắn cho chị Vi nữa nhé. Đấy, không có nhớ là có thiếu đồ của chị Vi. Ok chị Đỗ Thoa, rồi ạ. Màu em đang mặc này, áo này M10 màu đen còn một chiếc cuối cùng, 43 cân đến 65 cân em chốt đơn. Không phải nghĩ cho em chiếc áo này nữa, áo này không dinh quá phí, 270. Chị Hà Vũ M10 màu đen ạ. Ok chị Hà Vũ M10 màu đen cuối cùng là hết. Màu nâu còn hai chiếc. Màu em mặc màu cuối cùng sẽ là màu đỏ nha. Áo này hôm nay chị nào dinh được cái áo FPL được em nha, với mức giá này không phải nghĩ một tí nào luôn. Áo này nó đẹp thực sự các chị yêu ạ. Đây. Nó là đẹp thực sự luôn, hàng của FCR. Hoàng Viên quần đen size M ạ. Ok, chị Hoàng Viên quần đen em mặc ạ. Quần em đang mặc có ML nha, 66 cân, các chị yêu mặc thoải mái cho em nha. Đẹp quá. Chị Vi xinh vừa xong là size chị nhé. Size S ạ. Ừ. Size 6. Màu đỏ đây ạ. Áo này có duy nhất một chiếc màu đỏ. Áo này em còn duy nhất một chiếc màu đỏ. Ôi đẹp. Cái quần này mix cái màu gì cũng xinh. Nói thật sự quần này màu kem mix áo gì cũng xinh. Và quần màu đen mix gì cũng xinh. Màu nâu. Cái quần này của em cả ba màu đều rất là đẹp. Em phải khẳng định form quần của nó siêu đẹp luôn. Chất liệu nỉ siêu đẹp. Các chị yêu mặc cái quần này xong rồi các chị yêu mết nhá. Em nói thật sự cái quần đây này. Em từ nãy giờ các chị yêu thấy không ạ? Cái quần em có cần phải chỉnh chiếc gì đâu ạ. Em mặc lên đúng không mặc như vậy. Và em mỗi buộc cái dây vào thôi. Đấy ạ, mà các chị yêu nhìn nó lên form như thế này, mix gì cho em cũng đẹp. Quần này không phải nghĩ luôn. Chị Chu trước M10 màu đỏ ạ. Ok, chị Chu trước M10 màu đỏ một chiếc cuối cùng. Chị Nguyễn Thị Hà bra màu đen ạ. Ok, chị Nguyễn Thị Hà bra màu đen em chốt đơn. Đấy ạ, ok chị Nguyễn Thị Hà. Vậy là áo này em còn hai chiếc màu nâu cuối cùng là em hết nhá. Em hết M10, hai chiếc màu nâu cuối cùng. Đấy, bra em mặc từ nãy giờ đẹp không ạ? Em phải giữ lại. Này, nhớ cất cho chị nhá. Đừng có chị thấy chị nào ấy xong rồi lại ấy nhá, để cho chị mặc bị like nhá. Không, em cũng dặn là em sợ lắm nhà em á. Các bạn nhà em á, nhiều khi là kiểu chốt cho khách mất rồi ấy. Là luôn, em rõ ràng em bảo cất đi xong rồi lôi của em ra. Khổ lắm cơ ạ, các chị yêu ạ. Này cứ nghĩ nhiều khi như kiểu là có lúc mà em thích em lấy được ấy. Khổ. Rồi, em qua mã M10 nhá. Bây giờ các chị yêu muốn em lên cái gì nhỉ? M10 em còn hai chiếc màu nâu cuối cùng thôi. Nâu sẫm ạ. Các chị yêu thích em lên gì nhỉ? Em lên cho các chị yêu vừa xong chiếc các chị yêu bảo em lên gì nhỉ? Bộ gió đúng không? Các chị yêu thích em lên bộ gió không ạ? Hay là bộ gì ạ? Bộ gió nhá. Em lên cho các chị yêu bộ gió nhá. Bộ gió của em đâu nhỉ? Bộ gió nhưng mà đây. Em lên bộ gió này. Em lên bộ gió nhá. Rồi, lên bộ gió. Xin phép lên bộ gió. Ôi, bộ gió cho em nha. Đây. Cho em bộ gió nhá. Hôm nay em mặc bộ gió này màu trắng đi. Ôi dồi ôi, bộ gió này của em Nga nhá. Bộ gió này, ôi trời ơi, bộ gió này có màu hồng nữa kìa. Nói thật là bộ gió này em chưa về hết đâu. Nên là các chị yêu nào lấy cứ chốt nhá. Bộ gió này em chưa được về hết đâu. Hiện tại em cứ mặc lên cho các chị yêu thôi. Các chị yêu nào mà có size gì ở đây em chốt trước. Em chốt trước cho các chị yêu. Bộ này em chưa về hết, em đặt nhưng mà cái bộ này nó chưa về hết. Nó chưa về hết. Em có màu hồng này. Cái màu hồng này. Bộ gió này nha các chị yêu nha. Về em lại trả tiếp này. Đây. Chị Loan Phan M2 N đen ạ. Ok, M2 quần N đen cho chị Loan Phan. Chị Lệ Cường bra màu đen ạ. Ok ạ. M2 1m55 54 cân mặc size S ạ. Size S ạ. Đây. Màu hồng này. Áo gió nha, ủi dồi. Riêng cái bộ gió này các chị yêu không mua quá phí luôn. Tại vì cái bộ này ấy, em chưa về hết cho nên là em không dám lên đầu like cho các chị yêu đấy. Chứ còn nếu mà về hết em sẽ lên đầu like. Cái này có hồng này. Bộ gió có 3 màu, có ML nha. Màu trắng này. Màu trắng này. Những cái hỏi quần em mặc thì vừa không? Quần nào? Quần mặc
Quần em mặc 66 cân đổ về là các chị có mặc được ạ? Chị nào đấy? Chị Nguyễn Hiên. Chị Nguyễn Hiên ơi, chị Nguyễn Hiên mặc quần này cho em ra size S là chị Nguyễn Hiên nhá. Chị Nguyễn Hiên mặc quần này cho em size S đi ạ. Form gọn. Form quần này gọn. Chị mặc nó hơi thoải mái một chút xíu nhưng mà với cái dòng quần em đang mặc thì em nghĩ là chị mặc được bởi vì là nó là form gọn. Quần là 570.000. Quần này em có màu áo bộ gió này, em có màu trắng này, chất siêu đẹp luôn. Đây. Em có này, màu trắng này, màu hồng này. Màu này thì có đúng hai bộ, màu này có đúng hai bộ, hiện tại đang đúng có hai bộ. Đây. Màu này này, buộc riêng cho em Nga được đúng hai bộ này. Màu này được đúng hai bộ, em không biết là size gì đây. Về được đúng hai bộ này. Đây. Màu xanh này. Ủa cái xanh này lạ lắm nhưng mà được đúng hai bộ. Xanh này em chờ em chút xíu em nhìn xanh gì nhá. Đây, xanh này. Đúng hai bộ, một bộ này là size. Một bộ này là size size M. Một bộ này là size gì? Xanh này đẹp nhưng mà áo phao lông vũ các chị tua lại xem này. Áo phao lông vũ chị tua lại đi chị yêu. Đây chờ chút xíu để trong quá trình em bóc ra em khoác tạm cái áo phao lông vũ lên cho các chị yêu nha. Trong quá trình em bóc ra em khoác tạm áo phao lông vũ em mặc ngay đầu lai đấy. Em mặc ngay gần đầu lai đấy. Đây. Em khoác tạm cái áo phao lông vũ này. Bộ này là màu xanh này có 1M 1L thôi, màu xanh này có 1M 1L. Màu xanh này có 1M 1L. Đây, cái này có 1M 1L nên là em xin phép được tí mặc sau này. Em có xanh này nữa này. Em có xanh này và đen nữa. Ủa dồi, cái bộ này nó màu thế này. Cho chị cái này ra coi. Em có xanh này và đen nữa, đây. Em có màu xanh và màu đen nữa, đây. Em có màu xanh và màu đen nha. Ôi. Màu xanh này. Em có màu xanh này nữa này. Bộ này em chóng mặt về màu luôn rồi đấy. Các chị yêu biết không ạ? Chỉ có bộ nào nó đẹp xuất sắc thì nó mới có nhiều màu để về cho các chị yêu như thế này thôi. Còn nếu không á, em nói thật sự em chỉ chọn lọc màu thôi. Nhưng cái bộ này em màu nào nó cũng đẹp. Em nên cho các chị yêu màu gì trước này. Đây là đen xanh thôi nên từng màu nhá. Chị yêu nào chốt gì các chị cứ chốt nhá. Bây giờ em sẽ mặc màu trắng trước đi. Em mặc trắng trước này. Em mặc trắng trước đi, màu trắng bao giờ cũng là cái màu rất là xa. Nên em xin phép được mặc trắng trước. Đây ạ, à, em khoác áo này nha các chị yêu. Đây. Cái bộ gió này. Các chị yêu thấy bờ da của em nó đẹp không? Quả của nó khi em mặc với cái áo này các chị yêu thấy không? Nó vẫn còn ngang ở trên cái chỗ tầm này nhá. Nên cái áo bờ da của em cực đẹp luôn. Áo bờ da bên trong phải gọi là siêu đỉnh luôn. Đấy ạ, à, khi em mặc với cái áo này mà các chị yêu biết không? Nó vẫn còn ngang cái trên cái nghĩa này này. Có nghĩa là chị em mình mặc lên mic đồ tự tin luôn cho em Nga. Không hở nộ, không gì cả. Mặc không bị phô. Riêng cái bờ da này nó không bị phô. Em phải gọi là một bờ da tuyệt đỉnh luôn nhá. Nó không phô. Bởi vì chị em mình mặc bờ da mà nó cứ vẫn có hở hở. Như là nhiều khi chị em mình mặc ấy, là chị em mình phối đồ nó cũng phải khéo một chút xíu. Còn riêng cái bờ da này của em Nga thì tự tin phối. Đấy, còn như em không muốn thay áo với áo ra thôi thì em mặc luôn bên trong như vậy. Đây. Cái này của em Nga là màu trắng các chị yêu nhá. Bộ em có ML 3 size. Em mặc nhanh các màu nhá. Đấy, em mặc nhanh các màu, chị yêu nào đấy chốt đơn cho em bộ này. Bộ này của em là xếp bộ gió 3 chi tiết. Em phải nói bộ này của em Nga nó phải gọi là siêu đỉnh. Các chị yêu nhìn cái họa tiết này, đơn giản, sang, xịn, xuất sắc. Họa tiết logo Gucci. Đây,
Adidas logo của Gucci với lại phối với Adidas theo nổ cho em nha. Chất liệu gió của nó là kiểu dạng như kiểu gió lụa các chị em nhá. Gió của nó rất là lạ. Gió cảm giác như kiểu gió lụa các chị ạ. Gió nhưng mà gió kiểu dạng như kiểu cốt tông lụa ấy. Nó không phải gió thường đâu. Gió cốt tông lụa nó có cái độ mềm mịn. Ôi cái dòng riêng của nhà, cái dòng thiết kế riêng của nhà CNT với lại GR này rồi thì em nói thật sự luôn ấy. Cái dòng riêng của nhà CNT và GR này này, em nói khẳng định với các chị nó là đỉnh rồi. Đây. Đây ạ, hôm nay em rơi cho các chị yêu hai mác nhá. Đây. Dòng GR này và CNT. Đấy ạ. Hai cái này nó là hai chị em, đây ạ, 8182. Các chị yêu nhìn cho em Nga nhá. Đây. Các chị yêu nào mà mua cái dòng riêng của nhà này này, các chị yêu biết rồi. Đấy ạ, hai cái nhà này và cái form áo này, gọn đúng không các chị? Form áo này nhá là áo cái này các chị em mình mặc được luôn. Trong Nam ngoài Bắc mọi miền Tổ quốc đều mặc được cho em cái set này, trong Nam ngoài Bắc mọi miền Tổ quốc đều mặc được cho em set này. Ôi cái set này nó phải đẹp cực kỳ đỉnh luôn các chị yêu ạ. Hôm nào em sẽ lên, hôm nào em sẽ lên tách riêng một cái live về cái set này cho các chị yêu, bởi vì cái set này chị em mình mặc cực kỳ tỉnh sướng ạ. Set này mặc đẹp cho em Nga, sướng cho em Nga, chất cho em Nga. Áo này, áo dáng này, bo này, bo chun nhá, rất là vừa, người nhỏ hay các kiểu này mặc cho em Nga. Và chị em mình tách biến có cái chiếc áo này thành một chiếc áo khoác độc lập của cho em Nga. Cái chất liệu gió này các chị yêu nhìn cho em Nga, nó không hề mỏng nhá, nó không bị hở lộ. Đấy, bên trong nó có một lớp nót nhưng nó không có lộ. Em đang mặc cái bộ này là size S thôi. SML 65 cân đổ về em chốt đơn cái set bộ này. Set bộ này những chị yêu nào người nhỏ cũng mặc được cho em Nga. 65 cân đổ về em chốt đơn nhá. S em đang mặc dành cho các chị yêu khoảng tầm 54-55 cân đổ về mặc S, 59-60 cân đổ về mặc M, dưới 64-65 cân đổ về mặc L cho em Nga cái set này. Lên đơn cho em set này mức giá là 1.050.000 đúng không nhỉ? 1050 các chị yêu nhỉ? Set em đang mặc có mức giá bao giá toàn quốc cho các chị yêu là 1050 đúng không em nhỉ? 1050 em lên giá là 1050 thôi. Mức giá bao giá toàn quốc luôn. Các chị yêu mua ở đâu bộ này với mức giá là 1.050.000 ạ? Comment cho em Nga đúng cú pháp nha. Em có hồng này, em có hồng này, có đen này, có trắng này, hai màu xanh. Đấy ạ, có tất cả 5 màu. Mã cho em Nga là M11. M11 các chị yêu nhá. Cho chị xem màu xanh có size ML. Đây ạ, màu xanh có size ML đây chị yêu ơi. Màu xanh này có đúng hai bộ thôi. Màu hồng, màu trắng ạ, màu đen. Màu xanh đây ạ, màu xanh này nó gọi là xanh gì nhỉ? Em chả biết nó là xanh gì, xanh rất là lạ luôn ấy. Xanh này không phải gọi xanh trời, xanh này rất là đẹp. Xanh này là xanh gì được? Đây ạ, màu xanh này có 1M, 1L thôi. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt này. 1.050.000 hộ em. Đây ạ, màu xanh này em có đúng 2 bộ. Có đúng 2 bộ ạ. 1M, 1L. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhé. Mã là M11 hộ em. Quần em mặc, chị vừa không Nga, chị Nguyễn Hiên. À, hỏi trước đấy rồi ạ. Đây ạ, khổ cái comment của em bây giờ em mới diện lên. Rồi em mặc đang mặc là màu trắng nhá. Chị yêu nào lấy set này thì chốt đơn cho em set này. Giá là... Ui giời, comment máy này có nhận được đâu. Bộ nhung siêu cấp form gọn không chị nha. Bộ nhung siêu cấp em mặc S thôi chị. Chị Trần Đoàn Bích, chị em mình mặc S thôi chị. Chị Trần Đoàn Bích ạ. Bộ nhung siêu cấp, bộ 1.8 bao nhiêu đấy đúng không ạ? Bộ nhung siêu cấp em nhớ không nhầm nó là 1.8 hay sao đấy chị Đoàn Bích nhỉ? Có phải là chị đang hỏi em bộ nhung siêu cấp là 1.8 không? Cái bộ 1.8 ấy. 1.8 chị em mình mặc S thôi ạ. Bộ nhung siêu cấp 1.8 chị em mình mặc S thôi ạ. Bộ em đang mặc nhá, em có này màu trắng này. Các chị yêu xem được không nhỉ? Sao máy của em đang bị thấy nó bị đơ nhỉ? Hiện thì hiện đấy của chị mà ảnh của em thì nó lại ảnh từ cái thời này. Rồi các chị yêu xem nó có bị đơ giống em không hả? Rồi chờ em đi xíu nhé. Chờ em đi xíu em mặc nhanh cái mẫu này vậy. Em mặc nhanh nhá, các chị yêu có thể xem lại like của em nhá. Các chị yêu, em thấy đăng mạng nó đang có vấn đề nên là em sẽ mặc nhanh. Các chị yêu xem lại like và chụp ảnh màn hình giúp cho em nha. Đấy ạ, giúp hộ em nhá. Bây giờ em sẽ mặc nhanh này. Ôi em thấy đăng mạng nó bị vớ vẩn rồi. Rồi em mặc màu trắng đây các chị yêu nhá. Set này không phải nghĩ luôn ạ. Dinh cho em cả cây như thế này. Đây là một set bộ trắng cho em Nga nhá. Set bộ gió 3 chi tiết, bên trong một áo này, bên ngoài sẽ là bộ áo khoác và em quần. Size ML 64-65 cân đổ em chốt đơn. Bây giờ em sẽ mặc sang màu xanh này nhé. Xanh này em mặc M bởi vì xanh này chỉ có 1M, 1L là hết. Xanh này hiện tại là không có bù được đâu, chưa gối bù được đâu ạ. Xanh này chỉ có 1M, 1L thôi vì xanh này hình như em về trước cho nên là các chị chốt được xanh này hết rồi. Nên hiện tại xanh này chị yêu nào có ML để chốt liền này. Vì xanh này hiện tại em chưa gối được. Đấy ạ, gối nữa nhưng mà nó chưa có vải ạ. Nó không có hàng ấy ạ. Cái xanh này này, em mặc qua trắng nhá. Qua trắng này.
sang màu tiếp theo nha. Màu xanh này có đúng một M, một L. Chị yêu là lấy thì nhanh tay chốt này. Màu xanh này thì ai nhanh tay thì chốt này được. Có mỗi một M, một L. Em đang mặc M đấy nhá. Em đang mặc bộ này là tay M này. Em mặc S được, em mặc M cũng được. Em mặc M thì hơi thoải mái tí. Đẹp gió này. Cái kiểu này nó là kiểu dạng như kiểu cốt tông gió lụa ấy. Hơi kiểu cốt tông gió lụa, cảm giác không phải là có pha kiểu cũ đũi đâu. Em cũng không biết là kiểu chất gió, cái gió của năm nay nó lạ lạ. Màu này xinh nhỉ? Màu này đẹp nhỉ? Em nói thật là bộ này nhá, ngoài màu đen, màu trắng sang với lại các thứ ra, màu hồng rất yêu, bộ này có được màu hồng rất yêu. Em phải nói là chị yêu nào mà từ trước đến giờ thích hồng ấy, thì chốt cho em màu hồng. Còn ngoài ra hai màu xanh này rất là đẹp luôn. Bộ này hai màu xanh đều đẹp. Nói chung bộ này em thấy cái gì cũng đẹp. Bộ này màu nào cũng đẹp. Áo của nó là áo dáng bom như thế này này, bom nỡ như thế này. Trong Nam ngoài Bắc mọi miền tổ quốc đều mặc được cho em nha. Chất này. Em đang mặc màu xanh đây ạ. Chị yêu nào đấy thì chốt đơn nhá. Comment cho em đúng cú pháp đến chốt đơn. Màu em đang mặc là xanh. Mã cho em Nga là M11. M11 giúp em Nga. Màu em đang mặc là màu xanh M11 nhá. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. Comment cho em đúng cú pháp đến lên đơn ạ. 1.050.000. Đẹp không các chị? Đường line này. Ôi. Bộ này là bây giờ cái màu này là hơi hiếm đấy ạ. Màu này là hơi hiếm luôn đây. Đẹp nhỉ? Bộ này đẹp quá luôn ạ. Đây là màu xanh các chị yêu nhá. Em mặc nhanh cho các chị yêu. Xếp bộ gió 3 chi tiết. Quá đỉnh, quá sang. Bộ này trong Nam ngoài Bắc đều mặc được cho em Nga. Cổ của nó lại là cổ bẻ, không phải cổ V. Trời ơi, bộ này á, mấy nữa các chị yêu á, chị yêu nào mua được trước các chị yêu sướng. À, mấy nữa kiểu bác kiểu gì những cái bộ này là đều các chị yêu sẽ đều cực kỳ thích luôn. Xanh size gì nhỉ? Đấy size chị với Thị Hà đấy. Tại vì nó chỉ có một M một L thôi, hết rồi. Cái này màu này đang chưa bù được, màu này nó đang còn chưa có. 1m62. 60 cân. Eo bao nhiêu? 77. Size M cho chị Nguyễn Thị Hà. Ok. Chị Nguyễn Thị Hà 1m62, 60 cân. Bình thường chị ấy mặc M hay mặc L đấy chị Nguyễn Thị Hà nhỉ? Tại vì chị giữa size cho em Nga. Nếu mà mặc thoải mái hoặc L cũng được. Chị Nguyễn Thị Hà là mặc M cũng được, mà mặc L cũng được. Nếu mà chị muốn mặc thoải mái thì chị lấy L, còn nếu mà không thì chị lấy M cho em Nga nhé. Chị cao 1m62. Chị cao 1m62 mà 60 cân à. Em lấy cho chị size L cho thoải mái nhé chị Nguyễn Thị Hà nhé. Bình thường chị hay mặc hàng siêu cấp của nhà em Nga là size M với size L đấy ạ. Chị lấy L, ok chị Nguyễn Thị Hà lấy L. Ok chị Nguyễn Thị Hà em chốt L cho chị. Ok ạ, một chiếc size L em chốt cho chị yêu. Rồi ạ. Tại vì em đang thấy chị giữa size nhưng mà em đang nghĩ là chị lấy cái đấy. Bộ này màu gì cho em cũng đẹp. Rồi ạ, em tiếp theo nhá, em mặc sang màu xanh này nữa này. Đẹp quét ngây. Không, chị Nguyễn Thị Hà. Hả? Màu đỏ đô á, năm nay màu đỏ đô á, nó không có đâu chị yêu ạ, ít lắm. Gió em chưa thấy có cái nào ấy luôn. Màu đỏ đô hôm trước em có thấy, em có xét lỉ màu đỏ đô đấy. Hôm trước em có xét lỉ đỏ đô nhưng mà gió đỏ đô thì chưa thấy, có xét lỉ có đỏ đô rồi. Em có xét lỉ đỏ đô. Có xét lỉ đỏ đô chị Phạm Hằng ạ. Tí chị mặc màu hồng đi, tí em mặc màu hồng chị xem nha, chị phải kết màu hồng. Ok chị Oanh đang M11 xanh xanh M, em hết luôn xanh này. Hết luôn xanh này. Chờ, thơ hỏi đang bật màu xanh.
em có ML chị yêu ạ, à, em có ML. Bộ gió của em Nga có size ML nhá, 64 65 cân đổ về các chị yêu mặc được cho em Nga. Ta có 64 65 cân các chị yêu mặc được. Tí em mặc màu hồng màu này. Khổ ơi. Em nói rồi màu xanh của em Nga màu nào cho em cũng đẹp. Ui. Em phải nói là bộ này rất là đỉnh. Trời ơi, bộ này em nói thật sự là em chưa về được đủ hết thì họ chưa trả hết cho em Nga, em không nên dám lên đầu like chứ. Bộ gió này em phải nói thực sự là hôm nào sẽ lên tách riêng một like. Hàng mặc dù nó là hàng đắt nhá, hàng VIP nhá, hàng siêu cấp cho em Nga, nhưng mà các chị yêu nhìn cho em Nga này. Em mặc màu xanh này. Chất nhất luôn đấy ạ. Em mặc đúng size của em Nga là size S, mặc màu xanh các chị yêu thấy không ạ? Hai xanh đều đẹp cho em Nga. Xanh kia thì hết hàng mất rồi. Xanh kia hiện tại nó chưa có vải, nhưng mà xanh này. Ôi lạ không các chị. Tí em mặc màu hồng nhá các chị yêu nhá, màu đen mặc cuối cùng. Màu xanh này nhá. Ôi chất ngất ngây. Đẹp nhỉ. Cái màu này nhá. Xanh này nó gọi là xanh gì nhỉ? Xanh này nó gọi là gì nhỉ? Em không biết được gọi là xanh gì nữa các chị yêu, bộ gió. Nhưng mà các chị yêu thấy lạ không ạ? Riêng những cái màu xanh kia và màu xanh này các chị yêu thấy lạ trong tủ không ạ? Màu này đẹp quá. Chị Khánh Hoàng Khánh. Màu xanh này. Khánh Hoàng Khánh xanh. Ok ạ. Ghi hộ em là xanh này, ghi hộ em là xanh gì nhỉ? Khánh Bảo Khánh chốt inbox. Cái này là chị Khánh Bảo Khánh chốt inbox rồi à? Chị Khánh nhé. Ok chị Khánh Bảo Khánh ạ, màu xanh em đang mặc đúng không? Màu xanh em đang mặc đúng không? Ok chị Khánh Bảo Khánh, màu xanh em đang mặc ạ. Các bạn nào, các bạn đang bảo là bộ xanh này của em là chị ở trong inbox chị có rồi đấy chị Khánh Bảo Khánh ạ. Các bạn đi cất trong inbox cho chị rồi nhá, màu xanh Adidas. Ok. Màu xanh này em gọi nó là màu xanh xanh gì nhỉ? Chả biết là xanh gì. Xanh này gọi là xanh gì? Xanh lục. Xanh cây à? Lục. Xanh lục. Các chị yêu họ cho em một cái chữ xanh này là xanh gì cái. Em không biết tả nó là xanh gì nữa. Hay là em gọi nó là xanh rêu nhá. Em gọi nó là xanh rêu cho nó khác cái xanh kia. Tại vì nó có hai màu xanh mặc liền. Nói chung là xanh kia hết rồi. Bây giờ em chỉ còn xanh này thôi. Đấy ạ. Nói chung là em chỉ còn xanh này thôi các chị yêu nhá. Ôi xanh này đẹp nhỉ. Hôm nào sẽ mặc đầu like cho các chị yêu nhá. Đây. Ngắm kỹ hộ em phát. Em có ML cho cái mẫu này các chị yêu nhá. Màu xanh em đang mặc này. Đẹp ngất ngây luôn. Thực sự là bộ này rất là đẹp. Em đang mặc là size S các chị yêu nhá. Những chị yêu nào mà người nhỏ từ 45 cân thậm chí 43 cân các chị yêu mặc được chết này cho em nha. À 43 cân cho đến dành cho các chị yêu dưới 55 cân là mặc cho em được size S, dưới 54 cân 55 cân mặc S, dưới 59 cân 60 cân mặc M, người nhỏ thì 60 cân mới mặc M được cho em nha. Còn nếu không em chốt dưới 59 cân, 64 65 cân đổ về thì mặc cho em bộ này size L nhá. Màu em đang mặc em cứ gọi là xanh rêu đi các chị yêu nhá. Đẹp. Bộ này là bộ gió, hàng dàn riêng của nhà CNT và JR. Đấy ạ, gió ba chi tiết các chị yêu nhá. Bên trong là một cái chiếc áo bra. Bên trong là một cái chiếc áo bra này các chị yêu này, rất là đẹp cho em Nga. Đấy, cực kỳ sang xinh nên cho em Nga áo bra như thế này. Và ở cái áo này của nó ấy, là một cái áo khoác nhá các chị yêu nhá. Đây, khoác gió mà cái dáng của nó là dáng rất là vừa phải như thế này này. Đấy, mặc được ngay vào luôn. Cái này trong Nam ngoài Bắc các chị yêu đều mặc được cho em Nga cái bộ này. Đường lai phối né của nó quá đẹp, màu xanh này quá đỉnh luôn. Đấy ạ, chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em set này, màu màu siêu lạ siêu tây. Logo họa tiết mọi thứ đều kêu nổi. Và em này các chị yêu nhìn cho em Nga này, cổ của nó là cổ kéo khóa như thế này cơ. Nó sướng vô cùng luôn. Chị em mình mặc cả cây như này, ôi mua cả cây như này quá rẻ luôn các chị yêu ạ, đúng không ạ? Các chị yêu nhớ các bạn mua tech set cho em Nga nhá, một cái áo khoác của nhà em Nga là 600 này, đúng không? Một cái quần nỉ cốt tông ấy của DBA không hoặc cả GNT không, nó là 620 đúng không? Cả một cái set em bán bình thường cho các chị yêu đã là 1.220.000. Nếu các chị yêu mua tech rồi, cả một cái set em đang mặc như này các chị yêu có được một set tự mix tách rời cũng được giá của nó, mà cả bên trong là còn có một cái áo bra nữa nhá. Mua cái kia còn không được áo bra, mua cái này này cả set lại còn được áo bra mà có giá 1050. Trời ơi tội gì không mua. Thực sự luôn ấy, nó quá đẹp và quá rẻ. Chị yêu nào lấy chút đơn mã cho em M11, em để mức giá gọi là quá rẻ luôn. Đấy, xanh rêu, em cảm ơn chị Hoa Đỗ. Xanh rêu, xanh lá. Ok chị yêu. Ok chị Nguyễn Thị chị Nguyễn Thị Hà, ok ạ. Chị yêu nào lấy xanh rêu của em Nga thì chốt cho em xanh rêu nhá. Mức giá cho em Nga là như vậy. Bây giờ em sẽ mặc sang màu hồng. Em đang mặc là màu xanh rêu, em gọi nó là màu xanh rêu. Chị yêu là thích xanh rêu, chốt đơn cho em xanh rêu. Bây giờ em sẽ mặc màu hồng và màu đen. Đẹp quá, bộ này đẹp quá các chị yêu ạ. Em mặc màu hồng nhá, màu hồng đẹp lắm luôn. Chị yêu nào mà có cái gu giống em này, bởi vì em là em nhìn thấy màu hồng này em ưng luôn. Em nhìn thấy màu hồng này em kết luôn, tại vì không phải đâu em là em cái gu của em Nga là kiểu màu sắc ấy. Đấy ạ, màu rêu này em cũng thích này. Màu rêu này thì những chị yêu nào cảm giác giống dáng không thích mặc màu
màu màu kiểu màu đen ấy, tôi thích màu đen chẳng hạn đấy, các chị yêu chốt cho em màu màu này. Chị yêu là thích sang chốt trắng, chị yêu là thích sang chốt trắng, chị yêu là thích lạ thích độc, chốt cho em màu xanh rêu này. Dung M2 sao 155 tôi cho một cây thế nào? Ủa, đâu màu thích lạ thì chốt cho em cái màu xanh này, còn màu đen và thì các chị yêu thích dấu dáng, còn ai thích yêu yêu này giống em Nga này, vì em nhìn màu hồng này là em yêu luôn đấy ạ, thì chốt cho em cái màu hồng này đấy. Và bây giờ em mới để ý này các chị yêu ơi, cái em này nhá, phần tay này, phần tay có túi này, tay của nó có túi hẳn hoi các chị yêu nhá, túi của nó túi hộp như này, chất vô cùng luôn, đúng kiểu Adidas chuẩn xịn luôn này. Rồi bây giờ em mặc mang màu hồng này. Hồng á các chị, ông có biết không, cái tông màu áo ở bên trong nhá, cái đường line của nó màu gì nó đi cùng với tông màu đấy rất là xinh luôn, cái tông màu hồng đến cái áo này này, cái vành của nó cũng là vành hồng, thích lắm. Cái kia màu rêu á, xanh rêu thì cái vành của nó cũng là xanh rêu, màu hồng cho em này. Các chị yêu tin em chưa? Ôi chị yêu nào có gu như em tinh xinh ấy, một màu hồng này đi các chị, em khẳng định luôn, ai mà kiểu thích kiểu trẻ ôi, màu xanh rêu thì cực kỳ lạ, màu trắng thì rất là sang, nhưng mà màu hồng này yêu này các chị yêu ơi, chốt luôn giờ hồng đi các chị. Ôi em kết cái hồng luôn rồi đấy ạ. Em này đúng kiểu cái gu của em Nga là thích màu sắc này đấy ạ, nhưng mà thích cái kiểu trẻ này, lạ này, độc lạ này, màu hồng. Các chị yêu chốt liền cho em màu hồng này, tin em đi này. Ui, yêu quá, set này màu gì cũng đẹp, set này màu xanh rêu cũng đẹp nhá, màu hồng em cũng đẹp, màu trắng rất là sang. Màu đen thì tí em mặc màu đen không phải nói rồi. Màu đen thì rõ ràng là màu đen vẫn là cái màu mà nói chung là chị yêu nào thích màu đen thì phải chốt màu đen thôi. Đấy ạ. Hồng nhá các chị yêu nha. Ôi, đẹp quá, màu này đẹp quá. Ôi màu hồng. Em phải cất đi bộ hồng này đi ạ. Tại vì là trong tất cả những tủ quần áo của em Nga, cái set bộ này chưa có cái set bộ nào màu hồng. Em là cứ cái gì độc lạ khác biệt này em phải cất. Đấy ạ. Tất cả các cái bộ này các chị yêu chưa thấy ở đâu có màu hồng như thế này. Đấy, nên chị yêu là lấy hồng chốt đơn hồng nhá. Ui, rất nhây. Thế ạ, màu hồng, màu cuối cùng. Màu đen, đơ rồi. Thế thôi, hẹn các chị yêu vào like sau nhá. Em sẽ lên màu đen cuối cùng. Bởi vì hình như là em thấy là máy nó đơ rồi, nên là màu đen em xin phép được lên sau vậy. Lên được không? Màu đen thôi, các chị yêu nào lấy màu đen thì inbox vào trong trang của em nhá. Ok, cảm ơn các chị yêu. Còn bây giờ em xin phép dừng like tại đây. Cảm ơn các chị yêu. Đấy ạ, màu đen, ai thích màu đen thì inbox vào trong trang, hoặc là buổi sau em sẽ lên cho các chị yêu màu đen. Tại vì lúc này là màng nó đơ rồi, em cố định lên cho các chị yêu hết màu, các chị yêu mai chọn đấy. Nhưng mà em nhìn nó chả nhìn thấy gì. Người em lúc này tự dưng là nhìn này, nhìn nó như thế này, trời ơi, mờ nhạt vô cùng như thế này đây. Em mặc lên nó mờ mờ ảo ảo như thế này, trông nhìn nó không rõ. Đấy, mặc lên nó trông nó lại không rõ gì. Rồi ạ, em cảm ơn các chị yêu, hẹn gặp lại các chị yêu nha. Ôi đẹp quá, màu hồng này, xinh đấy. Ừ, màu hồng này xinh nhỉ. Cắt cái màu hồng này cho mẹ nhỉ. Đúng không con nhỉ? Ừ, mẹ mặc màu hồng này nhá.